Khương Phàm thốt ra, toàn thân kinh hãi. Ký ức trong ý thức đột nhiên rõ ràng, dừng lại tại thời khắc quan trọng nhất ở kiếp trước. Bờ đăng thiên kiều, bát đế giá lâm, bách hoàng xuất chinh. Thiên hậu, Tu La, chư tướng hoàng triều, trăm vạn hùng binh, dục hỏa đẫm máu, tử chiến không lùi. Kiếp trước chiến khu ngạo khiếu thương thiên, dung chuyển càn khôn, ngàn vạn thi cốt dưới chân, phía sau là huyết hà ngập trời. Rung động chiến trường bách tộc. Rung động thiên địa hoàng tộc. Rung động biến đổi lớn kinh thiên. Cường giả đầy trời chiến lực thông thiên, thần binh vô tận sát khí cuồn cuộn. Trong hỗn loạn, một thanh chiến thương dính qua vô số thần huyết, đâm xuyên qua chiến trường bạo loạn lại mênh mông vạn dặm, ven đường băng diệt 80.000 hùng binh, lấy thiên cương đại tướng, đánh giết thần triều làm hỗ trợ, đâm về phía chiến khu kiếp trước, xuyên qua cánh tay. Liệp thần thương, từng làm tổn thương chiến khu ta tại chiến trường bách tộc. Cảm giác kinh hồn này, cho dù tái thế luân hồi vẫn mãi tồn tại. Tinh thần Khương Phàm rung động, ánh mắt lắc lư. Liệp thần thương, tuyệt thế hung binh, đệ nhất sát khí hoàng thiên thế giới, trọng thương săn giết vô số thần linh. Liệp thần thương, trời khó táng, đất khó diệt, sinh ra từ thế giới hoang cổ, giết chóc đến nay, không hư hại chút nào. Liệp thần thương, người vậy mà lại mai táng ở chỗ này. Người nói, liệp thần thương, còn chưa bị hủy diệt sao? Linh hồn đan hoàng truyền ra từng âm thanh rung động, trong ký ức không trọn vẹn của hắn cũng có bóng dáng liệp thần thương. Cái đó là, ánh mắt Khương Phàm chậm rãi hướng lên, phía trên chiến thương vạn trượng chỉ xéo trên bầu trời hắc ám, có một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt đứng đấy, huyết khí cuồn cuộn, nở rộ hồng quang yêu dị, chiếu sáng phế tích mở tối. Ngàn vạn ác linh chiếm cứ mấy trăm dặm trong phế tích, chiều bái huyết nguyệt giữa trời, cũng đang hiến tế huyết nguyệt huyết khí mà ban đêm bọn chúng cướp đoạt từ bên ngoài đại hoang. Đó là máu của ta. Khương Phàm chăm chú nhìn huyết nguyệt to lớn giữa bầu trời. Huyết khí toàn thân hắn bắt đầu thay đổi, chính là đến từ nó. Bên trong huyết nguyệt có thể là thời điểm chiến mâu xuyên thủng cánh tay hắn mang ra thần hoàng huyết. Cho dù đã luân hồi, vẫn có thể cùng huyết mạch đương thời sinh ra phản ứng. Đôi mắt mình có thể cách hơn trăm dặm nhìn thấy hình ảnh rung động này, cũng là bởi vì huyết nguyệt cộng minh cùng huyết khí của hắn. Máu của ta, thần huyết của ta. Khương Phàm bỗng nhiên có ý nghĩ to gan. Đem thần huyết dẫn ra. Dù chỉ là mấy giọt. Khương Phàm dùng tàn đao mở ra hai tay, điên cuồng thả ra 1/3 máu tươi trên cơ thể, cố nén cảm giác suy yếu, vẩy về hắc ám trước mặt. Máu tươi rơi xuống đất, từ từ bốc hơi, biến thành huyết khí, trôi giữa không trung. Nơi này cách huyết nguyệt trăm dặm, nhưng vẫn được nhận lấy dẫn dắt, chậm rãi trôi về nơi đó, trà trộn vào bên trong chiều cường huyết khí mà ngàn vạn ác linh thả ra. Khương Phàm cách hắc ám nồng đậm, rõ ràng nhìn thấy huyết khí chui vào, đang mong đợi phát sinh thay đổi. U, huyết nguyệt đột nhiên xuất hiện rung động, tiếng vang u chấn thiên động địa. Ngàn vạn ác linh kêu gào, thấp thỏm lo âu. Vô số hồn ảnh từ sâu trong phế tích dâng lên, lít nha lít nhít, vô cùng táo bạo. Khương Phàm nhìn thấy mà tê cả da đầu, nhưng vẫn chăm chú nhìn huyết nguyệt giữa không trung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, như thiên băng địa liệt, huyết nguyệt sôi trào lên huyết khí ngập trời, cuồn cuộn trời cao, như cuồng triều, thanh thế to lớn. Bên trong còn tràn ngập kim quang bắt mắt, khiến cho huyết khí toàn thân Khương Phàm sao động. Sau khi cuồn cuộn huyết triều ở trên không nhấc lên đã lập tức lao về phía Khương Phàm. Đến rồi. Khương Phàm rung động lại kích động. Nhưng, giống, hài cốt hiên lặng lại cử động, hai tay gắt gao nắm chặt liệp thần thương kịch liệt giãy giụa, trong đầu trống trải phát ra tiếng ma hống kinh khủng. Đại địa vỡ nát, phế tích lay động. Hàng vạn ác linh chạy trốn, vô tận hồn ảnh phóng lên tận trời, như núi kêu biển gầm tràn ngập về phía Khương Phàm ở nơi này. Tịch Nhan, rời khỏi nơi này. Bạch Nguyệt Túc lão bỗng nhiên quay người, con người quỷ dị gắt gao tiếp cận sâu trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Tịch Nhan bay lên, tránh ra từ bên trong ác linh hỗn loạn. Lũ ác linh không đuổi tới, bọn chúng nhao nhao dừng ở tại chỗ, một lát sau lại phát ra tiếng rít gào thê lương, phóng tới sâu trong bóng tối. Toàn bộ rút lui, phòng ấn đại hoang sắp đóng lại, toàn thể rút lui. Bái Nguyệt cuốn theo Tịch Nhan bay lên không, tiếng rít gào sắc nhọn vang vọng đại hoang. Rút lui rút lui rút lui. Đại hoang bạo động, ác linh sớm xuất huyên. Rút lui. Các nơi ở đại hoang,
cường giả vô hồi cưỡi hoàng kim sư thú nhao nhao bay lên không, lo lắng kêu gọi nhắc nhở đám người ở các nơi. Toàn thể chuẩn bị. Vũ Văn Hùng phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, huyết nhục toàn thân nhúc nhích, hài cốt giòn vang, hóa thân thành địa long dài 50 mét, ầm ầm rơi trên mặt đất. Cường giả vô hồi đang tuần sát phong ấn liên tiếp lui lại giữ tượng đá trên tế đàn, toàn bộ kích hoạt linh văn, thôi động vũ khí, khẩn trương rằng co với thánh quang phong ấn ở trước mặt. Toàn thể rút lui, gấp rút tiếp viện đại hoang. Truyền lệnh thánh chủ, tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Bên trong vương quốc hắc ám, Lâm Thiên Lộc phát ra hiệu lệnh, toàn thể đệ tử vô hồi nhanh chóng bay lên không, trong thời gian rất ngắn đã rút khỏi vương quốc. Đại hoang thâm uyên chân chính nguy hiểm không phải vào lúc màn đêm buông xuống, mà là bạo động xuất hiện không định kỳ. Trình độ bạo động có mạnh có yếu, nhưng luôn có thể dẫn phát hỗn loạn kịch liệt, hơn trăm vạn ác linh, còn có các linh hồn càng đáng sợ sẽ mãnh liệt mà ra, tàn phá bừa bãi đại hoang thâm uyên, va chạm phong ấn thánh quang. Nếu như phong ấn thánh quang có thể chống đỡ được, miễn cưỡng có thể khống chế được nguy cơ. Nếu như phong ấn thánh quang tiếp nhận áp lực thật lớn, bọn hắn sẽ ở các phương vị khác nhau mở ra thông đạo, phóng thích một số ác linh cùng các linh hồn đi ra, dùng khu vực huyết nhục tiến hành chặn đánh săn giết. Hắn còn sống. Khương Phàm đứng trong bóng đêm ngắm nhìn đầu lâu điên cuồng dãy dụa ngoài trăm dặm kia. Khí thế tà ác cách mấy chục dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trong hoang dã sau lưng nhanh chóng oanh động, lít nha lít nhít ác linh ở giữa đất trời mở tối nhanh chóng phóng tới. Khương Phàm, mau rời khỏi nơi này. Đan Hoàng thúc giục Khương Phàm, đây quả thực là hồ nháo. Ngài chú ý tới hồn ảnh kia không? Khương Phàm không nhìn lấy bạo động như song chiều dâng lên bao la vạn trường, hắn đưa tay chỉ về phương xa. Bên trong hồn khí cuồn cuộn đầy trời có một thân ảnh đặc biệt đáng chú ý. Hình dáng rõ ràng, hồn khí như áo giáp bao trùm toàn thân, phía sau còn huy động tám hồn rực. Hồn ảnh kia sát khí ngút trời, bạo ngược hung tàn. Mang theo hai thanh trọng kiếm được hồn khí ngưng tụ, đuổi sát huyết khí bạo động giữa không trung giết ra. Hắn rõ ràng xuất hiện từ trong nơi sâu nhất, lại huy động tám hồn rực, nhanh chóng vượt qua hồn khí cùng ác linh bên ngoài, vọt tới phía trước nhất. Thiên Cương đại tướng. Ngực bụng Khương Phàm cồn vào, lên tiếng gào thét. Đó là Thiên Cương đại tướng. Đại tướng khai quốc vạn thế thần triều. Cũng là tâm phúc tuyệt đối đi theo với hắn chinh chiến thiên hạ sớm nhất, danh xưng Tường Thuẫn. Thời điểm Liệp Thần Thương đánh lén chiến khu kiếp trước tại chiến trường Bách Tộc, chính là hắn lấy săn giết để hỗ trợ. Thiên Cương đại tướng, Thiên Cương, đại tướng. Khương Phàm không ngừng hô to, âm thanh rung động hoang dã. Lệ khí hồn ảnh kinh khủng, bay vọt trăm dặm, vượt qua hồn khí, huyết khí, cùng lũ ác linh, vọt tới phía trước nhất, nhanh chóng tới gần Khương Phàm. Giống. Hồn ảnh hét giận dữ, mãnh liệt xoay tròn, trọng kiếm bổ về phía Khương Phàm. Sát khí cuồng liệt như gió, trong hốc mắt tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng. Thiên Cương đại tướng. Khương Phàm lên tiếng hô to, linh văn dẫn dắt liệt diễm toàn thân phóng lên tận trời, xua tan hắc ám, hóa thành hư ảnh chu tước, gáy to giữa trời cao. Ầm ầm. Trọng kiếm cưỡng bức đứng tại trước mặt Khương Phàm, nhưng hồn khí mãnh liệt trong nháy mắt che mất hắn, suýt chút nữa đều xé nát linh hồn hắn. Hồn ảnh cưỡng ép khống chế lại. Trong hốc mắt trống rỗng nổi lên mấy sợi u quang. Trọng kiếm từ từ rơi xuống, nhưng ý thức rất nhanh đã hỗn loạn, sát khí chật ních hốc mắt, hồn khí nhanh chóng bạo động, một lần nữa giơ hồn kiếm kinh khủng lên. Khương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hồn ảnh cường thế nguy nga ở trước mặt, điên cuồng thúc giục linh văn dẫn dắt linh lực, bảo đảm hình dáng chu tước giữa không trung. A à, ý thức hồn ảnh lại lần nữa hỗn loạn, hồn khí kịch liệt nhấc lên, quả thực đã đè lại trọng kiếm. Sau khi lặp đi lặp lại vài chục lần như vậy, rốt cuộc hồn ảnh cũng khôi phục lại bình tĩnh. Trước sau hoang dã đều đang bạo động, duy chỉ có nơi đây lâm vào bình tĩnh. Thật lâu, một tiếng phiêu miểu khô khốc khẽ nói, truyền vào linh hồn Khương Phàm. Thần Hoàng! Khương Phàm nhìn xuống đau nhức của linh hồn, giơ tay về phía hồn ảnh. Chịu khổ rồi! Thần Hoàng! Hồn ảnh hoảng hốt một hồi, đột nhiên tản song kiếm trong tay ra. Quỳ xuống trước mặt Khương Phàm. Thần, tội đáng chết vạn lần, không thể thay ngài ngăn trở Liệp Thần Thương. Thần, thẹn với tín nhiệm thần triều, thẹn với nhắc nhở của thiên hậu, thần. Không cần tự trách, kết thúc rồi, chuyện bách tộc chiến trường đều đã kết thúc, ta đã chết rồi, bây giờ ta là luân hồi của ngàn năm sau.
Khương Phàm khẽ nói, cảm nhận được hồn ảnh đang vô cùng tự trách, thở dài trong lòng. Chết rồi. Ý thức hồn ảnh rất mơ hồ. Sau khi hắn bị liệp thần thương đánh xuyên thân thể, cuốn đi một số linh hồn, sau đó theo liệp thần thương rời khỏi bách tộc chiến trường, về sau ở trong phế tích vô biên này bị sát khí mãnh liệt lặp đi lặp lại ăn mòn, khống chế thành hồn nô. Hắn chỉ nhớ rõ chém giết ở bách tộc chiến trường. Hắn chỉ nhớ rõ bị liệp thần thương xuyên qua đau đớn như thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ lúc sắp chết đã nhìn thấy một màn kia, liệp thần thương xuyên qua bả vai thần hoàng. Ầm ầm, ác linh trong phế tích phía trước phóng tới, hồn khí cuồn cuộn, mãnh liệt phóng tới phía Khương Phàm. Trong hoang dã phía sau, ác linh thành đàn, lít nha lít nhít xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vây bắt tới. Giống, bỗng nhiên hồn ảnh thiên cương đại tướng đứng dậy, nhìn về phía phế tích hoang dã phát ra tiếng gào thét kinh khủng. Hồn khí vô tận cuồn cuộn ngập trời, hóa thành trăm vạn lợi kiếm bạo kích. Các ác linh, hồn khí bị đánh tan trong nháy mắt, nổ lên hắc chiều đầy trời. Khương Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng liền cảm động. Linh hồn này hẳn chỉ là một số hồn khí thiên cương đại tướng bị cuốn đi, còn bị tuyệt thế hung binh liệp thần thương này ăn mòn ngàn năm, phải nói là đã biến thành hồn nô, không có ý thức. Nhưng, vẻn vẹn vài tiếng kêu gọi lại đã tỉnh lại trí nhớ của hắn, dấy lên ý thức hộ chủ của hắn. Khi còn sống, theo chủ chinh chiến cả đời, sau khi chết, còn nguyện hộ chủ chu toàn. Đây mới là chấp niệm trung thủ dung nhập linh hồn. Thần có tội, để thần hoàng chấn kinh. Sau khi thiên cương đại tướng đẩy lui ác linh sát hồn, lần nữa quay người quỳ lại Khương Phàm. Dù đây chỉ là cơ thể luân hồi, hắn còn sống không? Khương Phàm nhìn qua thi hài táo bạo nơi xa, không chỉ kịch liệt dẫy giụa, lại còn đang cưỡng ép khống chế huyết khí sôi trào. Huyết khí cuồn cuộn, phấp phới trời cao, lại càng bị dẫn dắt trở về càng nhiều, chỉ có tơ máu màu vàng bên trong còn đang kiên trì xông tới nơi này. Hắn không có chết, chỉ bị liệp thần thương chấn áp lại. Bộ di hài kia chính là ma hoàng vận dụng liệp thần thương tại chiến trường bách tộc. Kiếp trước, sau khi Khương Phàm bị trọng thương ở chiến khu đã cưỡng ép rút liệp thần thương ra, đứng cách vạn dặm, đánh về phía ma hoàng, xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn. Dưới cơn thịnh nộ điên cuồng bạo kích, ném liệp thần thương lấy kinh thế sát uy, trong nháy mắt băng diệt cơ thể ma hoàng, một mực đánh hắn ra khỏi chiến trường bách tộc. Thiên cương đại tướng nói, mặc dù hắn đã bị trấn trụ, nhưng vẫn đang thôi động ác khí liệp thần thương, từ giữa thiên địa dẫn dắt vong hồn chết đi, không ngừng liên tục tạo thành ác linh sát hồn, thay hắn ra ngoài cướp đoạt huyết khí, cung cấp nuôi dưỡng huyết nguyệt. Huyết nguyệt lấy thần huyết của ngài là nguồn suối, hình thành uy lực giam cầm, hấp thu huyết khí vạn vật, luyện hóa chí thuần huyết tinh, đến nay đã ngàn năm. Khương Phàm nhíu mày. Hắn muốn phục sinh. Chờ huyết nguyệt tích lũy đầy đủ tinh huyết, đạt tới quy mô mong muốn liền sẽ dung nhập vào thân thể của hắn. Đến lúc đó, hắn có thể rút liệp thần thương ra. Ý thức thiên cương đại tướng rất hỗn loạn, liệp thần thương khống chế để ý thức hắn không ngừng hiện lên sát niệm điên cuồng, muốn xé nát hết thảy mọi thứ trước mặt, nhưng sâu trong linh hồn còn có chấp niệm mãnh liệt hơn đang chống cự với sát khí, để hai đầu gối hắn quỳ xuống, cung kính đáp lại. Dự tính còn có bao nhiêu năm? Vẻ mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng. Vị ma hoàng này cũng không phải ma hoàng bình thường, nếu thật sự tránh thoát chân áp, hậu quả khó mà lường được. Đừng nói là đại hoang, xem như La Phù Sơn Mạch đều sẽ lầm than, cực khổ. Dựa theo tốc độ trước mắt, ước chừng không kém mười mấy 20 năm. Nếu như phong ấn nơi này thì sao? Phong ấn không được, sát khí liệp thần thương ăn mòn hư không, hình thành vô số vết nứt. Nó còn từ trong vết nứt ở hư không dẫn dắt tử khí, tạo nên ác linh sát hồn, coi như có thể cưỡng ép phong ấn, sau khi ác linh sát hồn góp nhặt đến đủ quy mô, vẫn có thể một lần nữa phá vỡ phong ấn. Hắn, cuối cùng vẫn sẽ thoát được. Khi bọn hắn đang nói chuyện, huyết khí lao nhanh rốt cuộc cũng vào tới nơi này. Phía ngoài huyết khí chí thuần chí dương, bên trong tràn ngập kim quang tôn quý, cũng chính là thần huyết kiếp trước của Khương Phàm. Giúp ta trông coi. Khương Phàm mở hai tay ra, nghênh đón huyết khí xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đối với linh nguyên cảnh hắn mà nói là đầy đủ. Khương Phàm ngẩng đầu phấn khởi gào thét. Huyết khí tinh khiết lại bá đạo, mãnh liệt xông vào thân thể, chật ních mạch máu, nhanh chóng thấm vào đến hài cốt nội tạng toàn thân. Nhất là kim quang ẩn chứa thần lực, càng mang đến cảm giác tuyệt vời vô tận,
giống như đang rèn đúc thân thể. Hai tay Thiên Cương đại tướng cầm kiếm, hồn khí sôi trào ngập trời, căm tức nhìn đám ác linh sát hồn táo bạo ở xung quanh. Đám ác linh sát hồn gào thét, kích động, lại bị uy năng cường thế của hắn chấn nhiếp. Bên ngoài Đại Hoang Thâm Uyên, các cường giả Vô Hồi Thánh Địa đã sẵn sàng trận địa, đã chuẩn bị tốt tử chiến. Bạo động hôm nay so với lúc trước hình như càng cường liệt hơn. Nếu mà bắt buộc, bọn hắn muốn ngay lập tức liền rộng mở chút vết nứt, thả một số ác linh đi ra, giảm bớt áp lực phòng ấn. Nhưng, chờ đợi một chút, bạo động phía ngoài hình như càng ngày càng yếu, cũng không có ác linh sát hồn va chạm phòng ấn thánh quang. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt và các túc lão đi đến phía trước, ngắm nhìn Đại Hoang Thâm Uyên đang khôi phục lại bình tĩnh. Khương Phàm thừa nhận tinh huyết chí thuần bá đạo tẩm bổ, từ huyết nhục đến hài cốt đều đang phát sinh thay đổi giống như thay xương đổi thịt. Lần lột xác này so với địa tâm liên tử lúc trước còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Mà máu tươi như sợi tơ màu vàng chủ yếu hội tụ đến hai cánh cùng hai tay. Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được bọn chúng đang kịch liệt thay đổi, tựa như là đang nhanh chóng thần hóa, muốn thể hiện ra uy lực chân chính của chú tước yêu thể. Ông! Cảnh giới đã đột phá, tấn thăng đến lục trọng thiên. Cảnh giới đột phá sinh ra thay đổi, cùng tinh huyết chí thuần tẩm bổ hỗ trợ lẫn nhau, mang cho thể nghiệm Khương Phàm không gì sánh kịp. Thần Hoàng, thần xin theo ngài rời khỏi, hộ ngài chu toàn. Thiên Cương đại tướng đang chống cự dụng tâm giết chóc trong ý thức, quỳ một gối xuống trước mặt Khương Phàm. Trước tiên cứ ở lại nơi này, ta sẽ còn trở về. Khương Phàm nhìn qua huyết nguyệt lần nữa khôi phục bình tĩnh ở nơi xa, tựa như nhìn qua tuyệt thế thần đan. Nếu như không có chuyện gì ngồi ở chỗ này dẫn ra chút nữa, thân thể cường hóa sẽ đạt tới trình độ gì? Hắn hoàn toàn không cần thánh pháp hóa thú gì liền có thể tại trước linh hồn cảnh đem toàn thân đều rèn đúc thành chu tước yêu thể. Thần, tuân lệnh. Thiên Cương đại tướng cúi đầu lĩnh mệnh. Bên trong có M Minh Mộc không? Khương Phàm nhớ tới mình mục đích tới nơi này. Ngài cần bao nhiêu? Bên trong có rất nhiều sao? Xin ngài chờ một lát. Thiên Cương đại tướng nhanh chóng rời khỏi, chỉ sau chốc lát liền từ trong phế tích vài trăm dặm xoắn tới một ngọn núi đá. Núi đá này lại rất hoàn chỉnh, không có nhận va chạm đặc biệt nào, phía trên mọc ra ba cây nhỏ màu đen khoảng 5 tấc. Tinh tế cứng rắn, bóng loáng không dấu vết, nhìn không thu hút chút nào, nhưng chạc cây lại chậm rãi vặn vẹo, thỉnh thoảng giơ lên đóa hoa nhỏ huyết sắc tinh hồng. Tách ra đóa hoa mặt quỷ tà ác. Huyết hoa nở rộ, tuy chỉ mấy giây mà thôi, nhưng sau đó lại khô héo biến thành huyết khí, biến mất giữa không trung, chỉ để lại tiếng cười nữ tử quỷ dị khiến cho người khác phải dùng mình. Bảo vệ mình tốt, đừng lại bị sát niệm của Liệp Thần Thương tùy tiện ảnh hưởng. Một thế này, Liệp Thần Thương sẽ là của chúng ta. Khương Phàm chuyển núi đá vào thanh đồng tiểu tháp, cuối cùng lại ngắm nhìn Liệp Thần Thương ở xa xa. Sau đó vọt vào trong hoang dã mờ tối. Thiên Cương đại tướng một mực quỳ một chân trên đất, cho đến khi Khương Phàm biến mất tại hoang dã. Đám người Vũ Văn Hùng cảnh giác thật lâu, mong muốn bạo loạn bên trong không tiếp tục xuất hiện nữa liền một lần nữa mở ra phong ấn. Khương Phàm dọc theo giếng sâu sông ra vực sâu, một lần nữa về tới bên ngoài. Khương Phàm, ngươi thật ở bên trong. Tịch Nhan kinh ngạc nhìn thấy đi ra Khương Phàm. Bóng người vàng óng nhìn thấy trong bóng đêm trước đó kia thì ra là hắn thật. Đi đến tìm ít đồ. Khương Phàm nhìn thấy Tịch Nhan thanh lãnh mỹ lệ, bỗng cảm thấy thân thiết. Thứ gì? Tịch Nhan nhìn thấy Khương Phàm, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, giống như tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. M Minh Mộc. Khương Phàm đi về phía Tịch Nhan, vừa muốn hỏi nàng trải qua tại Vô Hồi Thánh Địa như thế nào một chút. Bất chợt mọi người xung quanh cùng kinh hô, bất luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều đồng loạt nhìn qua. Làm sao vậy, kinh ngạc như vậy? Khương Phàm kỳ quái với phản ứng của mọi người, lớn đến mức như thế sao? Ngươi vừa mới nói cái gì? Vũ Văn Hùng đi nhanh mấy bước đến trước mặt Khương Phàm. M Minh Mộc, là sinh trưởng ở vùng đất chí âm chí tà, trăm năm mọc rễ, trăm năm chui từ dưới đất lên, trăm năm một tấc, M Minh Mộc. Đúng vậy. Ngươi lấy được ở đâu? Biểu hiện của Vũ Văn Hùng nhiều lần thay đổi, chăm chú nhìn Khương Phàm. Các ngươi cần sao? Khương Phàm nhìn Vũ Văn Hùng đang kích động, lại nhìn đám người, định trụ, ở xung quanh. Cần. Vũ Văn Hùng sâu hít một ngụm khí lạnh, thật lấy được sao?
Lấy làm gì? Tử Lân Dực tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Vô hồi thánh địa bọn hắn sớm tập trung vào Tử Lân Dực từ khi nó mới xuất hiện ở Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Cân nhắc đến công dụng Tử Lân Dực, liền xin mời thánh chủ đích thân tới Vương quốc Hắc Ám, ra mặt liên hệ chủ nhân Nguyệt Hoa Thiên Bảo, tự mình thử hiệu quả Tử Lân Dực. Kết quả có được là vô cùng hoàn mỹ. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, Tử Lân Dực liền có thể tương thông cùng ý thức, tựa như là bản thân mình triển khai cánh, tùy ý khống chế. Tùy thời điểm, còn có thể biến thành vảy thật dày, khảm nạm ở phía sau lưng, bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Thời điểm cần, ý thức khẽ động liền có thể tùy thời triển khai, biến thành Tử Lân Dực bay lượn chân trời, càng có thể biến thành vũ khí, phòng ngự, chiến đấu. Thời điểm nhận được tin tức, bất luận trưởng lão hay là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa đều xôi trào. Công hiệu này đơn giản là tương đương với thú linh văn. Tựa như là long dực của Hàn Ngạo. Nếu như có thể luyện chế hơn mấy ngàn vạn bộ, phân phát cho mỗi vị linh nguyên cảnh linh hồn cảnh, thực lực tổng hợp của Vô Hồi Thánh Địa đều có thể tăng lên trên diện rộng. Bất luận là trấn thủ Vương quốc Hắc Ám, hay là ứng phó Đại Hoang Ác Linh, đều sẽ có hiệu quả. Nhưng, bọn hắn càn quét Đại Hoang Thâm Uyên vài chục lần, đều không thể tìm được M Minh Mộc, mấy lần mạo hiểm xâm nhập nơi cực sâu, cũng là tổn thất nặng nề, không có bất kỳ phát hiện nào. Thứ Vô Hồi Thánh Địa muốn, chẳng lẽ không thể ép buộc Nguyệt Hoa Thiên Bảo thay đổi phương thức giao dịch? Khương Phàm rất kinh ngạc, trùng hợp như vậy sao, Vô Hồi Thánh Địa cũng cần. Sao có thể dễ dàng như vậy? Không chỉ có Vô Hồi Thánh Địa chúng ta muốn, Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ đều muốn. Ba bên chủ nhân đều đã tự mình giao thiệp cùng người phụ trách của Nguyệt Hoa Thiên Bảo, uy bức lợi dụ thủ đoạn đều đã vận dụng, suýt chút nữa gây nên chiến tranh. Nhưng, Nguyệt Hoa Thiên Bảo khẳng định liền muốn M Minh Mộc, còn nhất định phải là tươi sống. Một gốc M Minh Mộc, có thể đổi được món vũ khí Tử Lân Dực kia. Hai khỏa M Minh Mộc, mới có thể mang theo luyện binh thuật. Ngay cả hai vị túc lão Lâm Thiên Lộc cùng Bạch Nguyệt đều đi tới. Đám người vội vàng hành lễ với bọn hắn, tránh ra một lối đi, thẳng tới chỗ Khương Phàm. Các ngươi nói kiểu này, điều kiện luyện chế Tử Lân Dực, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy nhỉ. Khương Phàm cảm giác mình đã đánh giá thấp Tử Lân Dực, vậy mà có thể để ba bên chủ nhân ngấp nghé, càng bất khả tư nghị hơn chính là, Nguyệt Hoa Thiên Bảo lại có thể chống đỡ uy hiếp. Vũ Văn Hùng nói, nội dung cụ thể bên trong luyện binh thuật không có công khai qua, nhưng cũng không dễ dàng luyện được. Nhất là chất liệu luyện chế hẳn là sẽ khó được. Muốn Tử Lân Dực chân chính phụ trợ chiến đấu, đầu tiên liền phải giải quyết vấn đề sức chịu đựng. Liền giống với thời điểm ngươi bay ở bầu trời lao thẳng đến kẻ địch, linh lực vừa hóa thành năng lượng, độ cứng Tử Lân Dực không đủ hòa tan trước, có thể sẽ vỡ vụn. Cho dù tốt để cùng kẻ địch kịch liệt chém giết, tung hoành bay lượn, nhưng Tử Lân Dực lại tùy tiện bị phá hủy thì cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên không chỉ có luyện chế khó khăn, tài liệu luyện chế rất có thể càng hiếm thấy hơn. Đừng nói trước nhiều như vậy nữa. Khương Phàm, người thật tìm được M Minh Mộc rồi sao? Là đoạn nhánh tàn phiến, hay là tươi sống? Ánh mắt Lâm Thiên Lộc sáng rực nhìn chằm chằm Khương Phàm. Bọn hắn phát động trưởng lão, đệ tử liên hợp hành động mười mấy lần đều không thể tìm được M Minh Mộc, Khương Phàm lần đầu tiên đi đến liền được. Cái này sao có thể? Khương Phàm nói. Tươi sống. Ngươi xác định, rất xác định, ngươi biết M Minh Mộc à? Lâm Thiên Lộc vừa muốn chứng thực, Khương Phàm đã đem núi đá từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Núi đá hoàn chỉnh, nồng đậm âm tà tử khí, còn có ba khỏa M Minh Mộc năm tấc, để đám người sắc mặt đại biến, trợn cả mắt lên. Sau khi Khương Phàm lấy ra cho bọn hắn xem chút lại đem núi đá thu vào thanh đồng tiểu tháp. Ta tìm M Minh Mộc, chính là muốn đổi Tử Lân Dực. Sau khi bọn người Vũ Văn Hùng trao đổi ánh mắt chấn kinh lại khó có thể tin, chăm miệng một lời. Người một nhà, không phân khác biệt. Khương Phàm dở khóc dở cười. Thời điểm ta mang Thường Lăng vào thánh điện, mà các ngươi lại suýt chút nữa đánh ta ra đấy. Ai làm? Đám người giận tím mặt, đối mặt lẫn nhau. Khương Phàm run rẩy khóe mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm thế nào ngươi tìm được? Bạch Nguyệt giống như là cỗ thây khô đứng ở trước mặt Khương Phàm, con mắt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Phàm. Bà tự mình di chuyển khắp vực sâu bên ngoài, đào sâu ba thước cũng không tìm được bất cứ vết tích gì của M Minh Mộc. Bà từng ba lần vào sâu 50 dặm trong cấm khu, cũng không có phát hiện M Minh Mộc, còn bị sát hồn nơi đó đả thương qua.
Mà Khương Phàm chỉ là một linh nguyên cảnh bé con, đi đến mấy giờ liền chuyển ra một ngọn núi. Bà không tin, cứ như vậy mà tìm được thôi. Khương Phàm bị lão nhân trước mặt nhìn chằm chằm đến mức toàn thân đều run rẩy, đây chính là Bạch Nguyệt Túc lão sao? Trách không được cô nói nàng không có mấy đệ tử, bộ dáng này, khí tức này ai dám ở cạnh. Khương Phàm, nói thật với ta, ngọn núi này bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, không có nhận qua bất kỳ tổn thương gì, còn để lại hồn khí huyết khí rất đặc thù. Ngươi làm thế nào tìm tới, ngươi tìm được ở đâu? Bạch Nguyệt từ từ tới gần Khương Phàm, toàn thân tản ra khí âm hàn bức người. Tịch Nhan vừa muốn hướng về phía trước giải vây cho Khương Phàm, Bạch Nguyệt cũng không quay đầu lại, chỉ là nhấc ngón tay khô héo lên, chỉ vào Tịch Nhan, để nàng chớ xen mồm. Khương Phàm, nơi này không có người khác. Lâm Thiên Lộc cũng truy hỏi Khương Phàm, ngay cả các Túc lão cũng không tìm được, Khương Phàm tiện tay lại cầm về tới. Là vận khí Khương Phàm quá tốt, hay là bọn hắn quá vô năng? Trước đó bên trong Đại Hoang Thâm Uyên đột nhiên xuất hiện bạo động kịch liệt, là có chuyện gì? Trước khi Khương Phàm đi đến là Ngũ Trọng Thiên, trở về liền Lục Trọng Thiên rồi. Chuyện này là sao nữa? Chờ lại gặp Vô Hồi Thánh Chủ rồi nói sau. Khương Phàm quả thật có chút vấn đề, muốn cùng Vô Hồi Thánh Chủ nói chuyện, nhưng nơi này hiển nhiên không quá phù hợp. Bây giờ chúng ta liền trở về. Bạch Nguyệt bắt lấy cổ tay Khương Phàm liền muốn rời khỏi. Gấp gáp như vậy sao? Khương Phàm tranh thủ thời gian nhìn Vũ Văn Hùng cầu cứu. Vũ Văn Hùng ho nhẹ vài tiếng, nói. Hôm nay Đại Hoang có chút bất thường, còn xin hai vị Túc lão ở lại, ngày mai lại về Thánh Địa cũng không muộn. Khương Phàm cũng nói. Chúng ta đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo trước, đổi Tử Lân Dực về. Không vội, đêm nay hẳn về. Lâm Thiên Lộc cản Bạch Nguyệt lại. Bạch Nguyệt do dự mãi vẫn buông lỏng tay ra Khương Phàm. Lâm Thiên Lộc tự mình ra lệnh. Toàn bộ trở về đóng giữ Vương quốc Hắc Ám, còn lại tiếp tục ở lại nơi này. Vô Hồi Thánh Địa trong lúc bất chợt đều rút lui, gây nên bạo động tại Vương quốc Hắc Ám. Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng âm thầm khẩn trương, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao cho đến bây giờ, Vô Hồi Thánh Địa ngay cả bên trong Đại Hoang Thâm Uyên rốt cuộc có cái gì cũng đều không có tra rõ ràng. Cái sự không biết này để cho người ta từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Nhưng, Vô Hồi Thánh Địa rất nhanh đã liền trở về, còn đi thẳng đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo, lập tức gây nên oanh động càng lớn hơn. Phía trên này có 3 cây M Minh Mộc, các người tùy ý chọn 2 cây. Khương Phàm lấy núi đá tử khí lượn lờ từ trong thanh đồng tiểu tháp ra ngoài, bỏ vào trước quầy. Toàn bộ những người phụ trách Nguyệt Hoa Thiên Bảo đều gom lại nơi này. Kinh ngạc nhìn núi đá âm trầm hắc ám trước mặt. Tươi sống, sống sờ sờ. Không cho phép chơi xấu, lấy Tử Lân Dực cho ta. Khương Phàm thúc giục bọn hắn. Ngươi là... Một vị nam tử trung niên khí chất nho nhã đi tới phía trước, sau khi nhìn kỹ núi đá, liền mỉm cười với Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi chính là vị đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ kia sao? Hân hạnh, hân hạnh. Tử Lân Dực có thể cho ta rồi. Đương nhiên có thể, tuy nhiên cái gì, đừng có lại đùa. Khương Phàm lập tức cảnh giác, các đệ tử và trưởng lão Vô Hồi Thánh Địa phía sau cũng đều lộ ra ánh mắt bén nhọn. Không nên hiểu lầm, ý của ta là, ta muốn 3 khỏa M Minh Mộc, còn có tòa núi đá này. Nghị công tử có điều kiện gì, cứ nói. Không cần, ta chỉ muốn Tử Lân Dực. Người giữ lại M Minh Mộc cũng vô dụng, không ngại giao dịch với Nguyệt Hoa Thiên Bảo chúng ta. Không giao dịch, hữu dụng với ta. Khương Phàm còn chuẩn bị dùng M Minh Mộc, giả chết, sao có thể tùy tiện giao ra. Nghị công tử không ngại lại suy nghĩ một chút. Không suy nghĩ. Nam tử không chịu từ bỏ, sau khi nghiêm túc cân nhắc, mỉm cười nói. Như vậy đi, nghị công tử đi dạo khắp nơi tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo, mặc kệ thấy độ gì, Nguyệt Hoa Thiên Bảo chúng ta thay ngươi ra mặt, hoàn thành giao dịch. Như thế nào? Khương Phàm có chút nhướng mày. Các cường giả Vô Hồi Thánh Địa cũng rất kinh ngạc. Khẳng khái như thế. Chẳng lẽ, chủ nhân phía sau Tử Lân Dực là Nguyệt Hoa Thiên Bảo? Nguyệt Hoa Thiên Bảo muốn M Minh Mộc để làm gì? Khương Phàm vừa muốn cự tuyệt, chợt nghĩ đến Bát Bộ Đan Kinh. So với M Minh Mộc, trước mắt, Bát Bộ Đan Kinh hình như thích hợp hơn. Bát Bộ Đan Kinh, có thể chứ? Khương Phàm do dự một lát, vẫn là mở miệng. Không thể.
Các trưởng lão vô hồi thánh địa đột nhiên chăm miệng một lời ngăn lại. Vì sao? Khương Phàm quay đầu lại hỏi bọn họ. Bát bộ đan kinh là của chúng ta. Thế này sao, vậy thì không muốn gì cả. Khương Phàm lộ ra nụ cười, ra hiệu đám người Nguyệt Hoa Thiên Bảo tranh thủ thời gian đào M Minh Mộc. Nam tử trung niên do dự một lát. Nghị công tử, còn xin giữ lại cây M Minh Mộc kia, cũng giữ lại núi đá. Từ hôm nay trở đi, mặc kệ ngươi cần gì, tùy thời đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào cùng ngươi trao đổi M Minh Mộc. Làm người phụ trách thương hội, lẽ ra không nên nói ra lời cấp thiết như vậy, nhưng rất hiển nhiên, M Minh Mộc đối bọn hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Khương Phàm mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không để ý, trước tiên đem Tử Lân Dực tới tay lại nói. Đôi Tử Lân Dực này có thể chống cự thế công trình độ gì? Nam tử nho nhã nói. Có thể làm vũ khí cho linh hồn đỉnh phong. Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng, quá tốt rồi, coi như là lễ vật cho thương minh. Sau khi đám người Nguyệt Hoa Thiên Bảo cẩn thận từng ly từng tí đào M Minh Mộc xuống cũng liền đem Tử Lân Dực và luyện binh thuật giao cho Khương Phàm. Cáo từ. Sau khi Khương Phàm cất kỹ lại cùng các cường giả vô hồi thánh địa rời khỏi. Nam tử nho nhã đưa mắt nhìn bọn người Khương Phàm rời khỏi Nguyệt Hoa Thiên Bảo, đôi mày rậm dần dần nhăn lại. Thông báo lão tổ, vô hồi thánh địa không phụ kỳ vọng, từ vực sâu vùng đất tìm được M Minh Mộc, là ba cây. Tử Lân Dực chính là Nguyệt Hoa Thiên Bảo bọn hắn chuẩn bị cho vô hồi thánh địa. Vì kích thích vô hồi thánh địa bất chấp hậu quả hướng vực sâu vùng đất thăm dò, tìm kiếm M Minh Mộc. Nhưng, vô hồi thánh địa lại khiến người ta rất thất vọng, thời gian hơn một năm, không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này cũng mang ý nghĩa trong vực sâu nguy hiểm xa hơn so với những gì bọn hắn mong muốn. Không nghĩ tới, tại thời điểm bọn hắn sắp từ bỏ, vậy mà vô hồi thánh địa đã tìm được, lại còn là ba gốc M Minh Mộc năm tấc ở cùng một chỗ. Sớm biết như thế, bọn hắn đã trực tiếp đã đánh dấu ba gốc. Vô hồi thánh địa đào được M Minh Mộc, thành công trao đổi đến Tử Lân Dực. Vô hồi thánh địa muốn rèn đúc số lượng lớn Tử Lân Dực. Từ hôm nay trở đi, vương quốc Hắc Ám sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả vung lân dực. Nếu như Tử Lân Dực có thể rèn đúc số lượng lớn, thực lực tổng hợp của vô hồi thánh địa sẽ tăng lên chí ít 5 phần. Vương quốc Hắc Ám lâm vào oanh động. Từ khi Tử Lân Dực bắt đầu xuất hiện, vương quốc Hắc Ám đã nhấc lên cạnh tranh dậy sóng, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không có người nào tìm được M Minh Mộc, chuyện từ từ bị quên đi. Không nghĩ tới, thời gian qua đi một năm, rốt cuộc vô hồi thánh địa cũng dùng M Minh Mộc đổi được Tử Lân Dực và Tử Lân Dực luyện binh thuật. Các đệ tử vô hồi thánh địa và trưởng lão tự mình hộ tống Khương Phàm về tới thánh điện. Các ngươi không phải như vậy phải không? Khương Phàm ngồi dưới đất, nhìn đám người vây chật như nêm cối. Nhanh lật ra nhìn, có thể luyện chế số lượng lớn Tử Lân Dực hay không? Bất luận là trưởng lão hay là các đệ tử đều rất kích động lại chờ mong. Ai lại không muốn mọc ra hai cánh bay lượn giữa bầu trời, ai lại không muốn có được hai cánh có thể làm thành vũ khí cường đại. Cái sự dụ hoặc này quá kích thích người. Trước đó bởi vì Khương Phàm trọng thương Hàn Ngạo, bọn hắn đều nhìn hắn không thuận mắt, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy thân thiết. Khương Phàm lắc đầu, ngay trước mặt mọi người lật luyện binh thuật Tử Lân Dực ra. Tiền bối, ngài hiểu luyện binh thuật không? Khương Phàm một bên lật xem, một bên hỏi Đan Hoàng. Luyện binh và luyện đan có tương quan mật thiết, người tinh thông luyện đan, đều có thể luyện chế binh khí. Nhưng một cái coi trọng tinh tế tỉ mỉ, một cái tương đối thô cuồng, tương đương với hai thái cực, rất khó có ai đều tinh thông cả hai. Ý của ngài là, hiểu sơ. Có thể nói như vậy. Cái này xem như là luyện binh thuật rất cao cấp sao. Khương Phàm nhìn giảng giải rườm rà, lông mày càng nhăn càng chặt. Luyện chế thuẫn phủ đao kiếm. Trọng điểm ở chỗ dùng thiên truy bách luyện tạo nên, ở chỗ khống chế ngưng kết thành hình. Nhưng Tử Lân Dực lại thay đổi tinh diệu, tùy ý kéo dài tới tụ tập cùng ngưng tụ. Đan Hoàng nói, vô cùng cao cấp, trừ phi thuật luyện đan của ngươi tăng lên đến cấp bậc Đại Tông Sư, ngươi nếm thử đều không cần. Đại Tông Sư, Khương Phàm tiếc nuối thu hồi luyện binh thuật, nói với mọi người. Rất khó, thánh địa chúng ta có luyện binh sư. Đám người chăm miệng một lời, hẳn là rất khó, nếu không phải vậy thì sao có thể gây nên oanh động lớn như vậy? Có thể luyện. Khóe mắt Khương Phàm kéo ra, thánh địa thật đúng là người gì cũng có.
Đương nhiên có thể, trọng điểm chính là vật liệu. Thế này sao? Khương Phàm lại mở luyện binh sách. Tử Lân Dực chia thành tam phẩm, nhất phẩm Tử Lân Dực thích hợp với linh nguyên cảnh, nhị phẩm Tử Lân Dực thích hợp với linh hồn cảnh lục trọng thiên trở xuống, tam phẩm thích hợp với linh hồn cảnh thất trọng thiên đến đỉnh phong. Nhất phẩm Tử Lân Dực, vật liệu rèn đúc gồm có dung nham hỏa linh, xích phân thổ tinh, đại la tinh kim, tử kinh ngọc tủy, tử tủy huyết ngọc, còn có càng mấu chốt hơn, tinh huyết loài chim linh nguyên cảnh, thực lực càng mạnh càng tốt. Nhị phẩm Tử Lân Dực, vật liệu rèn đúc gồm có thâm hải tinh tủy, xích luyện tinh đằng, tử viêm bảo thạch, dung hồn thiết thạch, huyền giáp quy tủy, tử kim thánh thiết, đặc biệt quan trọng là tinh huyết loài chim linh hồn cảnh. Tam phẩm Tử Lân Dực, rèn đúc vật liệu có tinh thần thạch, yêu huyết thạch, hư không tinh thạch, vũ hóa thanh kim, ngũ thải thiết tủy, huyền hoàng chân kim, tử diệu đồng tinh, còn cần có hải cốt loài chim cao giai linh hồn cảnh. Sau khi Khương Phàm đọc xong, lông mày lại nhăn lại tới. Hoàn toàn không hiểu. Cái gì là thiết tủy, cái gì là mã não, cái gì là tinh kim, đều chưa có nghe qua. Sau khi các trưởng lão vô hồi thánh địa cẩn thận nghe xong, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Đừng nói nhất phẩm, nhị phẩm, xem như vật liệu tam phẩm cho Tử Lân Dực, vô hồi thánh địa đều không có bao nhiêu. Quả nhiên muốn rèn đúc số lượng lớn là không thể nào. Khương Phàm chú ý tới bầu không khí xung quanh. Vật liệu đều rất khó có được. Có vị trưởng lão âm trầm sắc mặt. Nguyệt Hoa Thiên Bảo lừa chúng ta rồi. Những tài liệu này đều là kim loại thiết tinh khan hiếm, ngọc thạch tinh bảo, chúng ta nếu có, còn không bằng dùng để tạo nên vũ khí càng mạnh khác. Tử Lân Dực cũng là vũ khí. Trưởng lão bên cạnh lại không cho là như vậy, chỉ là vật liệu quá khan hiếm. Khương Phàm khép luyện binh thuật lại, đứng lên nói. Không phải trong vương quốc Hắc Ám có các loại bảo bối sao, mua sắm số lượng lớn thôi. Có một nữ trưởng lão lắc đầu nói. Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ sẽ không cho phép chúng ta thu mua số lượng lớn từ vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm cười nói. Ý của các người là, nếu như chúng ta công bố vật liệu, hai phe còn lại sẽ đoạt lấy trước khi chúng ta thu mua. Khẳng định là như thế. Mặc kệ chúng ta ra điều kiện gì thu mua, bọn hắn khẳng định sẽ mở điều kiện cao hơn. Mặc dù vô hồi thánh địa chúng ta có chút nội tình, nhưng cũng không bù được đại gia đại nghiệp Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành. Vị này nữ trưởng lão nói xong, sắc mặt mọi người càng ảm đạm, lắc đầu thở dài. Bây giờ lực lượng của Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ ở tại Vương quốc Hắc Ám miễn cưỡng cũng có thể chống lại vô hồi thánh địa bọn hắn, sao có thể cho phép vô hồi thánh địa tăng mạnh thực lực. Nếu vậy cân bằng của Vương quốc Hắc Ám sẽ bị đánh phá, cũng mang ý nghĩa hai phe không thể không điều càng nhiều cường giả ở bên ngoài vào đây. Khương Phàm búng tay một cái, sảng khoái nói. Xử lý thôi, cứ để bọn hắn thu mua. Có ý gì? Các ngươi bây giờ liền công bố 30 vật liệu ra Vương quốc Hắc Ám, nhưng phải tránh khỏi thứ thật sự cần cho Tử Lân Dực, sau đó đem chuyện làm lớn lên, để hai phe kia mở giá cao tranh mua. Chờ bọn hắn cướp sạch sẽ, thời điểm lộ ra nụ cười vui vẻ, các ngươi lại công bố 30 loại vật liệu, kích thích bọn hắn tranh mua. Sau đó các ngươi lại công bố, lại kích thích bọn hắn tranh mua. Lúc này, bọn hắn hẳn là có thể nhận được vấn đề. Chờ các ngươi công bố lần thứ tư, bọn hắn cơ bản liền sẽ không nhúng tay, lần này, các ngươi có thể tại công bố xen lẫn một nhóm vật liệu chân thực bên trong, sau đó tiến hành công bố lần thứ năm, bên trong xen lẫn các vật liệu khác. Thao tác cụ thể, phải xem bầu không khí vương quốc Hắc Ám, cùng với thái độ hai phe kia, ta tin tưởng các ngươi có thể làm rất tốt. Khương Phàm lộ ra nụ cười thuần khiết. A, à, mọi người lập tức sáng mắt lên, sau khi trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Biện pháp này, thật phi diệu. Tiểu tử này, thật quá xảo quyệt. Chúc các ngươi thành công. Khương Phàm đến trong điện bảo vệ xung quanh thánh điện tìm được một võ tràng phong bế. Đây là một tòa võ tràng tu luyện dùng cỡ lớn, rộng hơn 300 mét, bố trí phong ấn cường thịnh. Chu Tước Dực. Phía sau lưng Khương Phàm kịch liệt nhúc nhích, hài cốt kéo dài ra, đâm xuyên da thịt, bỗng nhiên triển khai, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt lao ra, kim quang, liệt diễm cuồn cuộn, quấn quanh cốt dực hình thành Chu Tước Hỏa Dực. Sau khi được thần huyết tẩm bổ, cốt dực không chỉ có trở nên càng rộng lớn hơn, còn biến thành màu vàng óng, giống như không thể phá vỡ, như hai thanh thiên đao. Màu vàng thánh viêm đều ngưng tụ thành dáng vẻ lông vũ, cứng rắn như sắt thép, lông vũ nhẹ nhàng bay nhẹ, toàn thể đứng lên sinh động như thật.
Oanh! Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hắn kích động, phấn chấn, giống như là liệp ưng khỏe mạnh, nhanh chóng lao vùn vụt bên trong võ tràng, linh hoạt thay đổi phương vị. Đột nhiên, linh quang lóe lên. Khương Phàm nghiêng giữa không trung, hai cánh triển khai, liệt diễm tăng vọt, hỏa vũ rung động. Một tiếng gào rít, mấy trăm sợi hỏa vũ rời khỏi cốt rực, nhanh chóng tán ra, giống như lợi kiếm màu vàng đang tràn ngập đất trời đánh về phía võ tràng. Tốc độ so với hỏa tinh càng nhanh hơn, lực xuyên thấu cũng càng mạnh hơn. Ầm ầm, hỏa vũ bén nhọn bao trùm 300 mét võ tràng, toàn bộ nổ lên cuồn cuộn liệt diễm, bao phủ đạo trường. Thật sảng khoái. Khương Phàm cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ, không kịp chờ đợi đem hai tay cũng thay đổi thành móng vuốt. Móng vuốt cũng thay đổi thành màu vàng, cứng rắn sắc bén, giống như có thể tùy tiện xé rách huyền thiết thép đen. Cảm giác này, quá kỳ diệu. Khương Phàm định thần cảm nhận được cảm giác huyết dịch chảy xuôi trong thân thể, ấm áp bành trướng, còn giống như đang không ngừng liên tục tư dưỡng huyết nhục hài cốt, tố chất thân thể cũng đang kéo dài tăng cường. Đúng rồi, thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến bảo bối treo trên cổ. Từ sau khi mở ra tầng thứ hai cũng không có nghiên cứu qua. Hiện nay linh nguyên liên tiếp thôn vệ ba loại thánh hỏa, huyết dịch lại được địa tâm liên tử cùng thần huyết tẩm bổ, các vấn đề đều chiếm được thăng hoa. Có lẽ đây là thời điểm mở ra tầng thứ ba. Bảo bối tốt, đừng để ta thất vọng. Khương Phàm ngồi bên trong võ tràng, lấy xuống thanh đồng tiểu tháp. Trước tiên mở lòng bàn tay ra, nhỏ xuống máu tươi, nhìn xem có thể kích phát tiềm lực thanh đồng tiểu tháp hay không. Để Khương Phàm ngạc nhiên là, thanh đồng tiểu tháp vậy mà thật hấp thu máu tươi, còn nở rộ lên ánh sáng màu xanh. Khương Phàm tiếp tục nhỏ máu xuống, từ trên hướng xuống từ từ thẩm thấu. Thanh đồng tiểu tháp, uống, máu tươi, ánh sáng càng ngày càng thịnh, bên trong lại còn xuất hiện từng tia hắc khí. Hắc khí ở đâu ra? Khương Phàm đưa ý thức dung nhập trong thanh đồng tiểu tháp, cẩn thận quan sát đến thay đổi ở bên trong. Không có mở ra tầng thứ ba nhưng hắc khí lại cuồn cuộn tại tầng thứ hai, trở nên cực không ổn định. Sau đó không lâu, tầng thứ hai lại liên tiếp xuất hiện lồng sắt mới, đang bao phủ trong bóng tối trước đó. Số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến trọn vẹn 66 tòa. Bọn chúng quấn ra vòng tròn 3 tầng, phía ngoài cùng chính là lồng giam hắc thiết, tầng thứ hai là lồng giam màu tím, 9 tòa tận cùng bên trong nhất lại là lồng giam huyết sắc. Mỗi tòa trong thiết lao đều treo xiềng xích nặng nề, vẩy xuống hải cốt bừa bộn. Khí âm u, tĩnh mịch khủng bố. Phía trước mỗi lồng giam còn thiêu đốt lên ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Khương Phàm càng xem càng rung động, tiếp tục chảy tràn máu tươi, nuôi nấng thanh đồng tiểu tháp. Tình huống tầng thứ hai trong thanh đồng tiểu tháp càng ngày càng rõ ràng, mỗi lồng giam đều trở nên chân thực lại độc lập, trên cửa sắt mỗi lồng giam còn khắc phù văn cổ xưa lại quỷ dị. Lại sau đó, xiềng xích trong lồng giam phía ngoài cùng vậy mà sinh ra liên hệ cùng ý thức của Khương Phàm, mang đến hoàn toàn mới cảm giác. Mở. Khương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, con người khuếch tán, lấp đầy hốc mắt là một mảnh đen như mực. Một tòa lồng giam bên trong tầng thứ hai ầm vang rộng mở, đinh tai nhức óc, vang vọng tầng thứ hai trong thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp thì kịch liệt lắc lư, dâng lên hắc khí âm trầm ra phía ngoài. Ánh sáng màu xanh bên trong trải rộng ra mấy chục mét, bao phủ lấy thanh đồng tiểu tháp, cũng che mất Khương Phàm. Bỗng dưng xuất hiện một cái cửa sắt phiêu miểu hư ảo, bỗng nhiên rộng mở, bên trong tuôn ra một sợi xiềng xích, âm thanh rầm rầm bén nhọn chói tai, khiến cho linh hồn người ta nhói nhói. Sắc mặt Khương Phàm đại biến, ý thức vừa loạn, thanh đồng tiểu tháp đã khôi phục lại bình tĩnh, nhấc lên hắc khí thanh quang, xiềng xích cùng cửa sắt hư vô cũng biến mất theo. Thanh đồng tiểu tháp còn có thể dùng như thế. Khương Phàm rung động, vươn người đứng dậy, hai tay triển khai, ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng gầm thét cuồng dã. Ầm ầm, ầm ầm. Bên trong tầng thứ hai thanh đồng tiểu tháp, 39 tòa thiết lao bên ngoài toàn bộ đều mở ra, chấn động tầng thứ hai, oanh minh thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp nở rộ hắc khí ngập trời, ánh sáng cường thịnh, 39 tòa cửa sắt hư vô cũng theo đó hiện ra. 39 sợi xiềng xích như đại xà tà ác lao ra, loạn vũ trời cao. Tốt! Khương Phàm phấn chấn đến sôi trào nhiệt huyết, thanh đồng tiểu tháp lại có thể kích phát ra bí mật thế này. Đây không phải không gian chữ vật. Đây là một sát khí cường đại.
Khương Phàm vừa muốn kích động, ý thức đột nhiên truyền đến đau đớn như tê liệt. Thanh đồng tiểu tháp thả ra hắc khí lập tức nhấc lên hỗn loạn, cửa sắt phiêu miểu hư vô cũng liên tiếp vặn vẹo mơ hồ, toàn bộ xiềng xích rầm rầm rụt trở về. Sau đó, hắc khí hoàn toàn biến mất, thanh đồng tiểu tháp khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ cửa sắt tầng thứ hai hoàn toàn là bằng vào lực khống chế của ý thức? Khương Phàm ôm đầu, đau đớn quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Đúng vậy, người đó, quá hồ nháo, không rõ ràng tình huống liền làm loạn. Giọng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Đứa nhỏ này có đôi khi hoàn toàn không hiểu nặng nhẹ, đột nhiên dùng sức phóng thích quá mạnh, chấn động toàn bộ ý thức, suýt nữa đều xé nát sợi hồn niệm yếu ớt là hắn đây. Ý thức còn có mạnh yếu khác nhau sao? Khương Phàm xoa đầu ngồi xuống. Cảm giác này quá đau đớn, giống như muốn nổ tung, đến bây giờ đầu vẫn còn ông ông. Ý thức, đan điền, trái tim là ba nguồn suối tiềm lực trong thân thể con người, cũng chính là ý thức hải, linh lực hải, tâm hải. Bình thường mà nói là, con người chủ yếu khai thác là đan điền, nơi đó là nguồn suối năng lượng, là thế giới linh nguyên, mạnh yếu nơi đó trực tiếp liên quan đến thực lực cao thấp. Nhưng ý thức trái tim, cũng ẩn chứa tiềm lực vô hạn. Ví dụ như, khai phát tâm hải, liên quan đến tiềm lực thân thể, cực hạn sinh mệnh ngươi. Khai phát ý thức hải, liên quan đến trạng thái tinh thần, linh hồn cảm niệm của ngươi, hư vô mờ mịt, lại huyền diệu khó lường. Lúc đan hoàng giải thích cho Khương Phàm, ở trong đầu lại đang phát họa ra một thân thể con người, diễn lại các ảo diệu khác biệt. Khai phát ý thức hải như thế nào? Khương Phàm khai phát đan điền coi như không tệ, khai phát tâm hải có đại diệu thiên kinh, duy chỉ có khai phát ý thức hải hình như cũng chưa từng để ý qua. Tu luyện thêm điều dưỡng. Tu luyện là rèn luyện ý chí, lực khống chế của mình, biện pháp tốt nhất chính là luyện đan, không gì có thể hơn. Điều dưỡng, chính là dùng chút linh thảo, đan dược dưỡng hồn. Đan Hoàng lặng yên nhắc nhở Khương Phàm công dụng kỳ diệu của luyện đan. Dùng luyện đan để xử lý. Khương Phàm liên tiếp hít thở, làm dịu đau nhức. Thanh đồng tiểu tháp lại còn cất giấu bí mật như thế này. Nếu như 66 tòa thiết lao toàn bộ đều được triển khai thì sẽ rung động đến thế nào đây? Tầng thứ 2 đã như vậy, tầng thứ 3 thì sao? Còn sẽ đi lên được mấy tầng? Thanh đồng tiểu tháp là bảo khí ở cổ thành dưới mặt đất sao? Khương Phàm khó có thể tưởng tượng, loại bảo khí tuyệt thế này lại lưu lạc trong hang rắn của đại hoang. Ta không có ấn tượng, hẳn không phải là thần. Không phải bên trong tòa thành cổ. Ngài vừa mới nói thần. Không có, ngươi nghe lầm. Tại sao đại hoang có thể có bảo bối như vậy? Khương Phàm không có hỏi nhiều, lực chú ý toàn đặt trên thanh đồng tiểu tháp. Không phải là lưu lạc đại hoang từ rất xa xưa đấy chứ, hay là được người từ vương quốc hắc ám mang đi ra ngoài. Trên cổ ta mỗi ngày đều đeo một cái bảo bối thế này, vậy mà lại trở thành không gian chữ vật, sai lầm thật. Trên khuôn mặt đau đớn của Khương Phàm lộ ra mấy phần nụ cười. Cẩn thận lật tới lật lui thanh đồng tiểu tháp đẹp đẽ, càng xem càng thích, cũng càng xem càng chờ mong. Khương Phàm. Cửa võ tràng đột nhiên bị đá văng, Hàn Ngạo mang theo khuôn mặt kéo căng đi đến. Ha ha, chiến nô nhà ta tới, không hổ là Dực Long, thân thể khôi phục rất nhanh nha. Khương Phàm đeo thanh đồng tiểu tháp lên cổ, vuốt vuốt cái đầu căng đau, đứng dậy đối mặt với Hàn Ngạo. Ngươi rốt cuộc là linh văn gì? Hàn Ngạo kiêu ngạo hùng hổ. Mặc dù thua rất triệt để, nhưng vẫn không cam tâm. Tự ngươi đến trải nghiệm đi. Khương Phàm đưa tay chỉ về phía Hàn Ngạo. Bây giờ ta rất rảnh, đến đây. Lửa giận trong lòng Hàn Ngạo lại dâng lên, suýt chút nữa muốn tiếp chiến, nhưng vẫn nhịn được. Bởi vì trong thánh điện đều đang đồn, Khương Phàm đến Đại Hoang Thâm Uyên dạo qua một vòng, không chỉ tìm được em Mờ Minh Mộc, còn lên tới Linh Nguyên Cảnh Lục Trọng Thiên. Không dám sao, vậy quên đi. Ta muốn tu luyện, ngươi ở bên ngoài trông coi giúp ta, làm bản phận chiến nô của ngươi. Nghĩ hay lắm, ta muốn, chuộc thân. Hàn Ngạo gian nan nói ra hai chữ này. Hắn là đệ tử thân truyền của đệ nhất túc lão vô hồi thánh địa, sao có thể làm chiến nô cho người khác. Nhưng, giao dịch ở đại tự tại điện đã kết thúc, Khương Phàm không chỉ đã đánh bại hắn, còn ngược hứa Như Lai, tư thái thắng lợi không thể nghi ngờ. Đại tự tại điện đã bắt đầu truyền bày ra kết quả với vương quốc hắc ám, cũng sẽ kéo dài 5 năm lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn là thân phận chiến nô. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là vô cùng nhục nhã.
Sau khi hắn tỉnh lại liền đi tìm sư tôn, nhưng thái độ sư tôn rất lạnh lùng, để tự hắn ra mặt giải quyết. Chuộc thân, còn có thuyết pháp này? Đương nhiên là có. Làm sao chuộc? Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể. Thật, ngàn lần chính xác. Ha ha, ta chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn làm chiến nô của ta 5 năm. Khương Phàm, đừng không biết tốt xấu. Hàn Ngạo ta đến cầu xin ngươi, đã là cho ngươi đủ mặt mũi, thật muốn chơi cứng, ngươi đừng mơ tưởng vào được Vô Hồi Thánh Địa. Hàn Ngạo chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Một tên tiểu nô lại cuồng như thế. Xem ra ta phải dạy dỗ ngươi làm thế nào mới đúng với bản phận chiến nô. Khương Phàm run run bả vai, đi qua phía Hàn Ngạo. Hàn Ngạo tức giận, lại đè nén xúc động, hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, không phải là đối thủ của Khương Phàm, nếu thật đánh nhau tránh không được lại bị ngược. Ta phải dùng tư cách ra vào Lạc Trì trọng địa đến chuộc thân. Cái này cũng có thể trao đổi. Đương nhiên, ta có tư cách ra vào 3 lần, đã đi đến qua 1 lần. Còn 2 lần. Nơi đó có cái gì? Nơi đó là bảo địa luyện thể tuyệt hảo, trận vực trọng lực siêu tự nhiên gấp mấy chục lần phía ngoài, thậm chí là mấy trăm lần. Trọng lực không giống với nơi ngươi luyện tập, loại năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến toàn thân ngươi, từ huyết nhục đến nội tạng, bao gồm cả mạch máu, đều sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn mà trở nên càng cứng cỏi. Nơi đó có vô số mãnh thú hung hãn, có thể dùng để tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu, có các loại linh quả luyện thể. Có thể phối hợp trọng lực trận vực để khỏe mạnh thể phách. Nếu như muốn rèn luyện thể chất, một ngày ở Lạc Trì trọng địa bù đắp được hơn 10 ngày bên ngoài. Hàn Ngạo đã đi qua nơi đó 1 lần, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vốn nghĩ đến linh nguyên cảnh thất trọng thiên sẽ đi 1 lần, cửu trọng thiên lại đi 1 lần, tại linh nguyên cảnh đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, làm chắc cơ sở cho linh hồn cảnh. Bây giờ không có cách nào nữa, chỉ có thể lấy ra. Khương Phàm nghĩ nghĩ, nói. Đem 2 lần đều chuyển cho ta, ta bỏ cho ngươi 2 năm nô kỳ. Ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu, hay là tính không rõ? Khương Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này không chỉ là cho ta chuộc thân, cũng là cho ngươi lối thoát. Nếu như bây giờ ngươi không xuống, tương lai muốn xuống cũng bị mất. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi làm sao bàn giao với sư tôn ta. Ngươi làm sao bàn giao với 9 vị đệ tử thân truyền khác của sư tôn ta? Hàn Ngạo thẹn quá hóa giận, hỗn đản này lại còn muốn 2 lần cơ hội của hắn, cho thể diện mà không cần. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn nữa, cho ta cơ hội 1 lần ra vào Lạc Trì trọng địa, ngươi chỉ làm chiến nô của ta 1 năm. Khương Phàm xác thực cũng bận tâm mặt mũi Túc Lão Lâm Thiên Lộc. Dù sao đó cũng là Túc Lão, lại cho Khương Phàm ấn tượng rất không tệ. Để lại 1 năm nô kỳ xem như đã có thể giết chết sự kiêu ngạo của Hàn Ngạo. Tin tưởng Lâm Thiên Lộc Túc Lão có thể hiểu được. Hàn Ngạo nhìn chằm chằm Khương Phàm, cắn răng nói. 1 lần ra vào cơ hội, toàn bộ kỳ hạn chiến nô. 1 năm nô kỳ là nhượng bộ lớn nhất của ta. Khương Phàm quả quyết cự tuyệt, không có bất kỳ chỗ trống gì để lượn vòng nữa. Hàn Ngạo dùng sức nắm tay, nhịn thật lâu, mới ném ra một cái ngọc bài. Đây là tư cách ra vào Lạc Trì trọng địa, ngươi phải đích thân đến Đại Tự Tại Điện, giải thích tình huống với nơi đó. Không nôn nóng, vẫn còn 1 năm. Khương Phàm lật tới lật lui ngọc bài rồi thu vào. Khương Phàm, đừng quên, 1 tháng sau ngươi sẽ phải khiêu chiến Thánh Phật. Ta vẫn nhớ kỹ. Ngươi có lòng tin? Đương nhiên là có. Ngươi đã tiến vào Lục Trọng Thiên, nếu như đến nửa tháng sau, Thánh Phật không thể tiến vào Lục Trọng Thiên. Coi như tranh tài hết hiệu lực, không có thắng bại. Vậy thì thật đáng tiếc. Ha ha, không tiếc nuối. Hàn Ngạo nhếch miệng lên cười. Ta thay ngươi khởi xướng khiêu chiến hỗn độn tử phủ. Khiêu chiến tuyệt thế thiên tài hỗn độn tử phủ, Ngô Kình Thương. Điều kiện giao dịch rất đơn giản, 1 năm chiến nô. Sắc mặt Khương Phàm đột nhiên lạnh. Ngươi còn có thể đại biểu ta khiêu chiến. Bình thường thì không thể, nhưng bây giờ ta là chiến nô của ngươi. Ta nói là ngươi để cho ta đi. Ha ha, không cần khẩn trương, ta xem trọng ngươi, ngươi là đệ tử thân truyền của Thánh Chủ, ngươi lại còn liên tiếp đánh bại ta và Hứa Như Lai. Nụ cười của Hàn Ngạo dần dần tàn nhẫn, ngươi không phải cuồng sao, vậy liền đến trước mặt Ngô Kình Thương nhìn thử một chút. Khương Phàm cảm giác hỗn đản này khẳng định đang chơi đùa mình. Ngươi nói cái gì với nơi đó rồi? Ngô Kình Thương đã 2 năm không đến Vương quốc Hắc Ám. Ta sợ hắn không đến,
đã nói chút lời kích thích, ví dụ như, ngươi xem thường hắn, ngươi đối với hàng vị thứ hai của hắn không phục lắm, ngươi muốn thay thế Vô Hồi Thánh Địa, hung hăng nhục nhã Hỗn Độn Tử Phủ, ngươi muốn để tuyệt thế thiên tài của Hỗn Độn Tử Phủ, làm nô bộc cho Vô Hồi Thánh Địa. Hàn Ngạo cởi mở cười một tiếng, quay đầu liền chạy. Hàn Ngạo, sắc mặt Khương Phàm đột nhiên lạnh, không để ý đến ý thức đau đớn, cưỡng ép liên hệ cùng Thanh Đồng Tiểu Tháp. Hắc khí cuồn cuộn như thủy triều. Ánh sáng màu xanh loạn tung tóe, âm khí âm u. Ba đạo cửa sắt quỷ dị hiện lên, ba sợi xiềng xích phá tan cửa sắt, nhanh chóng đánh về phía Hàn Ngạo. Đây là thứ quỷ gì? Sắc mặt Hàn Ngạo chợt biến đổi, hắn triển khai long dực, ngưng tụ vảy rồng, nhấc lên cương khí mãnh liệt lao về phía không trung thoát khỏi. Nhưng, tốc độ xiềng xích quá nhanh, như thiểm điện gào thét lao tới, cuốn lấy eo và hai chân hắn. Rầm rầm, xiềng xích xé rách, Hàn Ngạo lập tức bị kéo căng, giằng co ở trên không. Thả ta ra, Hàn Ngạo cuồng dã kịch liệt giãy giụa khỏi xiềng xích. Nhưng xiềng xích giống như có sinh mệnh, càng quấn càng chặt. Ta thấy người mất máu quá nhiều, đầu khó dùng được nữa, đến đây tỉnh táo một chút. Khương Phàm cực lực khống chế xiềng xích, ngăn cản Hàn Ngạo đang điên cuồng giãy giụa. Hàn Ngạo gầm thét. Cuồng phong ở trên không ngưng tụ thành hình dáng hắc ám rực long, tiếng long ngâm vang vọng hắc ám hư không. Xảy ra chuyện gì? Các đệ tử và trưởng lão Vô Hồi Thánh Địa nhao nhao nhìn quanh nơi này. Hàn Ngạo, không phải để hắn nghỉ ngơi thật tốt sao, tại sao lại đánh nhau? Nơi đó hình như là võ tràng Khương Phàm bế quan mà. Hàn Ngạo không phục, lại đi khiêu khích nữa sao? Khương Phàm đều đã là lục trọng thiên, đây không phải là muốn chết sao? Nhanh nhanh nhanh, tên điên Khương Phàm kia ra tay quá ác. Số lượng lớn đệ tử dẫm lên xiềng xích nhanh chóng phóng tới, trưởng lão các nơi cưỡi hoàng kim sư thứ bay lên không. Khương Phàm, thả ta ra. Rốt cuộc Hàn Ngạo cũng cảm giác được nguy hiểm, xiềng xích không chỉ càng quấn càng chặt, lại còn hiện ra khí âm hàn quỷ dị, giá lạnh linh hồn của hắn. Ngươi xuống đây. Linh văn trên trán Khương Phàm lấp lóe cường quang, dẫn dắt liệt diễm mãnh liệt hóa thành kim thương. Nháy mắt bay lên không, đánh về phía Hàn Ngạo. Hàn Ngạo giật mình, lập tức xoay chuyển, dẫn dắt long khí ngưng tụ thành đầu rồng. Ầm ầm, đầu rồng nổ tung, kim thương vỡ nát, nhưng ngọn lửa màu vàng mãnh liệt lại lao lên trời, nuốt sống hắn. Hàn Ngạo hỗn loạn, lập tức bị xiềng xích đánh về phía mặt đất. Đến đây cho ta. Khương Phàm khống chế Thanh Đồng Tiểu Tháp, kéo xiềng xích tới gần. Hàn Ngạo tức giận, khuất nhục. Cũng sợ hãi. Nếu thật là lại bị khống chế lại, hắn sẽ mất mặt đến nỗi muốn ném về tận nhà. Khương Phàm, dừng tay. Nơi xa truyền đến tiếng gào thét kịch liệt, số lượng lớn trưởng lão nhìn thấy hắc khí cuồn cuộn xung quanh Khương Phàm thì sắc mặt đều đại biến. Đây là võ pháp tà ác gì? Nhốt ngươi 30 ngày. Khương Phàm chấn động ý thức, kéo xiềng xích hung hăng đánh tới chính giữa cửa sắt. Khương Phàm, dừng tay. Cho ta chút mặt mũi. Hàn Ngạo dưới sự khẩn trương, vậy mà lại hô lên một câu như mình đang nằm mơ. Cho chút mặt mũi. Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Ta sao? Không thể nào. Hàn Ngạo hoảng thần một cái, lại tiếp tục bị cưỡng ép kéo vào thiết lao. Một tiếng ầm vang, cửa sắt đóng chặt, hắc khí tiêu tán. Khi các đệ tử và trưởng lão Vô Hồi Thánh Địa vội vã chạy đến, đã không thấy bóng dáng Hàn Ngạo. Hàn Ngạo đâu? Ngươi để hắn chỗ nào rồi? Những hắc khí vừa rồi kia là có chuyện gì? Khương Phàm ngươi cần phải biết, tuyệt đối không nên tổn thương Hàn Ngạo. Hàn Ngạo là đệ tử của Túc Lão Lâm Thiên Lộc, hắn còn có 9 đệ tử thân truyền, bây giờ cũng là trưởng lão tôn quý, phía dưới mỗi vị trưởng lão còn có đệ tử còn có đệ tử khác, chi nhánh chỗ bọn hắn đây trọn vẹn 1.000 người. Mấy vị trưởng lão khẩn trương nhắc nhở Khương Phàm, mặc dù Khương Phàm xác thực có thiên phú. Nhưng đắc tội Lâm Thiên Lộc tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Coi như Lâm Thiên Lộc Túc Lão có khí độ, sẽ không để ý tới cạnh tranh giữa các hài tử, nhưng những người dưới Lâm Thiên Lộc kia chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Không cần khẩn trương, hắn chỉ bị giam lại ở bên trong đây thôi. Khương Phàm đụng đụng Thanh Đồng Tiểu Tháp. Ngươi không có tổn thương hắn. Có trưởng lão vẫn là không yên lòng. Ta không những không có tổn thương hắn, ta còn miễn đi cho hắn 4 năm nô kỳ. Chỉ để lại 1 năm, giết nhuệ khí của hắn. Khương Phàm nói như thế, đám người liền âm thầm thở phào. Các vị trưởng lão,
thỉnh giáo một chuyện. Cứ nói đừng ngại. Đại tự tại điện lập xuống khiêu chiến, có thể hủy bỏ không? Khương Phàm không để ý luận bàn giao thủ cùng Ngô Kình Thương, nhưng bị Hàn Ngạo nháo trò như thế, tính chất đã thay đổi hoàn toàn. Hình như không thể, thế nào? Hàn Ngạo thay ta hạ giao dịch thi đấu. Với ai? Ngô Kình Thương. Giao dịch cái gì? Nô Kỳ. Cái gì? Sắc mặt đám người đại biến, giao dịch Nô Kỳ cùng Ngô Kình Thương. Dùng thân phận đệ tử thân truyền Vô Hồi Thánh Chủ, giao dịch Nô Kỳ cùng thiên tài trực hệ Hỗn Độn Tử Phủ. Đây không phải hồ nháo sao? Trận luận võ này không có thắng thua. Người nào thắng cũng đều sẽ đắc tội một phương khác. Khương Phàm hỏi. Thật không thể, Hàn Ngạo hẳn là vừa mới đi làm giao dịch, còn chưa có công bố ra ngoài. Giao dịch hình như không thể rút, nếu có tình huống đặc biệt, có thể do hai bên ra mặt, đổi nội dung giao dịch. Ta không để ý khiêu chiến Ngô Thế Hùng, nhưng giao dịch Nô Kỳ là quá phận. Ngươi đừng có gấp, chúng ta đi xử lý. Mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, cưỡi Hoàng Kim Sư Thứ rời khỏi, đã muốn hủy bỏ giao dịch, còn muốn cùng Hỗn Độn Tử Phủ nơi đó thương lượng, miễn cho phải náo ra hiểu lầm lớn. Khương Phàm trở lại võ tràng, tiếp tục nghiên cứu thanh đồng tiểu tháp của hắn. Xem ra xác thực cần tăng cường ý thức năng lực. Lấy cảnh giới lục trọng thiên của hắn, đánh trọng thương Hàn Ngạo lại phí sức như vậy. Hay là do đồng thời mở ra ba cửa sắt? Không phải là yêu cầu quá cao đấy chứ? Khương Phàm bỗng nhiên gãi đầu một cái, vọng tưởng tùy tiện mở cửa nhà lao liền có thể giam cầm một dực long, giống như rất không thực tế. Khương Phàm, tập trung luyện đan đi, nó có thể tăng cường ý chí lực, lực khống chế của ngươi. Luyện được đan dược còn có thể điều dưỡng linh hồn. Ngươi phải biết, ý thức hải, tâm hải, đều hoàn toàn là độc lập, khí hải đối ứng đẳng cấp cảnh giới không tương quan chút nào. Ví dụ như tâm hải càng mạnh, năng lực khôi phục càng mạnh, tinh khí thần càng dồi dào, những thứ này hoàn toàn không nhận hạn chế cảnh giới. Ví dụ như ý thức hải mạnh lên, linh hồn liền sẽ mạnh hơn, ngươi thậm chí có thể mở ra lao ngục vòng thứ hai, vòng thứ ba tại tầng thứ hai, lại hoặc là mở ra tầng thứ ba. Đem thanh đồng tiểu tháp biến thành vũ khí bảo mệnh dẫn trước cảnh giới. Đan Hoàng lại xuất hiện hợp thời, tận tình khuyên bảo nhắc nhở Khương Phàm. Đứa nhỏ này từ sau khi lần bế quan trước đã không có nghiêm túc nghiên cứu qua thuật luyện đan. Ngài đừng có gấp, ta sẽ lấy ra tinh lực nghiên cứu thuật luyện đan. Bây giờ vẫn là sốt ruột tăng thực lực lên. Khương Phàm nghe ra Đan Hoàng khá bất mãn, lúng túng giải thích. Người đó, hay học quá hỗn tạp. Nếu như ngươi chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan, cũng sẽ không nguy hiểm nhiều như vậy, phiền toái nhiều như vậy. Lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể tại trước 20 tuổi trở thành đại tông sư, đến lúc đó đi tới chỗ nào cũng đều sẽ có người người kính sợ, mà không phải nhìn ngươi cho ăn đòn. Đan Hoàng rất rung động, cũng rất bất đắc dĩ. Đây chính là báo ứng. Khi còn sống, người xin bái sư đều có thể quỳ tròn 10 vạn dặm đại sơn, kết quả hắn ngay cả một người cũng đều không có coi trọng. Sống quãng đời còn lại cả đời, ngay cả người kế thừa y bát cũng đều không có. Sau khi chết lại muốn xin đồ đệ luyện đan, người ta còn không phản ứng thế nào. Khương Phàm cười cười, không còn cùng Đan Hoàng dây dưa đề tài này. Thuật luyện đan xác thực rất quan trọng, rất nhiều chỗ tốt, nhưng hắn càng hướng tới chính là kích tình chiến đấu, là trưởng thành cảnh giới. Võ đạo làm chủ, đan đạo làm phụ. Đây là phương hướng đời này hắn kiên trì đến cùng. Sau đó không lâu, trưởng lão rời khỏi đã trở về, sắc mặt đều có chút khó xử. Nói cho ngươi một tin xấu, Hỗn Độn Tử Phủ đã tiếp chiến, đồng thời đã phái người đi gọi Ngô Kình Thương. Thời gian khiêu chiến cụ thể, phải chờ sau khi ngươi tiến vào Thất Trọng Thiên, bởi vì gần đây Ngô Kình Thương đang lúc bế quan, đã bắn vọt đến Thất Trọng Thiên. Các trưởng lão lắc đầu đáng tiếc. Hàn Ngạo gây họa rồi. Hỗn Độn Tử Phủ rất tức giận. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng cụ thể Hàn Ngạo nói những gì, nhưng nhìn phần khí thế kia của Hỗn Độn Tử Phủ khẳng định là vô cùng khó nghe. Hàn Ngạo đây là thế nào? Trước đây chưa từng lỗ mãng qua như thế. Ghen ghét để hắn hoàn toàn thay đổi rồi. Khương Phàm kinh ngạc nói. Ngô Kình Thương bao lớn. Mặc dù từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên chỉ là cách một trọng, nhưng tương đương với sau khi trung kỳ tiến lên, các vấn đề đều là thăng hoa trên phạm vi lớn. Rất nhiều thiên tài lục phẩm thất phẩm cũng sẽ ở lục trọng thiên đình trệ 1-2 năm, từ từ củng cố, tìm kiếm cơ duyên. Ngũ phẩm linh văn thậm chí sẽ đình trệ 2-3 năm thậm chí càng lâu hơn,
tam phẩm tứ phẩm linh văn còn là 10 năm, 8 năm đều chưa hẳn có thể nhảy tới. Cùng tuổi ngươi, Ngô Kình Thương Thiên Phú Tuyệt Luân, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, tử phủ truyền thừa ở trên người hắn phát huy vô cùng tinh tế. Các trưởng lão chau mày, nhắc nhở Khương Phàm. Chúng ta có thể không chút khách khí mà nói cho ngươi, hắn cường hãn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà, hắn so qua với Cơ Lăng Huyên tại Đại Tự Tại Điện, hắn thắng. Hoàn toàn không thể thay đổi. Khương Phàm cũng không e ngại Ngô Kình Thương càng mạnh, hắn càng có hứng thú khiêu chiến, dù sao vừa được thần huyết kích phát tiềm chất. Bọn hắn kiên trì, tuyệt đối không sửa. Bọn hắn chính là muốn giết chết nhuệ khí của ngươi, đáp lễ sự khiêu khích của ngươi, còn muốn để ngươi trở thành chiến nô cho bọn hắn một năm. Mà cái gì? Được rồi, không nói nữa. Nói, có cái gì không thể nói. Bọn hắn nói, ngươi nhất định phải cùng Ngô Kình Thương giao thủ, nhưng, bọn hắn có thể thay đổi nội dung giao dịch, chỉ cần ngươi chiêu cáo vương quốc hắc ám, khiêu chiến võ hầu. Mấy vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, điều kiện này càng tồi tệ hơn, còn không bằng chỉ cùng Ngô Kình Thương đánh. Khương Phàm giơ lông mày lên, nhìn bọn hắn thật sâu. Bọn hắn thật sự nói như vậy. Thật ra lúc bọn hắn đang cùng chúng ta cãi lộn thì thuận miệng nói, nhưng Đại Tự Tại Điện lại đồng ý, bởi vì đã quá lâu không có ai khiêu chiến võ hầu cơ hồ đã thành bài trí. Mà, Đại Tự Tại Điện còn biểu thị, nguyện ý thay đổi quy tắc. Thay đổi gì quy tắc? Đứng ở trên cùng, chính là võ hầu. Ý là, bất kể là ai khởi xướng khiêu chiến, có thể đứng ở trên cùng chính là võ hầu, nhưng nếu như người đề xuất khiêu chiến bại, vẫn là theo quy tắc trước kia, làm nô cho đánh người bại hắn kia. Mắt Khương Phàm đi lòng vòng, dứt khoát nói. Ta nguyện ý khiêu chiến võ hầu, nhưng thời gian phải kéo dài hơn. Ngươi nguyện ý. Mấy vị trưởng lão suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Chờ ta tiến vào thất trọng thiên, ta sẽ đến Đại Tự Tại Điện, khiêu chiến võ hầu. Khương Phàm trước đó liền nghĩ qua, cũng không tính là đột nhiên. Nếu như có thể đến Lạc Trì trọng địa có hoàn cảnh trọng áp cực đoan kia rèn luyện mấy tháng, đem thần huyết chảy xuôi bên trong thân thể triệt để kích phát ra thì càng có lòng tin. Ngươi chờ một chút, đây không phải là chuyện ngươi có thể quyết định, ngươi phải về thánh địa xin chỉ thị của thánh chủ. Các trưởng lão không dám tùy tiện làm chủ, đây chính là thi đấu khiêu chiến võ hầu, lại là quy tắc hoàn toàn mới. Nếu như Khương Phàm thua thì sẽ biến thành chiến nô của người khác, vĩnh viễn rời khỏi vô hồi thánh địa. Mà, người đứng ở vị trí sau cùng kia sẽ có được bất tử thiên bia của vô hồi thánh địa, tùy ý chi phối vô hồi thánh địa một lần. Ngày hôm sau, Đại Tự Tại Điện bái phòng thánh điện vô hồi thánh địa. Khương Phàm đệ đệ, hân hạnh, một nữ tử trắng nõn thiên kiều bá mị, dáng dấp yểu điệu đi tới, thân mặc huyết bào tượng trưng cho Đại Tự Tại Điện, choàng trên thân thể cao gầy thon dài của nàng, vậy mà lại thể hiện ra một loại phong tình mê người. Đôi mắt đẹp. Đôi môi mỏng hồng nhuận phơn phớt, chiếc lưỡi thơm tho ngẫu nhiên lướt qua hàm răng môi đỏ, mị hoặc câu hồn đoạt phách cảm giác như trực kích linh hồn, làm cho huyết mạch người ta căng phồng, hoảng hốt mê thần. Các nam đệ tử hai bên thánh điện âm thầm mê ly, hô hấp lộn xộn, các nữ đệ tử tự ti mặc cảm, như ánh sáng đom đóm nhìn lên trăng sao. Khụ khụ, tất cả trưởng lão dùng sức ho khan, nhắc nhở các đệ tử thất hồn lạc phách, giới thiệu với Khương Phàm. Vị này là một trong ba người phụ trách Đại Tự Tại Điện, phó điện chủ Hướng Vãn Tình. Khương Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, đang lườm con mắt sợ hãi thán phục khí tức yêu mị phát tán toàn thân trên người nữ tử trước mặt kia. Xinh đẹp, thướt tha, lộ nửa cặp đùi đẹp, da thịt như bạch ngọc không tì vết, cảm giác như có thể để người ta nổi lên lửa nóng trong lòng. Mặc dù Khương Phàm là người hai đời, nhưng đều là đã từng, thân thể này, linh hồn này, cuối cùng vẫn là hài tử. Chưa thấy qua, việc đời, gì, đột nhiên nhìn thấy diệu nhân hoạt sắc sinh hương tuyệt thế như vậy, nhịn không được liền than thở. Thường Lăng, Dạ An Nhiên mặc dù mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng so với nữ tử trước mắt tựa như là nụ hoa chớm nở. Tỷ tỷ tới tìm ta. Khương Phàm thầm hô lợi hại, chỉ là chậm rãi mà đến cũng đủ để khuynh đảo đám người, nữ tử như vậy đơn giản là hại nước hại dân. Một tiếng tỷ tỷ để Hướng Vãn Tình cười khẽ, như lạc hà đầy trời. Giống như trăm hoa đua nở, như hư không vô tận trở nên tươi đẹp. A, à, một vị đệ tử bên cạnh say mê ngâm khẽ, suýt chút nữa mềm ở nơi đó. Cút, nhìn chút tiền đồ ngươi đây. Trưởng lão bên cạnh hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái.
Ngươi tân tấn võ hầu bảng, đây là ban thưởng thuộc về ngươi, ngọc bài xuất nhập luân hồi bí cảnh. Một tấm ngọc bài đại biểu tư cách một lần, thời gian ở bên trong không bị hạn chế. Ngươi có thể tự mình tiến vào, cũng có thể chuyển tặng cho những người khác. Hướng Vãn Tình đưa cho Khương Phàm ngọc bài biểu tượng của luân hồi bí cảnh. Khương Phàm tại trong ánh mắt hâm mộ của đông đảo các đệ tử vô hồi, đưa hai tay tiếp nhận. Bản ý là muốn nhìn ngọc bài, lại nhìn không được nhìn hai tay Hướng Vãn Tình. Tay ngọc thon thon, mềm mại không xương, trắng muốt trơn bóng, dịu như mỹ ngọc. Khương Phàm hoảng hốt say mê, suýt chút nữa sắp bắt được bọn chúng, cẩn thận thưởng thức, thậm chí từ trong đan điền toát ra cơn sóng nhiệt, tà hỏa, trêu chọc các tế bào toàn thân. Hắn muốn khống chế lại hô hấp dồn dập. Ánh mắt nhìn không được thuận đầu ngón tay lướt qua cổ tay, một đường xâm nhìn thẳng vào đoạn hở ra trên huyết bào đang che lấp phần động lòng người kia, khe rãnh như ẩn như hiện, giống như là muốn lôi kéo linh hồn hắn đi đến. Khương Phàm. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Đan Hoàng, đánh thức ý thức muốn trầm luân của Khương Phàm. Trong lòng Khương Phàm run lên, ánh mắt dương lên đối mặt với hai mắt sáng tỏ mê người của Hướng Vãn Tình, trong chớp mắt. Hắn cảm giác linh hồn mình giống như là muốn hoàn toàn bại lộ ở trước mặt. Khanh khách, Hướng Vãn Tình cười nhu hòa, mị thái lan tràn để Khương Phàm thoáng khôi phục tinh thần suýt chút nữa lần nữa mê say. Hướng điện chủ, không cần đùa hắn vẫn chỉ là hài tử. Không giống với các đệ tử vô hồi đang say mê hoảng hốt, vẻ mặt các trưởng lão vô hồi thì khẩn trương, không phải muốn nắm quyền, chính là cắn răng, rất đau đớn đang kiên trì chuyện gì đó. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm cảnh giác, toàn thân chợt nổi lạnh. Nữ tử này đang ảnh hưởng tâm trí của ngươi, nhìn trộm linh hồn của ngươi, đừng lại nhìn vào mắt cô ta. Giọng Đan Hoàng vô cùng nghiêm trọng, tại lúc ánh mắt Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình giao nhau trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được ý thức Hải Dương xuất hiện một đôi mắt quỷ bí, rất có thể đang chú ý tới sự tồn tại của hắn. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Phàm thật sâu, môi đỏ cười yếu ớt, chọc nội tâm người khác. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ cảm thấy hứng thú với ngươi. Ta càng cảm thấy hứng thú với tỷ tỷ. Vẻ mặt Khương Phàm càng trở nên nghiêm trọng, nữ tử này đã nhìn thấy gì từ trên người hắn rồi. Có thật không, chờ ngươi rảnh, đến trong điện tỷ tỷ cùng ngươi tâm sự. Trước tiên cất kỹ ngọc bài đi, luân hồi cấm khu là bí cảnh tu luyện khó được, nhất là rất thích hợp với linh hồn cảnh. Ngọc bài đáng giá để phó điện chủ tự mình đến đưa. Ngọc bài chỉ là tiện thể, ta là tới hỏi một chút, quý thánh địa suy tính thế nào? Nếu như không đồng ý khiêu chiến võ hầu, thì phải dựa theo ước định trước đó, cùng Ngô Kình Thương giao dịch, hôm nay đại tự tại điện chúng ta liền muốn công bố tin tức ra ngoài. Hướng Vãn Tình vừa dứt lời, các đệ tử vô hồi liên tiếp bừng tỉnh, khó có thể tin được mà nhìn xem Khương Phàm. Khiêu chiến võ hầu? Khương Phàm sao? Hắn điên rồi sao? Lúc mới bắt đầu thiết lập võ hầu bảng đã gây nên oanh động vô tận, thiên tài các phương đều tham niệm cái tên võ hầu, khát vọng bất tử thiên bia. Nhưng, vô hồi thánh địa, chí tôn kim thành, hỗn độn tử phủ đều rất rõ ràng đó chính là cái bẫy mê người. Từ khi đứng vững đến bây giờ, trước sau 13 vị thiên tài kinh thái tuyệt diễm khởi xướng khiêu chiến, kết quả toàn bộ đều thất bại, biến thành chiến nô vĩnh thế. Cho nên bắt đầu từ hơn 50 năm trước đã không có ai lại khiêu chiến nữa. Cái tên võ hầu chính là thùng rỗng kêu to. Khương Phàm nói, cá nhân ta nguyện ý khiêu chiến, nhưng còn muốn hỏi ý thánh chủ chút. Các đệ tử vô hồi trợn mắt hốc mồm nhìn Khương Phàm. Ngươi nguyện ý, nếu như ngươi kiên trì, vô hồi thánh chủ hẳn là sẽ đồng ý nhỉ. Hôm nay Hướng Vãn Tình tự mình tới, nhưng thật ra là muốn xem Khương Phàm có tư cách khiêu chiến võ hầu hay không. Thời gian qua đi 50 năm. Khởi động lại thi đấu khiêu chiến võ hầu nhất định phải đầy đủ đặc sắc, Khương Phàm làm người đề xuất, biểu hiện cực kỳ quan trọng. Nhưng bọn hắn đối với Khương Phàm cơ hồ không có hiểu biết nào, chỉ biết Khương Phàm là được vô hồi thánh chủ lặp đi lặp lại mời chào, chỉ biết là Khương Phàm còn chưa có được vô hồi thánh địa bồi dưỡng đã có thể liên tiếp đánh bại Hàn Ngạo và Chiến Phật, chỉ biết là Khương Phàm tiến vào chuyến đại hoang thâm uyên đã liền mang về M Minh Mộc tươi sống. Khương Phàm rất thần bí. Nhưng thần bí tới trình độ nào? Có thể đánh bại Ngô Kình Thương hay không? Có thể khiêu chiến võ hầu hay không? Hướng Vãn Tình tự mình tới, chính là muốn tìm tòi hư thực. Quả nhiên, kinh hỉ ngoài ý muốn. Tên Khương Phàm này trong thân thể cất giấu rất nhiều lực lượng không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ mong như thế, ta sẽ đích thân trở về bàn bạc cùng thánh chủ. Tinh thần Khương Phàm căng cứng, chống cự lại khí chất yêu mị hướng Vãn Tình phát tán từ trong ra ngoài. Rất tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hướng Vãn Tình chợt thấy Thường Lăng từ nơi xa đi tới, mị hoặc trong mắt lóe ra ánh sáng, tiểu nha đầu thật xinh đẹp. Thường Lăng đi đến bên cạnh Khương Phàm, kinh ngạc với nữ tử hoạt sắc xinh hương kiều diễm trước mặt. Đừng nhìn ánh mắt của nàng. Khương Phàm bắt lấy tay Thường Lăng, nhỏ giọng nhắc nhở. Thường Lăng đang muốn nghênh tiếp ánh mắt Hướng Vãn Tình, nghe vậy lập tức tránh khỏi. Hướng Vãn Tình chú ý thấy hai người nắm chặt tay, nhẹ nhàng cười khẽ. Xét thấy võ hầu bảng đã 50 năm không có người khiêu chiến, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta nguyện ý vì người thắng trận cung cấp khối bất tử thiên bia thứ tứ. Khương Phàm nói, bất tử thiên bia của Đại Tự Tại Điện. Mặc dù Đại Tự Tại Điện ở vương quốc hắc ám này không bằng ba bên chủ nhân, nhưng ở một số vấn đề chưa hẳn cũng không bằng. Cố gắng nắm chắc, nếu như ngươi không có được, khối bất tử thiên bia này sẽ là cho người khác. Hướng Vãn Tình yểu điệu rời khỏi thánh điện, bóng lưng cao gầy, vòng eo mềm mại càng khiến người ta thần hồn điên đảo. Cô nương ấy là ai? Thường Lăng si ngốc nhìn Hướng Vãn Tình, chưa từng nghĩ đến lại bị nữ tử làm cho kinh ngạc đến thế, không phải là bởi vì kiều diễm mỹ lệ, cũng không phải bởi vì dáng người thướt tha, mà là mị lực. Là mỹ lệ cùng vũ mị kết hợp mị lực hoàn mỹ. Nữ tử đáng sợ, cửu vĩ thiên hồ. Các trưởng lão vô hồi lắc đầu nhíu mày, bọn hắn cũng đã từng giống như các đệ tử vô hồi, kinh diễm đến khó giữ mình, nhưng sau khi đã trải qua một ít chuyện, từ trong lòng bọn hắn lại sợ hãi nữ tử này. Nàng rất đáng sợ. Thường Lăng ngạc nhiên phát hiện các trưởng lão vô hồi lại đang sợ sệt. Các ngươi lại là vô hồi thánh địa, bảo vệ dân chúng thánh địa, chủ nhân chân chính của La Phù Sơn mạch cơ mà. Cô ta không phải đáng sợ bình thường. 20 năm trước, cô ta chỉ vừa mới vào vương quốc hắc ám đã đảm nhiệm chức phó điện chủ, 3 lần tiếp vô hồi thánh chủ chúng ta. Một vị trưởng lão vừa muốn nói gì đó, lại thấy các trưởng lão khác cảnh cáo. Không nên nói lung tung. Trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, ngược lại nói. Các ngươi nên về vô hồi thánh địa. Hôm nay có thể rời khỏi. Thường Lăng thấy bọn họ đều có lo lắng, không tiếp tục hỏi nhiều. Bạch Nguyệt Túc lão sẽ đích thân đưa các ngươi trở về, bây giờ bên ngoài trời đã sáng, hẳn là sắp tới rồi. Các trưởng lão vẫy tay, ra hiệu chúng đệ tử đều tản ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Khương Phàm nhìn qua hướng Hướng Vãn Tình rời khỏi, trong đầu lại mơ hồ hiện ra trí nhớ, giống như một đời trước đã từng gặp được Cửu Vĩ Thiên Hồ, chỉ là tình huống cụ thể. Trong trí nhớ lại rất mông lung. Sau đó không lâu, Bạch Nguyệt trở lại vương quốc hắc ám, mang Khương Phàm, Thường Lăng, trở về vô hồi thánh địa. Khi bọn hắn trở lại trí ám lĩnh vực phát hiện ngoài ý muốn thánh linh còn đang trong bóng đêm, xa xa cảm giác được khí tức Thường Lăng vui sướng chạy tới. Nhưng nhìn thấy Khương Phàm, nhất là sau khi nhìn thấy Bạch Nguyệt giống như thây khô, lại đứng tại trên nửa đường. Ngươi là đang chờ ta sao? Thường Lăng ngạc nhiên chạy tới. Thánh Linh do dự một chút nhưng vẫn tới gần Thường Lăng, thân mật ủi ủi trong ngực nàng. Trên khuôn mặt già nua khô quắt của Bạch Nguyệt rốt cuộc cũng có một chút biểu hiện, ngạc nhiên lại khó có thể tin được mà nhìn xem một màn kia. Người nguyện ý cùng ta rời khỏi không? Thường Lăng nhẹ xoa lông Thánh Linh, càng nhìn càng thích, ánh trăng giống như huỳnh quang chiếu vào trên người nàng, có loại cảm giác yên tĩnh không nói được. Thánh Linh ngửi nhẹ khí tức trên thân Thường Lăng, rất thoải mái hai mắt nhắm nghiền. Sau khi một người một linh ở chung được một hồi, lại cùng về tới trước mặt Khương Phàm và Bạch Nguyệt. Hình như nó muốn cùng ta rời khỏi. Thường Lăng ôm Thánh Linh, an ủi Thánh Linh đang bối rối. Tiểu gia hỏa thích Thường Lăng, cũng rất kiêng kỵ Khương Phàm và Bạch Nguyệt, nhất là khí tức trên thân Bạch Nguyệt kia để nó vô cùng bất an. Ngươi có thể dẫn nó rời khỏi nơi này, nhưng không thể dẫn nó rời khỏi vô hồi thánh địa. Thánh Linh là điềm lành của vô hồi thánh địa. Không thể để cho một người ngoài như ngươi mang đi. Giọng Bạch Nguyệt khô khốc khàn khàn, mặc dù rất bất ngờ khi thấy Thánh Linh thân cận với Thường Lăng, nhưng quyết không cho phép Thánh Linh mà bọn hắn không hiểu thấu rời khỏi. Ngươi không làm chủ được, ta muốn xin chỉ thị Thánh Chủ. Thường Lăng cũng không sợ Bạch Nguyệt, mừng rỡ ôm Thánh Linh. Vô hồi Thánh Địa, tiểu gia hỏa, ngươi lại tới, lại đổi tiểu cô nương, khoan hãy nói. Nữ hài nhi bên cạnh tiểu gia hỏa ngươi lại liên tục đổi từng người, còn càng lúc càng xinh đẹp.
Không sai, có tiềm chất cha nam. Cố gắng bồi dưỡng, rèn luyện thân thể nhiều hơn. Nói không chừng có thể xây hậu cung tại Vô Hồi Thánh Địa ta, sau này thánh địa này liền thành Vô Hồi Thế Gia. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn Khương Phàm cùng Thường Lăng ở trước mặt, nhếch miệng lên một đường cong. Tiểu tử này xác thực có duyên phận với Vô Hồi Thánh Địa, rõ ràng đều đã đưa tiến, vậy mà cơ duyên lại đưa trở lại Đại Hoang, còn tới Vương Quốc Hắc Ám làm ầm ĩ một trận. Ngài là Thánh Chủ, chú ý hình tượng chút. Khương Phàm âm thầm nhếch miệng, lão nương môn này lại thật sự là không che đậy miệng. Thường Lăng kinh ngạc nhìn Vô Hồi Thánh Chủ trên đài cao dần dần thu liếm khí tức lộ ra chân dung. Mỹ lệ, thần thánh, thế này cũng có thể hiểu, tuổi trẻ có thể tiếp nhận, dù sao mọi người đều lòng thích cái đẹp, nhưng cái giọng nói chuyện này hình như không giống so với nàng tưởng tượng lắm. Sắc mặt Vô Hồi Thánh Chủ trầm xuống. Bớt nói nhảm, phóng xuất hàn ngạo cho ta. Ta muốn quan sát hắn một thời gian. Ngươi muốn, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, thả cho ta. Ánh mắt Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên lăng lệ, khí thế bức người hung hăng ép hướng Khương Phàm. Khương Phàm không thoải mái, đứng không vững, suýt chút nữa ngã quỵ. Tiểu gia hỏa, đừng không phục, hắn là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa, cùng là đồng môn sư huynh đệ với ngươi, coi như muốn giáo huấn, cũng nên là sư tôn của hắn, mà không phải ngươi. Thả! Vô Hồi Thánh Chủ quát mắng một tiếng, chấn động cung điện. Thường Lăng cuống quýt cúi đầu, quả nhiên là Thánh Chủ, vui buồn bất thường, uy thế bức người. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ném hàn ngạo từ trong thanh đồng tiểu tháp ra ngoài. Khương Phàm, tên hồn đản ngươi. Hàn ngạo đang ở bên trong phát cuồng gào thét, đột nhiên bị ném ra, sát khí tăng vọt, nhào tới phía Khương Phàm. Làm càn. Vô Hồi Thánh Chủ chợt vỗ thánh tọa, khí tức kinh khủng lao tới trong nháy mắt, mãnh liệt cuồng liệt, hất bay hàn ngạo. Hàn ngạo vội vàng không kịp chuẩn bị, hất nảy trên mặt đất mấy chục lần, ngực bụng nhấc lên, phun tới một ngụm máu tươi. Thánh Chủ, sắc mặt hàn ngạo trắng bệch, cuống quýt đứng dậy hành lễ. Vô Hồi Thánh Chủ ở trên cao nhìn xuống hàn ngạo, lạnh lùng một câu. Thứ mất mặt xấu hổ, là Khương Phàm. Hàn ngạo vô ý thức muốn tranh luận, lại cuống quýt im miệng. Phía trên là Thánh Chủ, không thể xâm phạm Thánh Chủ. Ta cho ngươi một câu, nghe thật tốt cho ta. Xin mời Thánh Chủ dạy bảo. Chó cắn người không lộ răng. Chó sủa inh ỏi không cắn người. Ánh mắt hàn ngạo khẽ nhúc nhích, khó có thể tin được mà nhìn Vô Hồi Thánh Chủ trên đài cao, chó. Vô Hồi Thánh Chủ đưa ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn hàn ngạo. Ngươi là Dực Long cao ngạo, tương lai phải bảo vệ Thiên Long Vô Hồi Thánh Địa, cao ngạo là ở trong lòng, không phải từ miệng kêu ra. Hiểu chưa? Hàn ngạo cuống quýt cúi đầu, gian nan mở miệng. Đệ tử, đã hiểu. Trở về nói với Lâm lão quỷ. Nếu như chính hắn không nỡ dạy dỗ, đưa đến nơi này. Mặc dù Vô Hồi Thánh Địa khó có được ra một Dực Long, nhưng Dực Long nuôi không tốt, không bằng không có. Trong lời nói Vô Hồi Thánh Chủ mang theo sát khí lạnh thấu xương, để trong lòng hàn ngạo run lên, sau khi hành lễ thật sâu liền cúi đầu rời khỏi Thánh Điện. Khương Phàm âm thầm hít một hơi, Thánh Chủ trung quy vẫn là Thánh Chủ. Có thể một mực khống chế Vô Hồi Thánh Địa lớn như vậy. Còn có thể vững vàng chống lại cường tộc các phương áp bách ở Vương quốc Hắc Ám, quả nhiên không đơn giản. Có thực lực, có khí thế, có tính cách, có thủ đoạn. Vô Hồi Thánh Chủ đuổi hàn ngạo đi, sắc mặt hơi chậm lại. Khương Phàm, người có lòng tin khiêu chiến võ hầu. Ta có lòng tin, hy vọng Thánh Chủ đồng ý. Người hiểu rõ hỗn độn tử phủ truyền thừa sao, người hiểu rõ Ngô Kình Thương sao, người hiểu rõ tình huống linh văn những thiên tài trên kia võ hầu bảng sao. Võ hầu khiêu chiến phải chờ tới khi ta tiến vào thất trọng thiên, ta còn có thời gian từ từ hiểu rõ. Thánh Chủ, xin ngài tin tưởng ta có nắm chắc có thể lấy được vị trí võ hầu. Nắm chắc bao lớn? 7 phần thực lực, 3 phần vận khí. Ha ha, ta thật thích tính cách không sợ chết không biết xấu hổ này của ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ cười lạnh, tuy nhiên cũng không trực tiếp cự tuyệt. Đây không phải một trận tranh tài, mà là liên quan đến vận mệnh. Vận mệnh của chính ngươi làm chủ. Khương Phàm trịnh trọng cam đoan. Tạ ơn Thánh Chủ, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, ta càng sẽ mang theo tên võ hầu, vì Vô Hồi Thánh Địa mang đến sức mạnh bảo vệ mới. Vô Hồi Thánh Chủ từ chối cho ý kiến, lại quay sang đánh giá Thường Lăng. Tiểu cô nương, ngươi là Tam Hỏa Thánh Linh Văn.
Thường Lăng chậm rãi hành lễ. Bẩm thánh chủ, ta là có được 3 loại hỏa diễm. Vô hồi thánh chủ nói. Biểu hiện ra cho ta nhìn. Thường Lăng tháo thắt lưng gấm trên trán, lộ ra linh văn đẹp đẽ duy mỹ. Hỏa văn màu đỏ giống như cánh chim, nghiêng ở hai bên kéo dài tới bên trên, hỏa văn màu tím cùng hỏa văn màu xanh vần quanh với nhau, lơ lửng phía trên hỏa văn màu đỏ. Tím, đỏ, xanh, 3 tia sáng lấp lóe, chiếu ánh lấy gương mặt xinh đẹp tinh khiết của Thường Lăng, xinh đẹp như tiên tử, khiến cho người ta say mê. Khương Phàm ở bên cạnh nhìn sang, không khỏi tán thưởng. Thường Lăng xác thực quá đẹp, dung nhan kiều nộn tựa như là ngọc khí được tỉ mỉ tạo hình, để cho người ta nhìn không được muốn thưởng thức, đương nhiên, dáng người mỹ diệu cũng không gì sánh được. Giờ khắc này, Khương Phàm hoảng hốt liên tưởng đến tình cảnh trong suối nước nóng ngày đó. Sắc mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian lung lay đầu, hất ra hình ảnh hoang đường trong đầu. 16 tuổi rồi, còn không có mở ra mà đã thấy là yêu, tương lai muốn đẹp tới trình độ nào. Ngươi nhìn cái tên bên cạnh ngươi một chút kia, đều đỏ mặt lắc đầu, nói không chừng trong đầu còn có cái ý nghĩ xấu xa gì đó. Vô hồi thánh chủ không chút khách khí một câu, để sắc mặt Khương Phàm thay đổi, càng đỏ hơn. Thường Lăng xấu hổ, không phải nhìn thánh văn sao, sao lại kéo tới ngoại hình rồi. Vô hồi thánh chủ hỏi thăm Thường Lăng. Một mực luyện đan, không có tu qua võ pháp. Bẩm thánh chủ, không có chạm qua võ pháp. Đối với võ pháp có hứng thú không? Thường Lăng lắc đầu, xem như cự tuyệt. Trong 7 đại túc lão vô hồi cũng có luyện đan sư, người có hứng thú ở lại học mấy năm hay không? Ta có thể sao? Thường Lăng kinh ngạc nhìn thánh chủ. Ở lại học tập, nhưng lại là học mấy năm mà thôi. Ý tứ trong lời nói chẳng phải là ở lại học tập liền tốt, suy nghĩ gì thời điểm đi thì khi nào đi? Khương Phàm cũng rất kinh ngạc, thánh chủ khẳng khái như thế sao? Đan quốc đang di chuyển tới La Phù, Ngọc Đỉnh Tông La Phù đã cùng các tông La Phù ra nghênh đón, xem ra hẳn là bọn hắn có thể ở chung. Nhiệm vụ chủ yếu của Đan quốc là xây dựng lại, là cùng Ngọc Đỉnh Tông triển khai giao lưu. Ngươi trở về cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ở lại thánh địa học tập đan thuật. Nhưng, lão ca kia của ta thì tính tình có chút lạ, ngươi có thể để cho hắn đồng ý dạy ngươi hay không, lại có thể dạy ngươi bao nhiêu, phải xem năng lực của ngươi. Ta chỉ có một điều kiện. Người ở chỗ này học tập mấy năm, liền phải không ràng buộc gì khác mà chỉ có rèn luyện. Vô hồi thánh chủ một mặt nghiêm túc nhìn Thường Lăng. Ta đều có thể học tập mấy năm. Thường Lăng nghe ra vấn đề, cũng là không nghĩ tới chủ nhân thánh địa cao quý sẽ tính toán tiểu nha đầu mình đây. Hoàn toàn do ý nguyện của ngươi, trong lúc đó ngươi cũng có thể tùy thời về đan quốc thăm hỏi phụ thân của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho lão ca kia tiếp nhận ngươi, chỉ dạy ngươi. Thường Lăng nghiêm túc suy tính. Thánh chủ nói không sai, sau khi đan quốc tiến vào La Phù Sơn Mạch, mấy năm đầu cũng đều là vội vàng xây dựng và thích ứng, còn có thể cùng Ngọc Đỉnh Tông làm chút lễ tiết kết giao. Mình tránh không được phải thường xã giao. Nếu ở nơi đó hoang phế thời gian, còn không bằng ở lại nơi này học tập đan thuật. Thánh địa của luyện đan sư, mặc dù không đến mức giống như Ly Hỏa Thánh địa, nhưng có thể chống lên toàn bộ đan dược của vô hồi thánh địa. Khẳng định có chỗ phi phàm của nó. Kỹ nghệ luyện đan sẽ càng cao siêu hơn phụ thân. Mà, hình như Khương Phàm cũng muốn ở lại vô hồi thánh địa, nghĩ tới hai người sắp phải vĩnh viễn tách ra, trong lòng luôn có mấy phần không nỡ. Khương Phàm có chút há mồm, muốn nhắc nhở Thường Lăng, nhưng nhíu mày xem xét, vừa vặn nghênh tiếp ánh mắt sắc bén của vô hồi thánh chủ. Ra mà không kính. Khương Phàm âm thầm lắc đầu. Cái này rõ ràng chính là muốn Thường Lăng ở lại vô hồi thánh địa. Thiên tài luyện đan như Thường Lăng đây, nếu như tiếp xúc đến đan thuật cao thâm, khẳng định sẽ quên mình say mê trong đó. Vị lão già kia nếu như lại nhận ý thánh chủ, cố ý kéo dài để dẫn dụ, rất có thể Thường Lăng sẽ bất chi bất giác ở chỗ này 8 năm, 10 năm, sau đó lại bồi thường hưởng ứng tuổi tác. Chỉ chớp mắt, nửa đời người liền đi qua. Vô hồi thánh chủ cảm thấy Thường Lăng đã động tâm, lại nói. Nghe nói các ngươi tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo chú ý tới, bát bộ đan kinh. Bẩm thánh chủ, có chú ý tới. Thường Lăng ngạc nhiên nhìn vô hồi thánh chủ, chẳng lẽ bát bộ đan kinh là của vô hồi thánh địa? Bát bộ đan kinh đúng là của chúng ta, đan thuật bên trong vô cùng thâm ảo, chỉ bằng vào lão ca ta kia, lĩnh hội không thấu. Thánh địa lại không chiêu được thiên tài luyện đan thích hợp, cho nên chúng ta hy vọng có thể chiêu mộ được đan thánh có thấu hiểu phi phàm đối với đan thuật.
cùng nhau nghiên cứu. Mặc dù ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú phi phàm, linh văn đặc biệt, hẳn là có tư cách cùng nhau tham dự. Vô hồi thánh chủ nói xong, rốt cuộc Thường Lăng cũng lộ ra kích động. Thánh chủ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một chút, đan sư vô hồi thánh địa, là cấp bậc đan thánh. Đó là đương nhiên, có thể lấy đan thuật đứng hàng túc lão, không đến đan thánh hắn có mặt ở lại sao? Vô hồi thánh chủ cười nhạt, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo. Ta nguyện ý ở lại. Thường Lăng kích động đến mức hai mắt tỏa ánh sáng, phụ thân truy cứu cả đời, đều không thể đến cấp bậc đan thánh, đan quốc bọn hắn chỉ có tiên tổ Thường Hy đạt tới. Không hổ là thánh địa, vậy mà có thể có đan sư cấp bậc đan thánh. Khương Phàm cũng thật bất ngờ, liền vội hỏi đan hoàng trong ý thức. Tiền bối, cấp bậc đan thánh là gì? Ta nhớ là đã từng giải thích qua rồi nha, có thể luyện ra lục phẩm đan dược, liền xem như đan thánh. Tuy nhiên luyện đan sư đan thánh cũng giống như thánh phẩm linh văn, cũng là phân ba cái cấp độ. Đan hoàng kỳ thật cũng ngoài ý muốn khi biết vô hồi thánh địa lại có luyện đan sư cấp bậc đan thánh, hẳn là từ vương quốc hắc ám đạt được cơ duyên gì đó. Bạch Nguyệt ở bên cạnh âm thầm lắc đầu. Thánh chủ chính là thánh chủ. Mình chỉ nhắc đến chuyện thánh linh, nhắc nhở thánh chủ tốt nhất nên giữ nàng lại. Kết quả thánh chủ từ đầu đến cuối đều không có nói tới thánh linh, cũng không có ép buộc Thường Lăng gia nhập thánh địa, vòng vo liền khống chế được Thường Lăng. Khương Phàm nhớ mong phụ thân, liền hỏi. Thánh chủ, phụ thân ta. Đột phá. Thật. Chính là thời điểm ngươi tới. Hôm qua Khương Hồng Võ vừa đột phá, nhưng còn cần một thời gian để vững chắc, ngươi tạm thời còn không thể gặp. Tạ ơn thánh chủ. Khương Phàm kích động hô to. Đột phá đến niết bàn cảnh, liền mở ra bảo tàng của thân thể, dần dần rời khỏi cơ thể phàm thai, tuổi thọ sẽ còn theo cảnh giới nhất trọng thiên tăng lên, sau đó sẽ lại tăng lên trên diện rộng. Vô hồi thánh chủ lại nói. Ngọc Đỉnh Tông liên danh đề nghị giao cho Bạch Hổ Tông đứng hàng 18 tông, cũng đã được ta thông qua. Tạ ơn thánh chủ. Khương Phàm lại lần nữa hô to, kích động đến mức hận không thể đi qua ôm thánh chủ đang ngồi ngay ngắn ở phía trên. Bạch Hổ Tông, niết bàn cảnh. Thường Lăng khiếp sợ nhìn bọn hắn. Vô hồi thánh địa cùng La Phù đã bí mật chế định một quyết nghị như thế này. Cũng không có chút ngoài ý muốn nào, Bạch Hổ Tông khẳng định Khương Hồng Võ là tông chủ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Khương Hồng Võ được vô hồi thánh địa bảo hộ, Lang gia hoàng triều không thể nào giết hắn. Lang gia hoàng triều còn đánh thế nào? Ta còn định ra một phần hiệp nghị mới, thập bát tông La Phù lệ thuộc trực tiếp vô hồi thánh địa quản hạt. Các tông phát triển, vô hồi thánh địa tuyệt đối không can thiệp, nhưng chỉ cần thánh địa cần, linh hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên của các tông liền phải tại thời gian ngắn nhất hoàn thành tập kết, chờ đợi vô hồi thánh địa điều khiển. Để báo đáp lại, trong liên minh 18 tông, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ của tông chủ, chỉ có thể chết bình thường, không được chết bởi chuyện ngoài ý muốn, không thể phế ngoài ý muốn. Vô hồi thánh chủ nói xong, còn cố ý lung lay thư quyển màu vàng trong tay. Hành động mang theo tư thái tiểu nữ nhi này để Thường Lăng có chút kinh ngạc, nhưng ý tứ trong lời nói lại mang cho nàng trùng kích càng lớn. Ngoài tông chủ, lại thêm hai vị trưởng lão. Cái này chẳng phải là tương đương 18 tông nhiều hơn 50 người vô địch. Bọn hắn được thánh địa bảo hộ, tương đương với mặc vào áo giáp vô địch, khi hoàng triều đột kích, bọn hắn hoàn toàn có thể không quan tâm mạnh mẽ đâm tới. Ai dám giết bọn hắn? Một trận, hoàng triều còn đánh thế nào? Thường Lăng suýt chút nữa liền muốn nói một câu, ngài đây là chơi xấu. Khương Phàm nhìn chằm chằm vô hồi thánh chủ. Ngài có thể tùy tiện đổi quy củ như vậy. Thánh chủ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Cái này có cái gì không thể thay đổi? Ta là thánh chủ vô hồi thánh địa, là chủ nhân La Phù Sơn Mạch, ta muốn đổi thế nào thì đổi thế nấy. Khương Phàm kích động đến nỗi hô hấp đều dồn dập. Thánh chủ, ngài làm cho gọn gàng vào. Vô hồi thánh chủ phất tay. Thu hồi sắc mặt phát tình của ngươi, cút đi. Gương mặt Khương Phàm, Thường Lăng có chút co rúm, sau khi cười khổ thì hành lễ lui xuống. Thánh chủ, chính sự. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, giật nửa ngày, chính sự đâu. Quên, Thường Lăng lui xuống trước đi, Khương Phàm ở lại cho ta. Vô hồi thánh chủ ngồi nghiêm chỉnh, kêu bọn hắn lại. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thường Lăng khẽ nói rồi rời khỏi đại điện, thuận tay đóng cửa điện lại. Thánh chủ ở trên cao nhìn xuống Khương Phàm.
Ta chỉ định quy tắc mới cho La Phù, là giải quyết triệt để ngươi nỗi lo sau này. Ta dụng tâm như thế, tiểu tử ngươi liền ngoan ngoãn chút cho ta nào. Bạch Nguyệt cũng nhắc nhở Khương Phàm. Vô hồi thánh địa chưa từng có đối đãi qua một đệ tử nào như thế, chúng ta đưa ra hành động thực tế, hẳn là ngươi cũng nên cho chút thái độ. Khương Phàm nói, ta chính thức gia nhập vô hồi thánh địa. Vô hồi thánh chủ nhíu mày. Ngươi đùa bỡn ta sao? Ta muốn là cái này sao? Đừng vội nha, từng bước tới. Khương Phàm cười cười, lại khôi phục nghiêm túc. Thánh chủ, trước hết mời mọi người nói cho ta biết, bên trong đại hoang thâm uyên rốt cuộc có cái gì? Nếu chúng ta là biết có cái gì, còn cần cẩn thận chặt chẽ nhiều năm như vậy. Cái gì cũng không biết. Nói nhảm, ngươi biết. Ta biết, nơi đó có ngàn vạn ác linh, nơi đó có trăm vạn sát hồn, nơi đó có một vòng huyết nguyệt yêu dị, nơi đó có chân áp cự ma. Sắc mặt vô hồi thánh chủ, Bạch Nguyệt hơi biến. Làm sao ngươi biết? Ta dùng cách của ta để đến, ta cũng có thể dùng tính mệnh của ta để đảm bảo, mỗi câu nói đều là thật. Ở trong đó tràn ngập vết nứt không gian, oán khí hồn linh đến từ các nơi trên thế giới không ngừng liên tục hội tụ tới, tạo nên ác linh sát hồn. Mỗi lúc trời tối, 100.000 ác linh ra khỏi vực sâu, cũng không phải là đơn thuần phát tiết oán khí, mà là cướp đoạt máu tươi, cung cấp nuôi dưỡng huyết nguyệt. Khương Phàm không nói tới Liệp Thần Thương, để tránh kinh đến bọn hắn, nhưng phải nhắc nhở bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào biết được? Vẻ mặt Bạch Nguyệt càng ngày càng nghiêm trọng, gắt gao tiếp cận Khương Phàm, nhịn không được liền muốn khống chế linh hồn hắn, cưỡng ép thẩm vấn. Trước tiên ngài không cần xoắn suýt cái này, ta chỗ này có một tin tức rất không may. Ít nhất 10 năm, nhiều nhất 20 năm, huyết nguyệt sẽ đạt đến quy mô, sau đó sẽ có chuyện càng kinh khủng phát sinh, cự ma thức tỉnh. Đến lúc đó, Đại Hoang, La Phù, triệt để bị hủy diệt. Khương Phàm thầm nghĩ trong lòng, nào chỉ là La Phù Đại Hoang sẽ bị hủy diệt, cự ma thức tỉnh, Liệp Thần Thương cũng sẽ thức tỉnh, rất có thể khí thức cường thịnh sẽ khiến cho hoàng tộc thiên hạ ngấp nghé. Đến lúc đó, Thương Huyền Đại Lục sẽ lại nổi lên sóng gió. Vô hồi thánh chủ cùng Bạch Nguyệt trao đổi ánh mắt nghiêm trọng, đều cảm thấy chấn kinh, cũng có mấy phần hoang đường. Dù sao Khương Phàm cũng chỉ là hài tử, đi đến một chuyến liền hiểu rõ nhiều như vậy. Còn cùng nói cố sự, chuyện này tiếp chuyện kia. Thánh chủ, ngài nhất định phải nghĩ cách, triệt để phong ấn đại hoang thâm uyên. Như thế này cũng không thể nào ngăn cản huyết nguyệt, nhưng có thể trì hoãn huyết nguyệt thành hình, đem tai nạn phát sinh kéo dài một thời gian. Khương Phàm ngước nhìn vô hồi thánh chủ, đang mong đợi vô hồi thánh địa có thể đưa ra biện pháp, cho dù là thủ đoạn cực đoan bỏ ra một cái giá. Chỉ là kéo dài thời gian, dựa theo ý của ngươi, tai nạn cuối cùng vẫn là phải phát sinh. Vô hồi thánh chủ đều có chút xúc động, ra hiệu Bạch Nguyệt khống chế Khương Phàm, hiểu rõ cụ thể chi tiết tình huống. Nhiều nhất 20 năm, ta có thể tìm được cách giải quyết. Khương Phàm có lòng tin trưởng thành trong vòng 10 năm. Cũng sau 20 năm, trưởng thành đến trình độ khống chế được Liệp Thần Thương. Làm sao ngươi có thể để cho ta tin tưởng lời ngươi nói? Vô hồi thánh chủ chỉ là hiếu kỳ Khương Phàm làm sao từ trong đại hoang thâm uyên tìm được M Minh Mộc, không nghĩ tới lại dẫn xuất ra một chuỗi nguy cơ như thế. Khương Phàm thản nhiên nói. Rất đơn giản, ngươi đợi thêm 10 năm, 20 năm, liền biết tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó vô hồi thánh địa chúng ta bồi tiếp vương quốc hắc ám. Còn có ngàn vạn yêu thú đại hoang, ngàn vạn con dân La Phù, toàn bộ chôn cùng cho vực sâu. Vô hồi thánh chủ nhìn Khương Phàm một hồi, khua tay nói. Người đi xuống trước, ta có lời muốn nói cùng Bạch Nguyệt Túc Lão. Khương Phàm đứng đấy bất động. Các ngươi không cần thảo luận, ta nói chính là sự thật, các ngươi thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng vẫn là sẽ coi trọng ta. Ngài liền trực tiếp nói có biện pháp hay không đi, thống khoái chút, chớ giống như một tiểu cô nương. Vô hồi thánh chủ tức giận. Hai ta đều là tiểu cô nương. Khóe mặt Khương Phàm giật một cái co rút. Có biện pháp không? Có. Thật có. Nếu không thì ngươi muốn như thế nào? Ngươi cho rằng vô hồi thánh địa chúng ta đây 1.000 năm qua chơi đùa với ác linh sao? Đã có, vì sao không nhanh phỏng ấn? Không phải là không muốn, là còn không thể. Vì sao? Vô hồi thánh chủ trầm mặc một lát, mới nói. Thời điểm 200 năm trước ta vừa kế nhiệm vị trí thánh chủ, liên tiếp bái phỏng hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành. Không phải tại vương quốc hắc ám,
mà là đi ra lãnh địa chân chính của bọn hắn ở bên ngoài. Khương Phàm há hốc mồm. Ngài đều đã 200 tuổi. Không, đều đã kế vị 200 năm, ngài. Vô Hồi Thánh Chủ sầm mặt lại. Tin lão nương quất chết ngươi hay không? Khương Phàm xấu hổ cười một tiếng. Ngài tiếp tục đi. Ta nghiêm túc bàn bạc với bọn hắn, muốn bảo trụ vương quốc hắc ám, đầu tiên phải giải quyết vấn đề là Đại Hoang Thâm Uyên, phải bảo đảm phong ấn nơi đó có thể vĩnh cửu. Bọn hắn đều rất đồng ý với ta, nhưng lại lo lắng nếu như Đại Hoang Thâm Uyên bị khống chế, Vô Hồi Thánh Địa sẽ thừa cơ làm lớn. Cuối cùng, cuộc đàm phán trải qua dài đến 17 năm, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta bỏ ra một chút đền bù, được bọn hắn chỉ dẫn, Đại Hoang Tù Thiên Trận. Khương Phàm vừa muốn mở miệng hỏi, Vô Hồi Thánh Chủ đã đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói. Dựa theo bọn hắn giới thiệu, Đại Hoang Tù Thiên Trận là bộ pháp trận phong ấn vô cùng bá đạo, hẳn là có thể vây khốn Đại Hoang Thâm Uyên, chí ít có thể đem uy hiếp ép đến thấp nhất. Sau vài chục năm, được Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ phối hợp, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta đã thành công tìm được tổ kiến toàn bộ pháp ấn Đại Hoang Tù Thiên Trận. Bao gồm là Đại Hoang Tù Thiên Ấn, Đại Hoang Loạn Thiên Ấn, Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, Đại Hoang Giả Thiên Ấn, Đại Hoang Phần Thiên Ấn, Đại Hoang Táng Thiên Ấn, cùng Đại Hoang U Linh Ấn. Loạn Thiên Ấn, Diễn Thiên Ấn, Giả Thiên Ấn, Phần Thiên Ấn, cùng Táng Thiên Ấn, đại biểu cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cần 5 loại thuộc tính thánh linh văn này đến khống chế. Đại Hoang Tù Thiên Ấn, là hạch tâm pháp ấn, cần đồng thời thánh linh văn ngũ hành uy lực đến khống chế. Đại Hoang U Linh Ấn, cũng là hạch tâm pháp ấn, cần thánh linh văn loại linh hồn. Cái gọi là Đại Hoang Tù Thiên Trận, chính là lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 loại năng lượng tỏa chấn bên ngoài, lấy uy lực linh hồn sâu. Chuỗi lại để khống chế, lấy uy lực ngũ hành tiến hành liên hợp, hình thành thế giới tự nhiên hoàn toàn mới, triệt để ngăn cách Đại Hoang Thâm Uyên. Vô Hồi Thánh Chủ khôi phục khí thế Thánh Chủ, giải thích bí mật lớn nhất của Vô Hồi Thánh Địa. Từ sau khi Đại Hoang Thâm Uyên xuất hiện, lịch đại Thánh Chủ đều vì phong ấn vực sâu mà cố gắng. Lý Hương Quân hy sinh như là một sự kiện quan trọng, cho Vô Hồi Thánh Chủ tranh thủ cơ hội để thở dốc. Đến hai vị Thánh Chủ tiếp sau đó cũng đã từng cố gắng hy sinh. Nàng cảm giác trách nhiệm trọng đại sâu sắc, tuyên thệ phải triệt để trấn áp Đại Hoang. Đại Hoang Tù Thiên Trận chính là lời thề nàng muốn thực hiện. Khương Phàm kích động không thôi, Vô Hồi Thánh Địa quả nhiên tìm được biện pháp. Mặc dù trong trí nhớ kiếp trước không có nói tới bộ pháp trận này, nhưng dựa theo lời Thánh Chủ giải thích, pháp trận có thể diễn biến thế giới tự nhiên rất có thể đè ép được Đại Hoang Thâm Uyên. Ngài đều phân phát Đại Hoang Ấn xuống sao? Khương Phàm đầy mong đợi nhìn Vô Hồi Thánh Chủ, coi như hơn 100 năm, chuẩn bị hẳn là không sai biệt lắm. Đây chính là vấn đề nan giải lớn nhất chúng ta gặp phải. Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ đều đã nhắc nhở qua chúng ta, tổ kiến Đại Hoang Tù Thiên Trận thì dễ dàng, diễn biến thế giới tự nhiên lại vô cùng khó khăn. Cần chủ nhân của bảy ấn đều có được thánh linh văn, còn phải có cảnh giới giống nhau, năng lượng tương cận, càng cần bọn hắn hiểu rõ lẫn nhau, phối hợp ăn ý. Tốt nhất là tập hợp đủ 7 thiếu niên thánh văn, từ linh nguyên cảnh bắt đầu bồi dưỡng, để bọn hắn thích ứng với nhau, hiểu rõ lẫn nhau, từ lúc bắt đầu diễn biến tiểu thế giới, từng bước thăng hoa đến diễn biến đại thế giới tự nhiên. Vô Hồi Thánh Chủ lắc đầu than nhẹ, đừng nói diễn biến thế giới tự nhiên, riêng là tập hợp đủ 7 thiếu niên thánh văn đã làm khó bọn hắn hơn 100 năm nay. Mấy đời trước đó đều không có tập hợp đủ, thế hệ này thì sao? Khương Phàm khẽ nhíu mày, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thương Hàn Nguyệt là Hàn Băng Linh Văn, mạnh hơn Thủy Linh Văn, có thể tiếp quản Đại Hoang Giả Thiên Ấn, Cơ Lăng Huyên là Bạch Kim Linh Văn, khống chế kim loại, có thể tiếp quản Đại Hoang Loạn Thiên Ấn, tính cả ngươi Kim Viêm Thánh Văn, tiếp quản Đại Hoang Phần Thiên Ấn, xem như tập hợp đủ kim, hỏa, thủy. Còn thiếu 4 người nữa. Bạch Nguyệt Túc lão đang khảo sát Tịch Nhan, nếu như Tịch Nhan phù hợp sẽ để nàng tiếp quản Đại Hoang U Linh Ấn cực kỳ quan trọng. Cứ như vậy, còn thiếu Mộc Linh Văn, Thổ Linh Văn, cùng quan trọng nhất là Ngũ Hành Linh Văn. Vô Hồi Thánh Chủ vừa nói xong, Khương Phàm lập tức nói. Thiên Thư Thánh Văn của Dạ An Nhiên đối với tự nhiên năng lượng vô cùng thân hòa, chỗ ta đây còn có một viên ngũ hành thạch, nói không chừng có thể kích phát tiềm lực của nàng, ngài muốn khảo sát một chút hay không? Ta chiêu nhập nàng vào Vô Hồi Thánh Địa chính là muốn khảo sát nàng. Linh Văn Phù Chú cùng Ngũ Hành Linh Văn vẫn còn có chút khác biệt, tuy nhiên Ngũ Hành Linh Văn thế gian lại hiếm thấy, chỉ cần Dạ An Nhiên có thể thông qua khảo sát,
có thể đem đại hoang tù thiên ấn quan trọng nhất giao cho nàng. Như thế sẽ còn thiếu mộc linh văn, thổ linh văn. Khương Phàm nói xong cũng nghĩ đến Đinh Linh Lung bị cầm tù trong Thiên Sư Tông, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ. Pháp trận quan trọng như vậy, sao có thể để cho một kẻ tâm hoài oán niệm đến được? Vô hồi thánh địa chúng ta có thánh phẩm mộc linh văn, thổ linh văn, nhưng bây giờ đều đã là linh hồn cảnh đỉnh phong, không thích hợp phối hợp cùng các ngươi. Vô hồi thánh chủ cẩn thận tính một cái, vậy mà đã tập hợp đủ 5 vị, xem như là số lượng nhiều nhất trăm năm qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dạ An Nhiên có thể thông qua khảo hạch, nàng là hạch tâm quan trọng nhất, trực tiếp quyết định đại hoang tù thiên trận có thể hình thành hay không, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ta có vị bằng hữu tên Tiêu Phượng Ngô, hắn là thú linh văn, tuy nhiên là kim cương linh văn, cũng không khác thổ nguyên lực lắm. Ta có thể dùng đan dược truyền kỳ của ta, tạo để hắn tiến vào thánh linh văn. Thánh linh văn trong tay Khương Phàm là chuẩn bị cho muội muội, nhưng liên quan đến đại hoang thâm uyên, chỉ có thể tạm thời ủy khuất muội muội. Chờ đến khi mình đại thành đan thuật, lại tự mình luyện chế cho nàng. Vô hồi thánh chủ nói, chuyện quan trọng như vậy, không thể nói không khác lắm liền có thể, nhất định tuyệt đối phải là thổ hệ linh văn. Nếu quả thật muốn thúc thăng linh văn, chúng ta có hai người rất tốt để tuyển, đều là lục phẩm linh văn, tư chất không tệ, mấu chốt chính là rất xinh đẹp. Khương Phàm dở khóc dở cười. Chuyện này còn nhìn nhan sắc sao? Vô hồi thánh chủ như cười mà như không nhìn Khương Phàm. Ngươi không phải thích nữ hài xinh đẹp sao? Ngươi xem một chút tự ngươi chọn, Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, không đều là nữ hài sao? Khương Phàm khẽ giật mình, sao tất cả đều là nữ hài? Đây cũng không phải là ta chọn, đây là... Đừng thẹn thùng, kẻ làm sư phụ ta đây đều không có đau lòng đem đồ đệ bảo bối giao cho ngươi, ngươi còn giả mồm. Nam nữ phối hợp, mới có kích tình. Đến lúc đó 7 người các ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm, tìm thời gian, lại kết hôn, chăn lớn cùng ngủ, triệt để hiểu rõ nhau, tương lai phối hợp lại càng ăn ý. Vô hồi thánh chủ cười nhìn Khương Phàm, mặc dù là thuận miệng nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật đúng là rất thích hợp. Toàn gia tạo thành pháp trận, riêng phần mình nhớ mong, riêng phần mình hết sức, chắc chắn sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, khả năng diễn biến thế giới tự nhiên sẽ càng lớn, uy lực diễn biến ra cũng sẽ càng mạnh. Thánh chủ đại nhân, chúng ta là đang nói chính sự. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phượng Ngô rất phù hợp, kim cương thú linh văn thăng hoa đến thánh văn, nói không chừng có thể phát sinh thay đổi linh nguyên, biến thành thú linh văn cường đại hơn. Vô hồi thánh chủ không nghe Khương Phàm nói cái gì, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình rất không tệ. Ngươi thật không có ý định nhìn hai cô nương mộc linh văn cùng thổ linh văn kia một chút. Dáng dấp đều thiên kiều bá mị, nếu ta là nam, ta liền lên, đáng hận đời này lại là cái thân nữ nhi. Khụ khụ, rốt cuộc Bạch Nguyệt cũng nghe không nổi nữa, dùng sức ho khan nhắc nhở thánh chủ chú ý dáng vẻ. Vô hồi thánh chủ cười cười phất tay, ra hiệu Bạch Nguyệt đừng quá câu thúc. Mộc linh văn thì sao? Người có người nào thích hợp không? Khương Phàm lắc đầu. Tạm thời còn không có. Trong địa lao giam giữ hai người, đều là mộc linh văn, tuy nhiên rất đáng tiếc đều là lục phẩm linh văn. Trong địa lao, người của Phượng Gia Hoang Mãng Nguyên, một kẻ tên là Phượng Bảo Nam, một kẻ tên là Phượng Linh Hy, hai người bọn họ đều là Phượng Vũ Linh Văn của Phượng Gia. Sao bọn hắn lại tới đây? Khương Phàm chợt nhớ tới thạch quan số 278. Địa lao vô hồi. Khương Phàm ơi Khương Phàm, rốt cuộc huynh cũng trở về. Trong địa lao âm u, Phượng Bảo Nam nhìn thấy Khương Phàm suýt chút nữa thì khóc. Khương Phàm nhìn Phượng Bảo Nam bẩn thỉu bên trong, bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi thật là có gan, vậy mà lại trực tiếp tới vô hồi thánh địa tìm người. Vô hồi thánh địa là thánh địa làm bậy, làm việc quá thô lỗ. Phượng Bảo Nam mang theo tỷ tỷ Phượng Linh Hy đến La Phù bái phỏng Khương Phàm, yêu cầu thạch quan số 278, đầu tiên là đi Thiên Sư Tông, kết quả bị Dạ An Nhiên nói hắn đang ở vô hồi thánh địa, để bọn hắn chờ tại Thiên Sư Tông. Phượng Linh Hy đề nghị chờ tại Thiên Sư Tông, Phượng Bảo Nam lại không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy thạch quan, cho nên đi suốt đêm đến vô hồi thánh địa. Kết quả vô hồi lại phản ứng ngoài ý muốn, bọn hắn vừa cho biết tên họ là người của Hoang Mãng Nguyên, liền bị cưỡng ép giam lại, thô lỗ kéo đến trong này. Bọn hắn hô to lấy muốn gặp Khương Phàm,
lại bị thông báo cho rằng Khương Phàm đã rời khỏi trước một ngày bọn hắn tới. Người vô hồi nói rất rõ ràng, lúc nào Khương Phàm tự mình đến xác định là bằng hữu với bọn hắn thì sẽ suy nghĩ thả đi, nếu không thì đợi đi. Khương Phàm duỗi ngón tay cái. Chuyện Ly Hỏa Thánh Địa vừa kết thúc, công tử Hoang Mãng Nguyên ngươi liền chạy tới vô hồi thánh địa tìm người, thật có ý nghĩ, không trực tiếp chém các ngươi. Coi như đa rất khách khí rồi, vị này là, ta là tỷ tỷ Phượng Bảo Nam, Phượng Linh Hy, Khương Phàm, hân hạnh. Phượng Linh Hy mang theo mạng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại không che được khí chất tôn quý yêu nhã, cũng không che được dáng người yêu kiều thướt tha kia. Khương Phàm nhìn không ra bộ dáng Phượng Bảo Nam, nhìn lại Phượng Linh Hy bên cạnh, bỗng nhiên rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tỷ tỷ hắn. Đừng nhìn nữa, trước tiên thả chúng ta ra, tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Vô hồi thánh địa các ngươi quá không hiểu lễ phép. Phượng Bảo Nam ở trong địa lao ẩm ướt âm u này hơn 30 ngày, vô hồi thánh địa lại thật không có coi bọn họ là người mà nhìn tới. Không chỉ lấy nhẫn không gian đi, ngay cả uống cũng không cho chớ nói chi là tắm rửa. Chờ một lát, sau khi Khương Phàm giải thích tình huống cùng người trông coi địa lao, lại lấy nhẫn không gian lại cho Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy, thuận lợi đi ra khỏi địa lao. Nơi này là chỗ ở lâm thời của ta, phía sau có thác nước, có hồ nước, các ngươi tùy tiện tắm rửa, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho các ngươi trước. Sau khi Khương Phàm an bài tốt cho bọn hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Phượng Linh Hy gọi Khương Phàm lại. Nghỉ công tử chờ một lát. Chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, là muốn lấy lại đồ của chúng ta, nếu như thuận tiện, có thể bây giờ liền. Đây chính là thạch quan số 278 các ngươi muốn. Khương Phàm lấy thạch quan nặng nề từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, phóng tới trước mặt bọn hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Phượng Linh Hy lóe ra tia tinh quang. Đồ bên trong. Phượng cô nương yên tâm, ngươi có thể kiểm tra nắp quan tài, ta không có chạm qua. Khương Phàm nói xong liền rời khỏi đình viện. Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy một mực đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi mới mang thạch quan đi đến phía sau u cốc, sau khi xác định bốn bể vắng lặng liền giúp đỡ liền muốn đẩy nắp quan tài ra. Chờ một chút, ta cứ chậm rãi. Phượng Bảo Nam bỗng nhiên hô ngừng, do dự nói. Tỷ tỷ, tỷ nói bên trong thật sự có đồ chúng ta muốn sao? Nếu như tin tức lưu truyền kia là thật thì không sai được. Phượng Linh Hy cũng có chút khẩn trương, dù sao cũng là đắc tội Ly Hỏa Thánh Địa, trộm đồ từ bên trong ra. Chỉ mong là thật. Phượng Bảo Nam liền hít sâu mấy cái, nhẹ gật đầu với Phượng Linh Hy, hai người cùng dùng sức đẩy nắp quan tài nặng nề ra. Một cái khe vừa rộng mở, tiếng phượng gáy trong nháy mắt vang vọng u cốc, nương theo huyết khí nồng đậm, phóng lên tận trời, hóa thành hình dáng phượng hoàng, dương cánh cao tường. Phượng Linh Hy và Phượng Bảo Nam vội vàng hoàn toàn đẩy nắp quan tài ra. Huyết khí cuồn cuộn trong thạch quan, tràn ngập uy thế cường thịnh làm cho người ta hồi hộp, giống như là có một con phượng hoàng đang ngủ say. Cẩn thận quan sát, bên trong huyết khí có 5 viên toái cốt tại chập trùng lên xuống, quấy nhiễu huyết khí dao động kịch liệt. Là phượng cốt, là 5 phượng cốt dính máu rơi xuống từ trong thiên khải bí cảnh kia. Phượng Bảo Nam kích động suýt chút nữa thì hét lớn lên. Ly Hỏa Thánh Địa thật là đã đem ẩn giấu bọn nó rồi. Cho dù Phượng Linh Hy đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn là khiếp sợ. Tỷ tỷ, nhanh thu lại, bọn chúng là của tỷ. Phượng Bảo Nam tranh thủ thời gian thúc giục tỷ tỷ, cũng cảnh giác nhìn xung quanh, tuyệt đối đừng để bị người khác phát hiện. Phượng Linh Hy cũng không từ chối, liên tiếp cầm lấy phượng cốt bên trong, dẫn dắt huyết khí, thu vào trong nhẫn không gian. Phượng gia chúng ta. Rốt cuộc cũng muốn tái hiện được vinh dự tiên tổ. Phượng Bảo Nam kích động đến đỏ mặt. Phượng gia bọn hắn kỳ thật đến từ đại lục rất xa xôi, có lịch sử càng lâu đời. Phượng gia bọn hắn không chỉ có linh văn, còn có huyết mạch phi phàm. Linh văn của bọn hắn là Phượng Vũ, là cùng loại với linh thụ kỳ dị Phượng Hoàng Vũ Dực, cùng loại với thú linh văn, tương lai có thể hóa thành Phượng Hoàng Thụ. Căn cứ phẩm cấp khác biệt, màu sắc linh văn Phượng Vũ có khác biệt. Dưới tứ phẩm đều là màu u lam, ngũ phẩm thì là màu xanh biếc, lục phẩm linh văn thì là màu tím nhạt, nhưng linh văn trong lục phẩm sẽ còn xuất hiện dị loại, đó chính là màu đỏ tím vô hạn tới gần thánh phẩm Phượng Vũ Linh Văn. Bằng vào Phượng Vũ Linh Văn cùng loại với năng lực kỳ lạ của thú linh văn, có được Phượng Vũ Linh Văn màu đỏ tím, có thể tiếp cận uy lực thánh linh văn, nhưng muốn chân chính trở thành thánh linh văn,
chỉ dựa vào bản thân thức tỉnh hoàn toàn là không thể. Trừ phi, có thể được phượng cốt phượng huyết chân chính tẩy lễ, cũng chính là dung hợp phượng huyết phượng cốt. Như thế này sẽ kích phát lực lượng huyết mạch, thực hiện thuế biến thăng hoa linh văn không thể tưởng tượng nổi. Chính là bằng vào năng lực phi phàm như thế này, phượng gia đã từng cường thịnh qua, phong quang qua tại đại lục trước đó. Bởi vì dù sao linh văn màu đỏ tím cũng là lục phẩm, không giống thánh phẩm khó sinh ra như vậy, cơ hồ mỗi đời đều có thể xuất hiện 3 người 5 người, sau đó chỉ cần tìm tới phượng hoàng huyết cốt, liền có thể hoàn thành thăng hoa. Năng lực kỳ dị như vậy thực sự nghịch thiên, cho nên bọn hắn bị các phương vây bắt, thảm tao diệt tộc, chỉ có số rất ít thành công đào thoát, tị nạn đến Thương Huyền. Đến nay đã hơn 700 năm. Bọn hắn từ thiên khải bí cảnh tìm kiếm các tảng đá nhuốm máu chính là vì tìm kiếm phượng huyết, nhưng đến nay vẫn không thể tích lũy được bao nhiêu, cũng không thể đạt được phượng cốt, liên tiếp sinh ra linh văn màu đỏ tím, đều không thể đạt được thuế biến. Cho đến khi bọn hắn nhận được tin tức, Ly Hỏa Thánh Địa từng tại thiên khải bí cảnh đạt được 5 viên mang máu phượng cốt. Nhưng, Ly Hỏa Thánh Địa là chủ nhân Hoang Mã Nguyên, há có thể tùy tiện đem đồ cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không nguyện ý quá phận đi thỉnh cầu, để tránh bại lộ thân phận. Tỷ tỷ, ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này, trở về gia tộc lại thức tỉnh. Phượng Bảo Nam không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy tỷ tỷ thức tỉnh huyết mạch, thăng hoa linh văn. Nhưng chuyện trọng đại cần về đến gia tộc bí mật tiến hành. Cũng chờ đã nhiều năm như vậy, không quan tâm lại chờ thêm mấy ngày nay. Phượng Linh Hy cưỡng chế xúc động, lại không thể che hết phần chờ mong kia. Thăng hoa linh văn, biến hóa nghịch thiên trong truyền thuyết. Sau 2 giờ, Khương Phàm mang theo đồ ăn đi tới trong viện. Phượng Bảo Nam tắm rửa qua, đứng ở nơi đó lại có loại mỹ nhân đang đi tắm, mấu chốt còn nửa nghi ngờ, lồng ngực trắng bóng để cho người ta miên man bất định. Khương Phàm nhìn thấy mà lắc đầu, đây là nam tử sao? Khương Phàm, chuyện thạch quan, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Phượng Linh Hy đổi sang y phục màu đỏ. Dáng người cao gầy linh lung chập trùng, tự nhiên mà thành, tỷ lệ hoàn mỹ đến mức để nữ tử đều sẽ tự ti mặc cảm. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy tính mệnh toàn tộc phượng ra các ngươi đùa giỡn. Đúng rồi, nếu như thạch quan không quan trọng, ném ở vô hồi thánh địa, miễn cho liên lụy đến phượng ra, các ngươi đem đổ bên trong mang đi là được. Ta thay mặt phượng ra cảm tạ ngươi, phượng ra cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Khách khí, thật đáng tiếc đóng giữ các ngươi lâu như vậy. Trong nhà các ngươi sẽ không lo lắng chứ? Chúng ta thường xa nhà đi ra ngoài lịch luyện, cần 1-2 tháng, khả năng sẽ còn càng lâu hơn. Vậy là tốt rồi. Khương Phàm nhìn thắt lưng gấm quấn quanh trên trán Phượng Bảo Nam, hỏi. Linh văn Phượng gia các ngươi, là Phượng Vũ. Đúng vậy, thế nào? Phượng Bảo Nam đột nhiên cảnh giác. Có thể giới thiệu sơ lược chút hay không? Khương Phàm trí nhớ kiếp trước hình như cũng có Phượng Vũ. Nhưng chỉ có tên, không có gì đặc biệt kỹ càng hay mãnh liệt trong trí nhớ. Phượng Bảo Nam cùng tỷ tỷ trao đổi ánh mắt, cười nói. Chờ Hoang Mã Nguyên cùng La Phù khai chiến, huynh liền có thể tận mắt thấy Phượng Vũ Linh Văn của Phượng gia chúng ta. Vậy ta đành chờ mong một chút. Khương Phàm thấy bọn họ không muốn nói, cũng không còn kiên trì, đem đồ ăn đã chuẩn bị bày ra trên bàn đá. Tới đây, ăn một chút gì đi, ta đã nói với người của Thánh Địa. Các ngươi có thể ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần trong vòng 5 ngày rời khỏi là được. Huynh thì sao? Ta có việc phải xử lý, không thể ở nơi này bồi tiếp các ngươi. Rất gấp sao? Phượng Bảo Nam muốn chính thức kết giao bằng hữu với Khương Phàm. Nếu có cơ hội, tương lai lại tụ họp. Vậy được rồi, có gì cần, có thể đến Phượng gia tìm chúng ta, nếu đủ khả năng, nhất định sẽ giúp một tay. Phượng Bảo Nam đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi. Nói với tỷ tỷ, người khác cũng không tệ lắm phải không, Phượng Bảo Nam ta nhìn người vẫn rất chuẩn. Chúng ta thiếu hắn ân tình này, tương lai tìm cơ hội trả lại. Phượng Linh Hy cũng đã đói bụng, bắt đầu nhấm nháp thức ăn trên bàn, bởi vì tâm tình không tệ, ăn cũng rất vui vẻ. Khương Phàm từ biệt tỷ đệ hai người, tìm đến Thường Lăng, sau đó lại rời khỏi vô hồi thánh địa. Chỉ tiếc thánh linh bị vô hồi thánh địa cưỡng ép giữ lại. Bọn họ không cho phép thánh linh tôn quý tùy tiện rời khỏi. Ngươi nói, Ngọc Đỉnh Tông là thật tiếp nhận đan quốc sao? Thường Lăng nằm nhoài trên lưng Khương Phàm, ôm cổ rất tự nhiên. Mặc dù thánh chủ đơn giản nhắc đến Ngọc Đỉnh Tông đã mang theo các tông La Phù đi nghênh đón,
nhưng vẫn là lo lắng lực lượng cùng lực ảnh hưởng của đan quốc quá cường đại sẽ khiến cho Ngọc Đỉnh Tông căm thù. Nếu Ngọc Đỉnh Tông công khai nghênh đón, mặt ngoài chí ít sẽ không làm quá phận, về phần tương lai, phải nhìn quốc quân cùng đan quốc làm sao ở chung cùng Ngọc Đỉnh Tông. Khương Phàm cũng có chút lo lắng, nhưng chuyện đã huyên náo oanh liệt thế này, Ngọc Đỉnh Tông trên mặt mũi khẳng định là phải đi qua. Còn cần Khương gia, Nạp Lan gia giúp đỡ thêm. Đó là đương nhiên. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 200 năm, ba nhà đã từng lại cùng nhau sánh bước thế này. Ai cũng không nhìn thấy tương lai, nhưng ít ra bây giờ liền xem ra, tương lai đều có thể. Khương Phàm cõng Thường Lăng phóng tới giữa khu rừng, sau đó không lâu lại chú ý tới nơi xa có 7 lân mã ẩn hiện. Cần bắt cho cô một con làm tọa kỵ không? Không cần. Thường Lăng lập tức ôm sát cổ Khương Phàm. Khương Phàm dở khóc dở cười, ôm lấy hai chân thon dài tròn trịa của Thường Lăng tung hoành giữa khu rừng. Thường Lăng ôm Khương Phàm, hít thở không khí mát mẻ ẩm ướt trong rừng, mặc cho tóc dài tự do bay lên. Cảm giác này, rất kỳ diệu, rất ngọt ngào. Sáng sớm ngày hôm sau, tỷ đệ Phượng Linh Hy, Phượng Bảo Nam rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa, cõi lòng đầy mong đợi chạy tới Hoang Mãng Nguyên. Bọn hắn trèo đèo lội suối, ngày đêm không nghỉ, chỉ dùng 3 ngày 3 đêm đã chạy tới khu vực giao tiếp giữa Hoang Mãng Nguyên và La Phù Sơn Mạch. Nhưng, ngoài ý muốn trước phát sinh ở nơi này. Phía trước có người, tránh khỏi bọn hắn. Phượng Linh Hy đang chuẩn bị xông vào Hoang Mãng Nguyên lại đột nhiên phát hiện trong bóng tối phía trước có bóng người, nàng lập tức mang theo Phượng Bảo Nam phóng tới chỗ cây rừng tương đối dày đặc phía trước. Đám người kia tính cảnh giác rất cao, cũng đã chú ý tới bọn hắn nhưng không có lách qua, mà là vò tới đuổi theo bọn hắn. Sao lại đuổi theo tới đây, nhanh nhanh nhanh. Phượng Linh Hy tung hoành giữa rừng núi dưới đêm trăng, mạnh mẽ như cáo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phượng Bảo Nam theo sát bước chân tỉ tỉ, không ngừng quay đầu. Tốc độ đám người kia càng nhanh, ở phía sau theo đuổi không bỏ, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Xảy ra chuyện gì? Phượng Linh Hy và Phượng Bảo Nam liên tiếp thay đổi phương hướng, nhưng chạy thế nào cũng không tách ra bóng dáng đám người kia được. Không bao lâu, khoảng cách hai bên rút ngắn không đủ 100 mét, đám người kia đột nhiên tản ra, tốc độ tăng mạnh, giống như là hất ra lưới lớn, hướng đánh tới phía bọn hắn. Các vị, tại sao lại đuổi theo chúng ta? Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy bị buộc đến bên bờ vực, không thể không quay người đối mặt. Hẳn là chúng ta nên hỏi các ngươi, vì sao nhìn thấy chúng ta lại bỏ chạy? Đám người này đều hất mang theo bồng màu đen, còn có mặt nạ màu đen, mặt nạ chỉ giữ lại khe hở ở con mắt. Chúng ta đi đường trong đêm, đương nhiên phải cẩn thận. Phượng Bảo Nam ngăn ở phía trước tỉ tỉ, cẩn thận ứng phó. Vì sao lại đi trong đêm? Một người áo đen cao lớn đi đến phía trước, ánh mắt bén nhọn đánh giá hai người. Có liên quan gì với các ngươi? Ha ha, người tốt nhất vẫn là nên nói rõ ràng. Các ngươi là từ Hoang Mãng Nguyên tới sao? Có biết tỷ đệ chúng ta là ai? Ha ha, người cũng đã biết chúng ta là ai. Mặc kệ các ngươi là ai, tỷ đệ chúng ta đều là người các ngươi không chọc nổi. Phượng Bảo Nam cẩn thận thử thăm dò thân phận đám người này. Chỉ cần là người từ Hoang Mãng Nguyên thì sẽ ứng phó được. À, giọng của ngươi có chút quen thuộc. Phượng Bảo Nam, người áo đen cầm đầu bỗng nhiên kinh ngạc hỏi một câu. Những người áo đen khác cũng rất kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lên hai người trước mặt, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Ngươi nhận lầm người. Phượng Bảo Nam kỳ quái hơn, tỉ đệ bọn hắn rõ ràng đã đổi dung mạo. Còn đổi sang y phục đơn giản, người xa lạ không thể nào nhận ra, trừ phi là người rất quen thuộc. Thật là làm cho ta, ha ha, kinh hỉ. Người áo đen cầm đầu phát ra giọng cười quái dị, đưa tay tháo mặt nạ xuống. Địch Vân, Phượng Bảo Nam, Phượng Linh Hy la thất thanh, khó có thể tin được mà nhìn nam tử ở trước mặt. Người này lại là Địch Vân của Ly Hỏa Thánh Địa, đệ tử thân truyền thứ 6 của Điện Chủ Diêm La Điện. Đường Thiết Bình, cũng chính là sư ca Diêm Lâu. Phượng gia nói các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, ta liền đoán được có thể là tiến vào La Phù Sơn Mạch. Quả nhiên là như vậy. Địch Vân tỏa ánh hai mắt, nụ cười quỷ dị. Tỷ đệ Phượng gia, quả thật là các ngươi. Những người áo đen khác đều lộ ra nụ cười quỷ dị tương tự. Bọn hắn là nhóm tử sĩ đầu tiên mấy ngày trước Diêm La Điện nghiêm mật lựa chọn, phụng mệnh chui vào La Phù, vòng vào Đại Hoang, điều tra tình huống. Bọn hắn chọn trời tối mới chậm chậm tiến vào La Phù, vì để dễ ẩn nấp,
nhưng vừa mới tiến đến không bao lâu liền đã nhận ra bóng người đối diện, bọn hắn lập tức đuổi theo là muốn thấy rõ ràng là ai để diệt trừ, tránh bại lộ hành tung. Không nghĩ tới lại là tỷ đệ Phượng gia. Các vị là đang tìm chúng ta sao? Trong lòng Phượng Bảo Nam âm thầm căng lên. Giọng điệu này, lời nói này là có ý gì? Phượng Linh Hy có dự cảm không tốt, bọn gia hỏa kinh khủng của Diêm La Điện này tại sao phải đến Phượng gia nghe ngóng bọn hắn, vì sao lại đoán được bọn hắn là tiến vào La Phù? Xin hỏi hai vị, tại sao muốn đến La Phù? Địch Vân hung dữ nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như một con sói nhìn thấy thịt mỡ. Phượng Bảo Nam cố gắng chấn định để ứng phó. Tỷ đệ chúng ta trước đó đều là lịch luyện tại Hoang Mã Nguyên, sau khi Ly Hỏa Thánh Địa phát sinh ra chuyện, bọn ta sinh ra hứng thú đối với La Phù, liền đến nơi này lịch luyện. Đây coi như là mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa sao? Địch Vân cười lạnh. Chỉ là đến rèn luyện. Chẳng lẽ còn có chuyện khác? Có chuyện khác hay không, cần ngươi nói cho ta biết. Địch Vân, ta không rõ ngươi có ý gì. Nếu như không có chuyện đặc biệt gì, chúng ta phải đi về. Phượng Bảo Nam giữ chặt tay tỷ tỷ, chuẩn bị cưỡng ép rời khỏi. Địch Vân tiến về phía trước một bước, người áo đen phía sau đồng thời cũng lên phía trước, vây kín không kẽ hở. Trở về, ha ha, người muốn về Hoang Mã Nguyên rất dễ, nhưng nếu lại về Phượng Thành, chỉ sợ là khó khăn đây. Phượng Linh Hy ra vẻ tức giận thét hỏi. Địch Vân, người nói lời này là có ý gì? Ta có ý gì, người rõ ràng nhất, lộ mặt đi, cùng lão bằng hữu chào hỏi. Địch Vân quay đầu nhìn về đội ngũ phía sau lưng. Một nam tử cao gầy đi về phía trước hai bước, mở đấu bồng màu đen lên, lộ ra một gương mặt anh tuấn cường tráng. Phượng Bảo Nam, đã lâu không gặp. Hoa vị yêu. Phượng Bảo Nam rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Người này không phải đã giao cho Khương Phàm sao, làm sao lại đi cùng với Địch Vân? Phượng Bảo Nam, người tiến La Phù, là tới tìm bằng hữu của ngươi sao? Hoa vị yêu nhếch miệng lên cười lạnh, thật là oan gia ngõ hẹp. Đã vậy còn đụng phải quá nhanh. Phượng Bảo Nam có chút luống cuống. Ta làm chuyện gì, hình như cũng không cần bẩm báo cùng ngươi. Hoa vị yêu cười nói. Ta trước kia, là không cần, nhưng ta bây giờ là đệ tử Diêm La Điện của Ly Hỏa Thánh Địa. Ngươi phản bội La Phù. Con ngươi Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy cùng nhau co rụt lại. Gia hỏa này lại còn dám tiến vào Vô Hồi Thánh Địa. Chẳng phải là đã đem mọi chuyện giữa bọn hắn và Khương Phàm ôm ra hết rồi sao? Người bây giờ hẳn là nên ngẫm lại, có phải mình đã phản bội Ly Hỏa Thánh Địa hay không? Hoa vị yêu lắc lư ánh mắt, nở rộ lên tia sáng yêu dị, tiếp cận Phượng Bảo Nam, muốn khống chế ý thức của hắn. Phượng Bảo Nam lập tức tránh khỏi ánh mắt của hắn, lặng lẽ ra hiệu với tỷ tỷ, tận lực ứng phó, nếu như ứng phó không nổi thì phải chuẩn bị đào mệnh. Hoa vị yêu tản ánh sáng nơi đáy mắt ra, lạnh lùng nói. Ngươi không nguyện ý tiến vào huyễn cảnh của ta, là chuẩn bị tự mình nói sao? Nói cái gì, ta không có gì để nói. Phượng Bảo Nam căng cứng toàn thân, nếu như muốn chạy trốn, đi lên phía trước là không thể nào, chỉ có thể nhảy xuống núi ở sau lưng, vừa vặn phía dưới là một con sông lớn. Liền nói một chút ngươi rốt cuộc liên quan thế nào với Khương Phàm. Diêm lâu sống hay chết? Ngươi tiến vào La Phù tìm Khương Phàm, lại là muốn làm gì? Hoa vị yêu đi đến phía trước, cố ý vượt qua Địch Vân cách một bước. Địch Vân chú ý tới hành động của hắn, biểu hiện hơi trầm xuống, nhưng không tiện phát tác. Ai bảo hoa vị yêu có một mẫu thân phong tao? Bạch Trầm Hương kia xác thực có mị lực, vào đêm cùng ngày tiến vào thánh địa đã câu dẫn sư phụ hắn lên trên giường, 5 ngày 5 đêm sau đó toàn ở trong điện. Bạch Trầm Hương dựa vào việc được sư phụ sủng hạnh, dần dần có địa vị tại thánh địa, liền ngay cả thân phận 3 tên hài tử đều là nước lên thì thuyền lên. Ta không biết các ngươi rốt cuộc có ý gì, nhưng ta nghĩ các ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta lúc đầu không biết hắn là Khương Phàm, chỉ là hy vọng hắn có thể giúp ta xử lý sạch Lục Thanh Tuyệt. Sau này mặc dù biết, nhưng thì sao chứ? Phượng Bảo Nam ta còn không thể cùng người nơi khác kết giao bằng hữu sao? Ta đem giao hoa vị yêu ngươi cho Khương Phàm cũng chỉ là trao đổi tảng đá hắn mang từ Thiên Khải bí cảnh tới. Phượng Bảo Nam làm bộ rất vô tội, nói. Ta cùng Khương Phàm đổi tảng đá, lại tính là đã mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa rồi. Địch Vân đột nhiên đi về phía trước chất vấn. Lúc đó ngươi biết hắn muốn dìm nước Thánh Địa, vì sao không thông báo trước? Ai dìm nước Thánh Địa?
Kẻ dìm nước thánh địa là Khương Phàm. Nói đùa cái gì vậy, hắn chỉ là một linh nguyên cảnh mà thôi. Phượng Bảo Nam ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện tốt đến nỗi giọt nước cũng không lọt, không có đưa hắn vào trong khe. Mà, chuyện hắn cùng tỷ tỷ làm, trong gia tộc hoàn toàn không biết. Coi như bọn hắn đột kích thẩm vấn gia tộc, cũng không thể nào từ nơi đó hỏi ra bất kỳ tình huống gì. Địch Vân và Hoa Vị Ưu cũng hơi nhíu mày, Phượng Bảo Nam thật không có liên quan gì đặc biệt với Khương Phàm. Phượng Bảo Nam nghiệm nói sang chuyện khác. Tại sao các ngươi lại muốn tới La Phù? Hoa Vị Ưu vẫn chưa từ bỏ ý định. Giải thích rõ ràng cho ta, người tới nơi này là tìm ai? Phượng Linh Hy ra vẻ cường thế đáp lễ bọn hắn. Tới đây là phải tìm ai sao? Chúng ta là đến rèn luyện. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn tự chứng minh sự trong sạch, liền tiếp nhận huyễn thuật của ta. Trong sạch cái gì? Rốt cuộc chúng ta mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa chỗ nào? Ngươi mạo phạm qua ta, ngươi suýt chút nữa hại chết ta, nếu như phối hợp tốt với huyễn thuật của ta, ân oán trước đó sẽ xóa bỏ. Nếu như không phối hợp, chúng ta đành phải thanh toán chuyện lúc trước. Mặc dù ngươi tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa nhưng cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, Phượng gia ta không phải dễ khi dễ như vậy. Ta cũng không phải tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa đơn giản như vậy. Hoa Vị Ưu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lấy quan hệ giữa mẫu thân cùng Đường Thiết Bình, tương lai hắn bất khả hạn lượng. Đệ tử. Ha ha, tương lai hắn là muốn làm trưởng lão. Ta không rõ rốt cuộc các ngươi muốn làm gì. Tránh ra, chúng ta muốn về Phượng Thành. Phượng Linh Hy giữ chặt tay Phượng Bảo Nam, còn muốn cuối cùng xem thử có thể cưỡng ép rời khỏi vòng vây hay không. Địch Vân lấp lóe ánh mắt, đột nhiên quát lên. Đem thạch quan số 278 giao ra. Phượng Linh Hy, Phượng Bảo Nam rốt cuộc cũng biến sắc, chăm chú tiếp cận Địch Vân, đáy mắt rõ ràng hiện lên tia bối rối. Dù sao trong lòng bọn hắn cũng có quỷ, đều là đang ra vẻ cường thế. Đột nhiên một câu đã trực kích chỗ yếu của bọn hắn, khí tức liền loạn. Địch Vân dần dần dữ tợn. Hình như các ngươi thật biết thạch quan số 278. Trước khi thánh địa xảy ra sự cố, giả mạo Diêm Lâu đặc biệt bái phỏng qua Vạn Hỏa Pháp Tràng, lấy đi thạch quan số 278. Đây là chuyện rất không thể tưởng tượng nổi, cũng tràn đầy điểm đáng ngờ. Dưới tình huống khẩn trương như vậy, lại còn muốn nhắc lên nguy hiểm sẽ bị phát hiện, tiến vào Vạn Hỏa Pháp Tràng, chỉ có thể nói rõ đồ ở nơi đó đặc biệt quan trọng. Sau khi Địch Vân nghe sư phụ nói qua, thứ mà thạch quan số 278 phong tồn chính là phượng cốt lấy được bên trong thiên khải bí cảnh. Bọn họ vẫn không có sử dụng, là muốn đợi đến Ly Hỏa Thánh Địa xuất hiện linh văn tương ứng sẽ dùng. Địch Vân suy nghĩ, nếu như Phượng Bảo Nam thật có liên quan với Khương Phàm, lại liên lụy đến chuyện lần này, có thể là Phượng Bảo Nam đã nhờ Khương Phàm hỗ trợ, ví dụ như lấy thứ gì đó. Cho nên, hắn muốn đột nhiên hù dọa một chút, nếu như tỷ đệ Phượng Bảo Nam không có phản ứng gì, nói rõ rất có thể bọn hắn không có liên quan gì đặc biệt với Khương Phàm. Nếu có phản ứng, thạch quan số 278 là cái gì? Phượng Bảo Nam hoàn hồn, trong nháy mắt trên trán đổ mồ hôi. Các ngươi thật to gan. Địch Vân có thể vững tin, Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy đã làm giao dịch nào đó với Khương Phàm, đổi lấy là Khương Phàm mạo hiểm lấy đi thạch quan số 278. Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy xâm nhập La Phù cũng có thể là tìm Khương Phàm lấy lại thạch quan. Ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Tỷ tỷ. Phượng Bảo Nam đột nhiên quay người, lôi kéo Phượng Linh Hy liền muốn nhảy xuống vách núi. Nhưng. Phốc phốc. Một cái dùi đá bén nhọn đột nhiên từ mặt đất bay lên đâm xuyên qua ngực Phượng Bảo Nam, đánh hắn vọt lên mười mấy mét. Phượng Linh Hy hoảng sợ gào thét. Bảo Nam! Ngô, ngô! Phượng Bảo Nam lắc lư ánh mắt, khó có thể tin được mà nhìn lồng ngực bị dùi đá xuyên thấu. Muốn chạy, chọc tới Ly Hỏa Thánh Địa, còn muốn chạy, tỷ đệ các ngươi, theo ta về Thánh Địa. Địch Vân nắm dùi đá trong tay, thể hiện dữ tợn. Buông hắn ra! Mau thả xuống. Sắc mặt Phượng Linh Hy tái nhợt, hốt hoảng thét lên. Phốc phốc. Dùi đá mũi nhọn đột nhiên lan tràn ra trà cây nhọn hơn, đâm xuyên qua nội tạng Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam há mồm phun ra máu tươi, gắt gao bắt lấy dùi đá, đau đớn đến cứng ngắc toàn thân. A, ngươi làm gì? Phượng Linh Hy tay chân luống cuống nhìn đệ đệ đau đớn không chịu nổi. Phượng gia không phải danh xưng không chết sao? Đâm xuyên mấy phần nội tạng mà sợ cái gì, ha ha.
Bây giờ, nói cho ta biết, có phải các ngươi đã sớm biết Khương Phàm muốn trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa hay không? Có phải các ngươi ủy thác hắn mang đi thạch quan số 278 hay không? Còn có, thạch quan. Bây giờ đang ở đâu? Các ngươi muốn thạch quan này làm gì? Các ngươi tốt nhất nên nói cho ta biết, nếu không, chờ ta thẩm vấn ra, hoạch tội không chỉ là hai người các ngươi, còn có toàn bộ trăm vạn con dân Phượng Thành. Địch Vân khống chế rùi đá, chậm chạp lan tràn gai nhọn trong khoang bụng Phượng Bảo Nam. Trong miệng Phượng Bảo Nam liên tục tràn máu ra. Tỷ tỷ, chạy, chạy mau. Tỷ tỷ không đi, tỷ tỷ ở lại với ngươi. Phượng Linh Hy nắm chắc rùi đá, nước mắt tràn mi mà ra. Chạy đi, nhanh. Nội tạng Phượng Bảo Nam đang bị rùi đá xé nát, máu tươi trong thân thể tán loạn, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Hắn chậm rãi lắc đầu với Phượng Linh Hy, mang theo Phượng Cốt chạy đi, đừng để cho bọn hắn đạt được, nếu không. Phượng gia liền xong rồi. Phượng Linh Hy dùng sức lắc đầu, không thể chạy, nếu như nàng chạy, chẳng khác nào khẳng định tội danh của bọn họ. Mà, nàng cũng chạy không thoát, trừ phi. Phượng Linh Hy, ta muốn câu trả lời của ngươi. Lập tức, lập tức. Địch Vân cao giọng quát tháo. Bảo bảo, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Phượng Linh Hy đột nhiên lật chuôi trường đao ra, hung hăng bổ về phía rùi đá. Rùi đá nứt ra, mang theo Phượng Bảo Nam ở phía trên rơi ầm ầm trên mặt đất. Nhưng tất cả mũi nhọn rùi đá đều đang đâm trong cơ thể, khi rơi xuống đất đã va chạm mạnh khiến cho mũi nhọn đâm lên trên, xé rách toàn bộ nội tạng, bao gồm cả trái tim. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không được. Phượng Bảo Nam lập tức hiểu ý tứ của tỷ tỷ, muốn giãy giụa, muốn ngăn cản, nhưng ý thức hôn mê, từ từ nhắm mắt lại. Địch Vân khẽ nhíu mày. Nữ tử ngu xuẩn, ngươi hại chết đệ đệ ngươi. Chết rồi. Hoa vị yêu rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh Phượng Bảo Nam đang trôi qua. Coi như Linh Văn Phượng gia đặc biệt cũng gánh không được loại tổn thương này. À, Phượng Linh Hy giống như là lâm vào điên cuồng, nàng nắm rùi đá lên, bao gồm cả Phượng Bảo Nam ở phía trên, hung hăng ném xuống vách núi, toàn thân nàng nở rộ cường quang, năng lượng như thủy triều, số lượng lớn dây leo bỗng nhiên thành hình, như cuồng triều cuồn cuộn vách núi. Muốn chạy trốn. Địch Vân đột nhiên hung ác, vò tới dây leo hung hãn, dễ như trở bàn tay bắt lại Phượng Linh Hy sắp nhảy xuống. Các cường giả Diêm La Điện tùy tiện phá hủy dây leo, nhanh chóng chặn lại được xung quanh Phượng Linh Hy, khốn trụ nàng. Chỉ bằng linh nguyên cảnh tứ trọng thiên ngươi đây cũng vọng tưởng chạy trốn khỏi chúng ta. Địch Vân bắt lấy mắt cá chân Phượng Linh Hy, hung hăng nện xuống đất. Phượng Linh Hy há mồm phun ra một ngụm máu, gục ở chỗ này đau đớn cuộn mình. Đau không, ha ha, nữ tử Phượng gia, chính là yếu ớt như vậy. Địch Vân nắm lấy tóc Phượng Linh Hy, dùng sức giật đứng lên. Chúng ta đã gặp qua vô số lần, thật giống như ngươi chưa từng nhìn tới ta, nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi là của ta. Hoa vị yêu nói, địch huynh trước hết để cho ta kéo cô ta vào huyễn cảnh, hỏi rõ ràng mọi chuyện, sau đó. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi xong, ngươi Phượng gia toàn xong. Địch Vân kéo Phượng Linh Hy đến trước mặt, lè lưỡi hung hăng liếm gương mặt nàng một cái. Phượng Linh Hy lại đau thương cười một tiếng. Một đám súc sinh, ta ở địa ngục, chờ các ngươi. Địch Vân khẽ nhíu mày, cúi đầu xem xét, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngực Phượng Linh Hy chui ra số lượng lớn dây leo bén nhọn. Địch Vân khó có thể tin được mà nhìn xem. Ngươi đang làm gì? Phượng Linh Hy ta tuyệt đối sẽ không rơi xuống trong tay các ngươi chịu nhục. Phượng Linh Hy ta càng sẽ không biến thành vũ khí cho Ly Hỏa Thánh Địa các người đối phó Phượng gia. Phượng Linh Hy nói xong, đột nhiên phát ra tiếng hét thê lương, mượn nhờ sức lực sau cùng, thôi động toàn bộ dây leo trong thân thể phá thể, nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một gốc đại thụ nở rộ, hình như Phượng Hoàng, đẫm máu dương cánh. Hoa vị yêu cau mày, đây là lấy cái chết bảo hộ gia tộc. Tiện nhân, điên rồi. Địch Vân nhìn Phượng Linh Hy biến thành cây. Sắc mặt âm trầm khó coi. Tỷ đệ đều đã chết. Bọn hắn liền không có bất cứ chứng cứ gì. Không có chứng cứ làm sao trở về bẩm báo. Ai sẽ tin tưởng? Hắn thậm chí không thể đến Phượng gia chỉ trích, nếu không sẽ bị Phượng gia nhận định là hành hạ chết hai người này. Phượng gia không chỉ là đệ nhị đại thành ở Hoang Mãng Nguyên, còn có danh dự cực cao tại Hoang Mãng Nguyên. Nếu thật là náo lên, rất có thể thánh địa sẽ trừng trị mấy người bọn hắn đến bình phục phong ba. Địch Vân càng nghĩ càng ảo não,
vốn là công lao, vậy mà lại náo thành như thế này. Hoa vị yêu phân phó đệ tử ở bên trái mình, nói. Kiểm tra nhẫn không gian của nàng. Đệ tử đi đến đằng trước tháo chiếc nhẫn của Phượng Linh Hy xuống, phóng xuất toàn bộ đồ bên trong ra. Kết quả, không có thạch quan, không có phượng cốt mình mong đợi, ngoại trừ y phục thì chính là chút đan dược. Xảy ra chuyện gì? Các đệ tử Diêm La Điện trao mày, không có gì, thật chẳng lẽ là hiểu lầm rồi. Nếu thật là như thế này, ngộ sát tử đệ trực hệ phượng gia, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi. Bọn hắn khẳng định có liên quan với Khương Phàm. Địch Vân tin tưởng phán đoán của mình, lúc hắn nói ra thạch quan số 278, biểu hiện của Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy không thể là giả được. Bọn hắn điên cuồng tự sát như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng chúng ta không có chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi sau khi bắt được Khương Phàm lại làm rõ ràng. Hoa vị yêu cảm thấy thật đáng tiếc, rõ ràng có thể xem như công lao, vậy mà lại làm hư. Địch Vân đi đến bên vách núi, nhìn qua nước sông lao nhanh 100 mét phía dưới. Phượng Bảo Nam đã chết rồi sao? Vậy còn không xem như chết sao? Hoa vị yêu có thể xác định Phượng Bảo Nam đã chết rồi, nội tạng đến trái tim đều nát, không chết mới là lạ. Đi thôi, trong vòng 10 ngày, nhất định phải tiến vào đại hoang. Địch Vân ảo não nắm chặt nắm đấm lại, mang theo đệ tử Diêm La Điện rời khỏi. Trong con sông bên dưới vách núi, Phượng Bảo Nam nắm lấy rùi đá cắm ở trên người, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Lúc hắn đụng vào nước sông liền tỉnh. Bởi vì tại thời khắc sắp chết, có một nguồn năng lượng cường thịnh đến kinh người, chấn ních toàn thân, bảo vệ tính mệnh hắn. Nguồn năng lượng kia đến từ Phượng Cốt cưỡng ép nhét vào trong lồng ngực. Phượng Linh Hy cố ý, hại chết Phượng Bảo Nam, chính là muốn thả hắn rời khỏi, sau đó đem Phượng Cốt chuyển rời đến trên người hắn. Tại vách núi điên cuồng phóng thích dây leo là che giấu thời điểm Phượng Cốt di chuyển năng lượng huyết khí. Sau đó, chính nàng hy sinh, không cho Diêm La Điện cơ hội thẩm vấn nàng, dùng cách này bảo toàn Phượng gia. Tỷ tỷ, Phượng Bảo Nam ở trong nước sông đau đớn gào thét, mặc dù nước sông đang chảy ngược, sặc đến ngạt thở, mặc dù Phượng Cốt dung hợp, mang đến đau khổ kịch liệt, nhưng đều không bằng nội tâm đau đớn giờ phút này trong hắn. Hắn hiểu được ý tứ của tỷ tỷ. Hắn như nghe được âm thanh rên rỉ kia của tỷ tỷ. Hắn đau đớn, hắn ảo não, hắn càng tức giận. A à, Phượng Bảo Nam ở bên trong con sông tê tâm liệt phế gào lên đau xót. Hắn kịch liệt giãy giụa, rùi đá không ngừng xé rách nội tạng, nhưng năng lượng đến từ Phượng Cốt lại lần lượt chữa trị thương thế. Năm viên Phượng Cốt cũng nhanh chóng tràn ngập thân thể của hắn, lại đều hòa tan rùi đá giải vào bên trong con sông. Phượng Bảo Nam từ thân thể đến linh hồn, lại đến linh văn, đều đang phát sinh thay đổi mãnh liệt lại đáng sợ. Kỳ thật hắn không phải Phượng Vũ Văn màu đỏ tím, chỉ là lục phẩm màu tím bình thường, nhưng năm viên Phượng Cốt Lai này lịch quá kinh khủng, còn hơn những gì hắn và Ly Hỏa Thánh Địa tưởng tượng, cũng tại lúc này triệt để kích phát ra tiềm lực chôn sâu ở tổ mạch bên trong hắn. Linh văn thăng hoa đến không thể tưởng tượng nổi, từ lục phẩm tiến lên thánh phẩm, thậm chí muốn trùng kích đến đại thừa. Nếu như đổi thành Phượng Linh Hy, nguồn năng lượng này sẽ đưa tới 2 lần thức tỉnh, vô cùng có khả năng đưa Linh Văn vọt lên đến Đại Thừa. Nhưng, Phượng Bảo Nam không quan tâm. Hắn muốn tỷ tỷ của hắn. Mẫu thân chết sớm, phụ thân lạnh nhạt, tỷ tỷ chính là phụ mẫu của hắn, tỷ tỷ là người nhân duy nhất của hắn, tỷ tỷ là tất cả mọi thứ của hắn. Hắn muốn tỷ tỷ của hắn. Màn đêm vô tận, ánh trăng giá lạnh. Bên bờ vực bừa bộn. Một gốc đằng thụ treo đầy huyết nhục toái cốt tỏa ra ánh sáng màu tím yếu ớt. Đằng thụ tươi tốt, như phượng hoàng dương cánh, thê mỹ động lòng người. Một bóng người lảo đảo từ trong rừng rậm đi tới, phù phù quỳ gối trước cây, run rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về sợi đằng nhuốm máu. Tỷ tỷ, đệ còn sống đây, tỷ tỷ, đệ ở chỗ này đây, tỷ tỷ, lại gọi đệ một tiếng bảo bảo, được không? Phượng Bảo Nam nước mắt rơi như mưa. Toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên trời, kêu gào thê lương, âm thanh thảm thiết trước tờ mờ sáng nơi rừng hoang. Trong rừng rậm phương xa, bọn người Địch Vân liên tiếp dừng lại. Tiếng gì vậy? Giống như là tiếng kêu thảm thiết, hẳn là mãnh thú bắt giết con mồi thôi. Đám người liên tiếp lắc đầu, tiếp tục lên đường. Vòng vào đại hoang, tới gần vực sâu, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là điều tra tình huống, xác định trong vực sâu có cái gì.
Khương Phàm cõng Thường Lăng vượt qua mấy ngàn dặm núi bụi, trở lại Thiên Sư Tông, lúc này đội ngũ Đan Quốc đã vượt qua tuyến biên giới, tiến vào La Phù. Quốc quân Đan Quốc được đám người Quý Khải Minh, Dạ Thiên Lan dẫn đầu, sớm đi đến Ngọc Đỉnh Tông. Bầu không khí nhiệt tình mà chân thành để quốc quân triệt để buông xuống lo lắng trong lòng. Tông chủ các tông khác đều tụ tập ở đây, có rất nhiều ý kiến, càng muốn cảnh cáo Đan Quốc, nhưng Quý Khải Minh đều nhiệt đến thế này, bọn hắn chỉ có thể đè ý nghĩ xuống, biểu thị hoan nghênh. Phụ thân, Thường Lăng cùng Khương Phàm đuổi tới Ngọc Đỉnh Tông, lên đến trên đan điện náo nhiệt. Khi nhìn thấy phụ thân, một khắc này, đôi mắt đã không nhịn được mà mang đầy hơi nước. Thường Lăng trở về rồi. Quốc quân ngạc nhiên đứng dậy, những ngày này nhất nhớ mong nữ nhi bảo bối này. Quốc quân, người đã đưa đến an toàn cho ngài. Khương Phàm nhìn thấy trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Đan Quốc vừa mới tiến La Phù, liền bị La Phù mãnh liệt xa lánh. Được, tốt. Quốc quân vừa muốn gật đầu cảm tạ, âm thanh suýt chút nữa nói lắp, nụ cười nho nhã đều cứng ở trên mặt. Không khí náo nhiệt cũng dần dần an tĩnh lại. Thế nào? Khương Phàm không hiểu thấu, không nên vui mừng sao? Hay là ta đột phá cảnh giới, một chút cơ duyên, không có gì. Khương Phàm lại lộ ra nụ cười, tùy tiện giải thích. Bầu không khí trong điện càng an tĩnh, ánh mắt mấy vị tông chủ đều chuyển đến Dạ Thiên Lan. Khương Phàm thuận nhìn sang, thế nào? Dạ Thiên Lan ngồi ở chỗ đó, hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Xác thực mà nói, là nhìn chằm chằm tay Khương Phàm. Khương Phàm và Thường Lăng theo bản năng nhìn sang, thể hiện lập tức trở nên xấu hổ, như điện giật nhanh chóng buông ra. Thường Lăng dịch chuyển sang bên cạnh khỏi hai bước, má ngọc nổi lên thẹn thùng động lòng người. Bầu không khí trong đan điện lập tức trở nên tế nhị. Tiểu tử này đã lấy lòng được nữ nhi quốc quân Đan Quốc rồi sao? Tuổi còn trẻ, thủ đoạn thật cao minh. Là Dạ An Nhiên, còn là Thường Lăng, hai nữ hài đều là bảo bối trong lòng phụ thân các nàng. Khương Phàm lúng túng nhếch miệng cười cười, một đường đi ngang qua mấy ngàn dặm La Phù, thường gặp mãnh thú, không phải cõng thì chính là lôi kéo, không tự giác lại thành thói quen, vậy mà quên buông ra. Quốc quân nhíu mày, sắc mặt thoáng nghiêm trọng. Đây là tình huống thế nào? Thường Lăng thẹn thùng. Hắn nuôi Thường Lăng 16 năm, đều là băng thanh ngọc khiết, cao ngạo thanh lãnh, đừng nói thẹn thùng, liền xem như mỉm cười cũng đều rất ít thấy mấy lần. Tiểu cô nương thẹn thùng, chỉ có một khả năng. Quốc quân nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt thoáng lăng lệ, hỗn đản này đã làm gì bảo bối khuê nữ của hắn? Để cho ngươi bảo vệ nàng, không phải để cho ngươi lấy lòng nàng. Dạ An Nhiên bình tĩnh như thường, chỉ là vẻ mặt hơi ảm đạm. Khụ khụ, Yến Tranh ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ không khí ngột ngạt. Khương Phàm, ngươi lần này mặc dù là cứu Đan Quốc, nhưng quá mạo hiểm, sau này có chuyện gì, vẫn là phải cùng chúng ta thương lượng. Nhất định nhất định. Khương Phàm cảm giác da mặt nóng lên. Huyết Ngục đâu? Yến Tranh nhìn ngoài điện, sao không có bóng người, Huyết Ngục còn có lúc ngượng ngùng. Bọn hắn hẳn là còn ở Nam Cương, đoán chừng còn phải đợi một thời gian mới trở lại. Nam Cương, xảy ra chuyện gì? Bọn người Yến Tranh lập tức khẩn trương lên, Huyết Ngục không chỉ là lực lượng mạnh nhất của Khương gia, cũng là bọn hắn ỷ vào đó để duy trì uy tín mà bắt đầu thành lập Bạch Hổ Tông mới, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Thời điểm chúng ta đi đường vòng ở Nam Cương, bị ép rút lui từ Mê Linh huyễn giới. Kết quả trong không gian linh hồ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn đều bị ở lại Nam Cương, ta cùng Thường Lăng tiến vào sâu vào trong đại hoang. Cũng may chúng ta vận khí không tệ, tìm được người của Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm đơn giản nói chuyện đã trải qua, trấn an nói. Không cần lo lắng Huyết Ngục, ta đã ước định cùng bọn hắn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chờ 10 ngày, 10 ngày vừa đến, tất cả về La Phù. Các ngươi tiến vào Đại Hoang Thâm Uyên. Đám người kinh hãi lại nghi hoặc nhìn bọn hắn, hai linh nguyên cảnh, có thể sống sót tại sâu trong Đại Hoang. Mặc dù gặp được Vô Hồi Thánh Địa, nhưng khẳng định không phải ngày đầu tiên liền gặp. Sắc mặt quốc quân Đan Quốc hơi hòa hoãn lại, nếu thật là như thế này, Khương Phàm đúng là đã cứu được Thường Lăng, nếu không chỉ dựa vào mình Thường Lăng, không thể nào sống sót tại nơi nguy hiểm như đại hoang kia được. Nhưng, đây cũng không phải là cái cớ để hỗn đản này lấy lòng nữ nhi của hắn. Quá hỗn đản, quá ghê tởm. Người muốn Đan Quốc thì thôi,
lại còn muốn nữ nhi của ta. Quốc quân cũng không hy vọng nữ nhi bảo bối mình cuối cùng lại chạy theo một kẻ điên. Nói cho các người biết một tin tức tốt. Khương Phàm nhìn quanh đám người, cười nói. Phụ thân ta, đã vượt qua sinh tử cảnh. Đan điện bỗng nhiên an tĩnh, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Phàm. Đột phá. Khương Phàm dùng sức gật đầu. Vừa đột phá vài ngày trước, nhưng còn phải ở lại vô hồi thánh địa điều dưỡng mấy ngày, chờ lang gia hoàng triều tiến công La Phù, hẳn là có thể kịp thời đuổi tới. Tốt, quá tốt rồi. Đám người phấn chấn lẫn nhau vỗ tay. Mặc dù lang gia hoàng triều có niết bàn cường giả càng mạnh hơn, nhưng Khương Hồng Võ bây giờ không phải là vương gia, mà là tông chủ Bạch Hổ Tông, được vô hồi thánh địa bảo hộ. Tương đương với việc Khương Hồng Võ phủ thêm áo giáp không chết, hẳn là có thể cuốn lấy cường giả niết bàn cảnh của hoàng triều. Còn có một tin tức tốt, hẳn là qua mấy ngày nữa thánh chủ sẽ phái người thông báo tới, ta sớm nói một câu cũng không sao. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, đè xuống bầu không khí kích động trong đan điện, cười nói. Vô hồi thánh địa tiếp quản toàn diện La Phù, nếu như thánh địa có cần, toàn bộ linh hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên phải chờ đợi điều lệnh. Cái gì? Nụ cười cứng ở trên mặt các vị tông chủ trưởng lão, đây coi như là tin tức tốt. Khương Phàm lại nói. Còn chưa nói xong đâu, sau khi vô hồi thánh địa tiếp quản La Phù, phạm vi bảo hộ từ tông chủ mở rộng đến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Từ nay về sau, ba người phía trên các tông chỉ có thể chết bình thường, không được chết ngoài ý muốn, không được hủy bỏ ngoài ý muốn. Thật chứ? Đại trưởng lão nhị trưởng các tông lão đều ngạc nhiên tiến về phía trước mấy bước, phiền muộn cùng mâu thuẫn trước đó lập tức tan thành mây khói. Ngàn lần chính xác, qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Khương Phàm bội phục thủ đoạn của thánh chủ, cưỡng ép điều động các tông cấp lực lượng rất dễ gây nên mâu thuẫn, như vậy thì trước tiên làm yên lòng tông chủ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ba vị có nhiều thực quyền nhất, lực ảnh hưởng tối ưu nhất. Liên tiếp các tin tức tốt để bầu không khí đan điện nhanh chóng náo nhiệt, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười. Trước đó bọn hắn đều lo lắng đối với việc hoàng triều xâm lấn, bây giờ thì tốt rồi, không chỉ có Khương Hồng Võ chống cự cường giả niết bàn cảnh của hoàng triều, tất cả các tông càng thêm hai vị cường giả không chết còn có cái gì phải sợ nữa. Đánh! Đánh cho đến chết! Bỗng nhiên bọn hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của lang gia hoàng triều, không kịp chờ đợi muốn mang lên chiến áo không tử, giết cường giả lang gia hoàng triều. Khương Phàm, tới đây, tâm sự với ta. Quốc quân mỉm cười chào hỏi Khương Phàm, chỉ là nụ cười có chút mất tự nhiên. Hay là không tán gẫu nữa? Khương Phàm lúng túng lui lại hai bước, đi qua chỗ Dạ An Nhiên. Ngươi! Thường Lăng xấu hổ chuẩn bị đi qua chỗ Khương Phàm. Kết quả vậy mà hắn lại chạy. An Nhiên, ta có đồ tốt, đi ra bên ngoài. Khương Phàm vừa đến bên cạnh Dạ An Nhiên, Dạ An Nhiên rất bình thản nói một câu. Gọi ta Dạ sư tỷ. A, à, Khương Phàm khẽ giật mình, trên mặt Dạ An Nhiên nở rộ một nụ cười động lòng người, đón Thường Lăng đi tới. Thường Lăng tông sư, một đường vất vả rồi. Thường Lăng cũng lộ ra nụ cười, nghênh tiếp Dạ An Nhiên. An Nhiên muội muội, trên đường luôn nghe Khương Phàm nhắc đến ngươi. Hai nữ hài nhiệt tình nắm tay, giống như là tỷ muội quen thuộc nói chuyện. Khụ khụ, ta mang theo chút đồ tốt. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên hoàn toàn xem hắn như trong suốt, cùng Thường Lăng nói cười cười. Khương Phàm, chúng ta tâm sự chút nào. Quốc quân đi tới phía Khương Phàm. Cáo từ. Khương Phàm quay đầu chạy ra khỏi cung điện. Bọn người Yến Tranh lưu ý đến một màn này đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Yêu đồng ở chỗ nào? Khương Phàm đi ra đan điện, hỏi đệ tử ở hai bên. Ngươi tìm yêu đồng. Các đệ tử ngoài điện kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Nếu như có thể gặp thì ta muốn gặp. Khương Phàm nhớ là đã lâu chưa thấy tiểu gia hỏa kia. Phía đông nam, cạnh góc ngọn núi kia, dưới núi có một động đá vôi, hắn ở trong đó. Tuy nhiên cái gì? Nơi đó bố trí bình chướng, người bình thường không vào được, càng thấy không được. Ta đi nhìn thử một chút. Ngọc Đỉnh Tông vô cùng khổng lồ, dãy núi cao ngất, cung điện thành đàn, khắp nơi có thể thấy được luyện đan sư ngồi luyện đan, võ giả luận bàn diễn võ, có thể rõ ràng cảm nhận được không khí nơi này so với Thiên Sư Tông đều bình thản hơn. Khương Phàm nhìn Việt Quần Sơn, đi tới góc đông nam.
Nơi này có một tòa núi đá vô cùng bắt mắt, ngọn núi đen kịt, lẳng lặng nằm ở trong góc dãy núi. Có ai không? Ta là Khương Phàm. Khương Phàm vòng quanh Hắc Sơn, không tìm được cửa vào động đá vôi. Hắn không ở đây. Giọng Đan Hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Làm sao ngài biết? Ta có thể cảm nhận được. Ngài có liên quan gì với yêu đồng sao? Khương Phàm thật bất ngờ. Giọng Đan Hoàng bình tĩnh. Có chút liên quan. Khương Phàm càng ngoài ý muốn. Sao ngài có thể có liên quan với yêu đồng? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, tại sao hắn biết Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, lại vì sao Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh có thể mang theo ta sao? Hắn đã từng tiếp thụ qua truyền thừa của ngài. Hắn, là viên thuốc. Là cái gì? Ý thức Khương Phàm ông một cái, có chút ngây ra. Đan dược mạnh nhất ta tạo nên, không phải năm viên đan dược hoàng cấp kia, mà là hắn. Hắn là viên thuốc, hắn, sống 30.000 năm rồi. Khương Phàm vẫn có chút chưa tiếp thu được, trong trí nhớ kiếp trước có yêu ma, nhưng không có đan dược trưởng thành. Sau khi ta chết, hắn bị chôn cùng, chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng. Đan Hoàng bình tĩnh nói bí mật lớn nhất của mình. Vừa rồi ngài còn nói, năm viên đan dược hoàng cấp. Không sai, phẩm cấp bọn chúng hoàn toàn có thể đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Bọn chúng dung hợp hiểu biết suốt đời của ta, có được dược hiệu phi phàm. Thúc Thăng Linh Văn chỉ là một trong số đó, chỉ tiếc thời gian mai táng quá lâu, có chút dược hiệu đã bị thất lạc. Khương Phàm rung động thật sâu, Thăng Hoa Linh Văn vẫn chỉ là một trong. Còn có thể có công hiệu thần kỳ gì nữa? Con đường đan thuật so với người tưởng tượng càng thâm ảo hơn, dược hiệu đan dược chỉ có người nghĩ không ra, không có người làm không được. Đan Hoàng kể ra bí mật của mình, muốn kích thích lên hào hứng của Khương Phàm đối với thuật luyện đan. Mau chóng một lần nữa trở lại chính đồ đi lên khi lạc lối từ võ đạo. Yêu đồng thì sao? Đan dược còn sống, có dược hiệu gì? Ngươi còn muốn ăn nó? Không phải không phải, ta chỉ là hiếu kỳ. Khương Phàm lúng túng cười nói. Đan Hoàng cố ý thừa nước đục thả câu. Chờ tương lai ngươi chạm đến cảnh giới của ta, tự nhiên sẽ hiểu đan dược giao phó sinh mệnh là chuyện thần kỳ lại vĩ đại cỡ nào. Khương Phàm chợt nhớ tới. Hắn bảo ta luyện hồn đan là vì sao? Đan Hoàng nói. Hẳn là ngủ say quá lâu dưới lòng đất, cần bổ sung lực lượng linh hồn. Khương Phàm lại hỏi. Hắn chỉ là viên thuốc, chính hắn không thể tự luyện đan sao? Những vấn đề bây giờ của ngươi đây giống với linh nguyên cảnh nhìn trộm thần hoàng cảnh, không nên hỏi. Ngài lại câu dẫn ta luyện đan. Luyện đan, mới là chính đồ, những thứ khác đều là bàng môn tà đạo. Khương Phàm dở khóc dở cười, lấy toàn bộ hồn đan trong thanh đồng tiểu tháp giữ ra, bỏ vào trước núi, rời khỏi nơi này. Ngươi nên nghiên cứu mới đan thuật, sau khi cổ kinh đại khái hơn 200 đan thuật sẽ có chút đan dược mới lạ lại dùng tốt. Ví dụ như, ngươi làm mấy viên cho Thường Lăng, liền có thể để nàng và ngươi cùng lên đỉnh Vu Sơn. Giọng Đan Hoàng còn chưa có rơi xuống, Khương Phàm lảo đảo một cái suýt chút nữa nhào vào trên mặt đất. Ngài vừa nói cái gì? Khương Phàm dùng sức vuốt vuốt đầu, ảo giác sao? Đan Hoàng nói. Ngươi không phải có ý với Thường Lăng sao? Ta không có ý gì cả. Khương Phàm dở khóc dở cười, chết tiệt, rốt cuộc là thế nào, vì để cho mình luyện đan, loại chuyện này đều có thể nghĩ ra được. Không, ngươi có ý. Ta không ý gì. Ngươi có ý, ta trong ý thức của ngươi, ta rất rõ ràng. Ngài còn nhìn trộm ý thức của ta. Ta không nhìn trộm ý thức của ngươi, nhưng thời điểm ý thức ngươi có chấn động mãnh liệt, ta có thể cảm nhận được. Ví dụ như lúc ngươi ôm Thường Lăng, ví dụ như lúc ngươi nhìn nàng ngủ, ví dụ như lúc ngươi vụng trộm nhìn nàng. Loại kia ý thức rất mãnh liệt, rất sao động. Cái này cũng không sao, ngươi đã 15 tuổi, bắt đầu phát dục, có nhu cầu, rất bình thường. Thường Lăng có khí chất, tư sắc hay tư thái đều không tệ, khiến cho ngươi phản ứng cũng là hợp tình lý. Chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, đều là chuyện rất bình thường, không có gì phải ngượng ngùng. Ta nói đan dược không phải để cho ngươi làm chuyện xấu, là trợ hứng. Đan Hoàng bình tĩnh nói xong. Khương Phàm nghe được thì trợn mắt hốc mồm, khó có thể tưởng tượng được Đan Hoàng lại có thể nói ra những lời như vậy, còn nói rất chững chạc đàng hoàng. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi đối với Dạ An Nhiên giống như cũng không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt nào, là bởi vì ngươi xác thực không có hứng thú với Dạ An Nhiên, hay là bởi vì khi đó ngươi nhìn qua thân thể Thường Lăng, một mực nhớ mãi không quên.
Tiền bối à? Khương Phàm kêu rên trong lòng, đề tài này chuyển biến quá nhanh, mà đối phương còn dùng từ rất mạnh bạo nữa. Người đã lớn, có chút vấn đề hẳn là nên đối diện. Có một số việc, cũng nên gọn gàng mà linh hoạt, nếu như ngươi không tiện cùng người khác, có thể bàn bạc cùng ta. Ngài thắng, chúng ta vẫn nên nói chuyện đan thuật đi. Khương Phàm, đã lâu không gặp. Tịch Giao đi đến, thân thể mềm mại như liễu, nhẹ nhàng non mềm, tóc dài đen bóng như mực thả tung bên eo của nàng, đôi môi hồng nhuận, hàm răng trắng như ngọc. Tịch Giao thánh nữ, vừa rồi ở trong điện không thấy cô. Khương Phàm mỉm cười chào hỏi. Hôm nay ta vừa đột phá, nghe nói quốc quân đã đến Ngọc Đỉnh Tông liền chạy đến. Tịch Giao mặc áo trắng toàn thân, khí chất xuất trần càng lộ vẻ thánh khiết, đẹp giống như tiên tử từ trong tranh đi ra. Linh nguyên cảnh tứ trọng thiên rồi, tốc độ thật nhanh. Tông chủ đem bảo vật truyền thừa cho ta, kích phát tiềm lực, tăng lên tới tứ trọng thiên. Nhưng so với ngươi thì còn kém xa. Tịch Giao mỉm cười lắc đầu, cảnh giới từng giống Khương Phàm, hơn một năm không gặp, vậy mà lại vượt qua mình hai trọng thiên. Ta chạy đi chơi đùa lung tung khắp nơi, đụng phải chút cơ duyên. Chơi đùa lung tung liền đem tông sư đan quốc giày vò tới tay. Cái này, ngoài ý muốn. Khương Phàm xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tịch Nhan bây giờ đã là đệ tử vô hồi thánh địa, đi theo một trong bảy thúc lão, Bạch Nguyệt, cô không cần lại lo lắng cho nàng. Dạ An Nhiên đã nói với ta, cảm ơn ngươi lại cứu Tịch Nhan, tỉ muội chúng ta thiếu ngươi nhiều lắm. Tuyệt đối không nên cảm thấy thiếu ta cái gì, mặc kệ ta làm cái gì, đều là tự nguyện. Hay là ngươi cầu chút hồi báo đi, không phải vậy hẳn là chúng ta sẽ phải nhớ cả đời. Tịch Giao dịu dàng cười, ở trước mặt Khương Phàm, giống như không tự chủ không còn cao quý lạnh nhạt như bình thường. Thật muốn hồi báo, vậy thì trợ giúp đan quốc trùng kiến đi. Đây là chuyện thánh nữ tông, không phải tỉ muội chúng ta. Những cái khác thật không có gì cả. Không nôn nóng, chờ ngươi nghĩ tới, lúc nào cũng có thể đến nói với chúng ta. Được thôi, được thôi. Khương Phàm cười cười, chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tịch Giao thánh nữ, Linh Văn tỉ muội các cô có liên hệ gì đặc biệt không? Ngươi muốn hỏi vấn đề nào? Ta ở bên ngoài gặp được một đôi huynh đệ song thai, bọn hắn đều là Phật ấn Linh Văn, văn ấn giống nhau, năng lượng hoàn toàn tương phản, một là thánh Phật, một là chiến Phật. Nhưng mặc kệ bọn hắn chỗ nào, ý thức đều có thể liên hệ với nhau, còn có thể mượn dùng năng lực. Ví dụ như, chiến Phật ở chỗ này nhìn thấy gì đó, thánh Phật ở phía xa cũng có thể nhìn thấy. Chiến Phật ở chỗ này chiến đấu, có thể tùy tiện mượn dùng năng lượng thánh Phật ở xa xa. Còn có Linh Văn như thế. Tịch Giao kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ý thức tương thông. Dùng chung năng lượng. Đây là năng lực nghịch thiên gì? Bọn hắn tựa như là Linh Văn song sinh, cô và Tịch Nhan có tình huống tương tự hay không? Khương Phàm nhắc đến là bởi vì nghĩ đến Đại Hoang Tù Thiên Trận. Đại Hoang Tù Thiên Ấn cùng Đại Hoang U Linh Ấn cực kỳ quan trọng. Nhất định phải đầy đủ cường đại, đầy đủ ổn định. Dạ An Nhiên có ngũ hành thạch phối hợp, hẳn là có thể kích phát tiềm lực thiên thư thánh văn. Nhưng Tịch Nhan thì sao? Chính nàng có thể ổn định linh hồn 6 người bọn hắn hay không? Có thể chỉ dẫn ý thức của bọn hắn hay không? Tịch Giao lắc đầu nói. Ta và Tịch Nhan thuộc về linh văn xen lẫn, mặc dù giữa nhau có chút cảm ứng, nhưng không tính là trực tiếp liên hệ, càng không khả năng mượn dùng năng lượng. Khương Phàm chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Trước đó linh văn của nàng là lục phẩm, cô là thánh phẩm, có khoảng cách. Bây giờ tỉ muội các cô đều là thánh phẩm linh văn, sẽ có thay đổi gì hay không? Bây giờ ta không có cảm giác gì, nếu như có thể cùng Tịch Nhan gặp mặt hẳn là liền biết. Ta dẫn cô đi vô hồi thánh địa một chuyến. Hay là từ bỏ đi, trước hết để cho nàng bình tĩnh sinh sống ở thánh địa đã. Bây giờ Tịch Giao rất muốn gặp muội muội. Nhưng nàng rất rõ ràng muội muội còn đang hận mình. Bây giờ gặp mặt sẽ chỉ tăng thêm phiền não, còn không bằng hai bên tự mình tỉnh táo một thời gian. Khi nào cô muốn đi cứ liên hệ ta. Khương Phàm không cưỡng cầu nhiều, dù sao cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời. Việc cấp bách vẫn là phải tìm đến Linh Mộc Thánh Văn, lại nhìn tổ kiến Đại Hoang Tù Thiên Trận sẽ có khó khăn cụ thể gì. Khương Phàm lại đến trong đan điện tìm Dạ An Nhiên, kết quả vẫn bị không nhìn đến. Mắt thấy quốc quân cố chấp lại tập trung vào hắn, tranh thủ thời gian xám xịt lui ra ngoài. Trước khi đi, lại kêu bọn người Yến Tranh đi ra.
Công tử, tìm chúng ta có chuyện gì? Đầu tiên phải nói trước, chuyện tình cảm chúng ta sẽ không trộn lẫn. Ngươi hẳn là nên dũng cảm đối mặt với quốc quân, mặc kệ là làm hay không làm, vẫn phải gánh chịu trách nhiệm. Chuyện Dạ An Nhiên, cũng nên chủ động tìm Dạ Thiên Lan giải thích, liền nói mình tuổi còn trẻ, không có khống chế lại, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không phải ta nói ngươi, lôi kéo tay đi đến là có chút quá mức. Ngươi rõ ràng có ý khoe khoang, mặt Dạ Thiên Lan phải để đâu đây? Đương nhiên, nếu ngươi có thể đều bắt cả Dạ An Nhiên và Thường Lăng lại, chúng ta làm thúc thúc vẫn rất mừng thay cho ngươi. Ba thánh văn, nói không chừng còn có thể sinh ra mấy tiểu thánh văn. Ngươi nói thế này, ta còn có chút chờ mong nhỏ. Yến Tranh Côn Bác mới đi ra liền chế nhạo trêu chọc Khương Phàm một trận. Khương Phàm dở khóc dở cười. Đây lại là chuyện gì chứ? Ta muốn hỏi bọn họ một chút muốn ồn ào tới khi nào? Phải chờ tới khi toàn bộ đội ngũ đan quốc tiến vào sớm chọn tốt đặt chân đã. Mấy ngày? 3-5 ngày gì đó, sau đó mọi người đan quốc còn phải đi tới lãnh địa mới, lại phải náo nhiệt mấy ngày. Đây dù sao cũng là đại sự, các tông la phù đều phải cẩn thận bồi tiếp. Vị trí ở đâu? Yến Tranh nói. Chúng ta hy vọng lân cận thành Bát Bảo, nhưng khác các tông hiển nhiên không đồng ý, cuối cùng thương lượng là ở lãnh địa Thiên Cương Tông. Cân nhắc đến việc đan quốc còn có mấy chục vạn con dân, mở rộng phạm vi nơi đó đến 600 dặm, là gấp 3 gấp 5 lần lãnh địa các tông. Côn Bác lắc đầu nói. Lãnh địa Thiên Cương Tông là động thiên phúc địa cao cấp nhất la phù. Ngoại trừ nơi đó, bây giờ không có nơi tốt hơn có thể chọn. Mà, để tránh hiểm nghi, nếu thật là chuyển đến gần chỗ chúng ta, các tông la phù đều không nỡ đi ngủ. Lãnh địa Bạch Hổ Tông chúng ta thì sao? Đã chọn rồi, nhưng muốn chờ sau khi chuyện Lang Gia Hoàng triều xâm lấn kết thúc xây lại tạo tông môn cung điện, chiêu thu đệ tử môn đồ. Hướng tây nam của Thiên Sư Tông, ước chừng 2.000 dặm, có phải rơi xuống một ngọn núi đá hay không? Làm sao ngươi biết? Ta đề nghị kiến tạo Bạch Hổ Tông ở nơi đó. Vì sao? Mặc dù chúng ta còn chưa kịp đi qua kiểm tra, nhưng nghe nói tựa như là từ Tây Cương bên kia tới. Tin tưởng ta, ngọn núi kia sẽ thay chúng ta bảo vệ Bạch Hổ Tông. Yến Tranh cùng Côn Bác trao đổi ánh mắt, do dự một lát, hỏi. Có thể nói lý do không? Bây giờ còn chưa thuận tiện, chờ tương lai các ngươi sẽ biết. Tóm lại ta sẽ không đem chuyện nghiêm túc này đi đùa giỡn. Yến Tranh chậm rãi gật đầu, đều nói như vậy, trước hết bọn hắn phải đi qua nhìn một chút. Côn Bác lại nói. 2.000 dặm, có phải cách Thiên Sư Tông quá xa hay không? Bọn hắn định khoảng cách không đến 1.000 dặm, cùng thành Bát Bảo ba bên hình thành tam giác trận. Như các ngươi nói, để tránh hiểm nghi. Khoảng cách 2.000 dặm, không gần cũng không xa. Đúng. Đây là lễ vật ta chuẩn bị cho Thương Minh, chờ hắn trở về liền giao cho hắn. Khương Phàm lấy hộp gấm chứa tử lân rực ra, giao cho Yến Tranh. Đây là cái gì? Yến Tranh nâng hộp gấm, kỳ quái lung lay. Đồ tốt, nói với những đội viên huyết ngục khác, ta sẽ tận lực cho bọn hắn mỗi người một cái. Khương Phàm đang nói, hai nữ đệ tử Ngọc Đỉnh Tông trong đan điện mang theo Thường Lăng, Dạ An Nhiên đi tới, mấy người cười cười nói. Muốn cùng nhau đi thăm Ngọc Đỉnh Tông một chút. Khương Phàm lập tức lộ ra nụ cười đi qua. An Nhiên, tìm cô có chút việc, thật là chuyện rất quan trọng. Dạ An Nhiên không để vào mắt mà đi đến. Thường Lăng từ bên cạnh hắn đi qua, cố ý liếc nhìn hắn. Cười nịnh nọt như thế, kêu ngọt như vậy. Gương mặt Khương Phàm co lại, nhìn Yến Tranh, Côn Bác đang trông đi qua. Yến Tranh, Côn Bác sớm đã quay người. Cởi mở cười cười đi đến cung điện. Khương Phàm ở Ngọc Đỉnh Tông cũng không có chuyện, liền tự mình rời khỏi, trở lại Thiên Sư Tông. Tiểu gia hỏa lớn như vậy. Khương Phàm lấy hóa sinh bát trong thanh đồng tiểu tháp ra, thiết long cổ thụ vậy mà đã cao đến 20 cm, sợi rễ trải rộng dịch nhờn màu vàng ở đáy chén, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng. Thân cây mềm dẻo, tùy tiện vặn vẹo. Mặc dù chỉ mọc ra 2 chạc cây, nhưng đều đã dài đến 7-8 cm cả, riêng phần đỉnh đã có rất nhiều phiến lá cây màu vàng nhạt. Khương Phàm triệu tàn đao ra, nhẹ nhàng đụng đụng thân cây thiết long cổ thụ, vậy mà lại còn phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Tiểu gia hỏa bị kích thích, lập tức phung 2 đầu chạc cây ra, muốn cuốn lấy tàn đao. Cái này không thể ăn. Khương Phàm tranh thủ thời gian lấy tàn đao đi tới phía trước hóa sinh bát, để thiết long cổ thụ nhìn hắn.
Nếu bắt đầu trưởng thành, liền phải ở chung, bồi dưỡng tình cảm lên. Quyền thứ 7, yêu báo quyền. Quyền thứ 8, huyễn điêu quyền. Quyền thứ 9, thương sư quyền. Quyền thứ 10, cuồng viên quyền. Khương Phàm trong tiếng thở dài của Đan Hoàng, lần nữa bắt đầu nghiên cứu võ pháp, vạn thú thiên hoàng quyền. Vạn thú thiên hoàng quyền ảo diệu vô tận, mỗi một quyền đều có đặc điểm riêng biệt, có thể độc lập phóng thích, còn có thể liên hợp phát huy. Khương Phàm muốn trước khi tranh đoạt võ hầu, đánh ra thập thú bá thế quyền chân chính. Yêu báo quyền, tốc độ trí thượng, không chỉ cần phải dẫn dắt linh văn mà cần ý thức khống chế hơn. Huyễn điêu quyền, huyễn tượng mê loạn, lấy liệt diễm làm hỗ trợ, lay động ra vô số huyễn ảnh, cuối cùng tinh chuẩn tập kích mục tiêu. Thương sư quyền, ẩn giấu càn khôn. Hùng sư ngoại hình, sóng âm nội tàng, thời điểm nổ tung, năng lượng cùng thanh triều đồng thời bộc phát. Cuồng viên quyền, cuồng dã vô địch, nhu cầu đối với linh lực cực lớn, có thể tại thời khắc phóng thích chủ động cướp đoạt số lượng lớn linh lực trong thân thể, hình thành cuồng viên hoàn chỉnh, vung lên song quyền liên tục điên cuồng tấn công. Khương Phàm đắm chìm trong nghiên cứu thú quyền, cảm xúc chập trùng, nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là thứ hắn muốn. Sau khi Khương Phàm nghiên cứu tương đối ổn, hắn lại đến Dược Sơn Thiên Sư Tông thu hồi số lượng lớn dược thảo, chính thức bế quan tu luyện. Thần huyết mang cho Khương Phàm rất nhiều chỗ tốt, huyết khí bên ngoài chiến khu, linh nguyên trong khí hải cũng nhận được tẩm bổ. Bốn bộ quyền này so với sáu bộ trước đó rõ ràng phức tạp hơn, càng khó tu luyện hơn, nhưng ngược lại lúc tu luyện lại có cảm giác nhẹ nhõm, thuận buồm xuôi gió. Sau sáu ngày, kim viêm nóng bỏng sôi trào khắp đỉnh núi, giống như núi lửa đang phun trào, thanh thế to lớn, chiếu thấu màn đêm. Sâu trong liệt diễm, 15 hư ảnh mãnh thú như ẩn như hiện. Giống như dục hỏa trùng sinh, bọn chúng sinh động như thật, kim quang lưu chuyển, dã tính lại uy nghiêm, tiếng thú giống hùng hồn vang vọng dãy núi. Các đệ tử và trưởng lão Thiên Sư Tông đều bị bừng tỉnh, đi đến bên ngoài viện, ngắm nhìn phương cạnh góc. Đó là nơi Khương Phàm bế quan mà. Đó là võ pháp gì sao, hay là vũ khí? Đó là thánh pháp vạn thú thiên hoàng quyền của Khương gia. Hắn vậy mà đã có thể sử dụng linh văn khống chế hơn 10 con mãnh thú. Một con có thể oanh sát chúng ta, đồng thời khống chế mười mấy con, đó là năng lượng gì chứ? Không hổ là thánh linh văn, chênh lệch thật xa, trách không được vô hồi thánh địa lại lặp đi lặp lại mời hắn. Những âm thanh rung động sợ hãi than liên tiếp vang lên. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm, liên miên bất tuyệt cuốn về phía không trung. Linh văn trên trán hắn hừng hực chói mắt, một mực nắm trong tay sư hổ tượng và chín kim viêm mãnh thú, cùng sáu con liệp lang. 15 con mãnh thú gào thét ở trên không, hung hãn uy mãnh cứ như có được linh hồn mãnh thú thật sự. Khương Phàm tiếp tục khống chế, khiêu chiến cực hạn của linh văn. Sau 10 phút, Khương Phàm ngẩng đầu thét dài, 15 con cự thú cũng cùng gào thét lên, âm thanh chấn động dãy núi, đạp trên cuồn cuộn liệt diễm cuồng dã lao lên trời. Linh nguyên gáy to, linh văn nở rộ, 15 con mãnh thú ở trên 100 mét không trung kịch liệt va chạm, ù ù điếc tai. Cường thế ngưng tụ thành một đầu thú liệt diễm dữ tợn uy nghiêm. Đầu thú dữ dằn, to như thiên thạch. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, rung động cả dãy núi. Thập thú bá thế quyền nổ tung ở vị trí 500 mét trên không trung, đinh tai nhức óc, liệt diễm cuồn cuộn hơn 300 mét. Hô! Khương Phàm kịch liệt thở dốc, sắc mặt tái nhợt, sau khi không trung bình tĩnh nhìn, hắn lộ ra một nụ cười. Đây mới thật sự là thập thú bá thế quyền. Tiểu gia hỏa, lợi hại không? Khương Phàm nháy mắt mấy cái với thiết long cổ thụ bên trong hóa sinh bát, ăn vào mấy viên đan dược, điều trị huyết khí, bổ sung linh lực. Thiết long cổ thụ giống như có ý thức, thân thể méo một chút, bình tĩnh một lát, cho đến khi Khương Phàm lần nữa phóng thích liệt diễm, nghiên cứu võ pháp, nó mới tiếp tục hấp thu kim thân dịch của mình. Nhưng không đợi hừng đông, có đệ tử vội vã tới đây. Khương Phàm sư huynh, có người ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn nói hắn tên Phượng Bảo Nam, ngươi nhất định phải ra ngoài gặp. Phượng Bảo Nam. Khương Phàm nhướng mày, đã nhiều ngày như vậy, còn chưa có rời khỏi La Phù sao? Sư huynh muốn gặp không? Bộ dáng hắn rất chật vật. Còn rất chật vật. Khương Phàm thu hóa sinh bát lại, đi đến trước Thiên Sư Tông. Y phục Phượng Bảo Nam tả tơi, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, con mắt bò đầy tơ máu. Dáng vẻ thất hồn lạc phách để Khương Phàm suýt chút nữa không nhận ra được.
Khương Phàm bước nhanh qua. Ngươi làm sao? Hoa vị yêu ta giao cho ngươi đâu? Giọng Phượng Bảo Nam trầm thấp khàn khàn, con mắt đỏ hồng gắt gao tiếp cận Khương Phàm. Hoa vị yêu. Khương Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên có dự cảm thật không tốt. Hoa vị yêu đâu? Phượng Bảo Nam đột nhiên nâng tay lên, hung hăng quất vào trên mặt Khương Phàm. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn bên ngoài tông môn trước tờ mờ sáng. Hỗn đản, ngươi làm gì? Một đám đệ tử giận dữ mắng mỏ, hỗn đản ở đâu ra, cũng dám khiêu khích đại đệ tử tông chủ của bọn hắn. Khương Phàm đưa tay ngăn lại. Ta giao cho Xích Tiêu Tông. Vì sao? Vì sao? Tiếng Phượng Bảo Nam đột nhiên sắc nhọn, lại tát mặt Khương Phàm một cái. Khương Phàm không có tránh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta giao hắn cho ngươi. Không phải ngươi nên xử lý sạch sao? Tại sao lại thả đi? Gương mặt Phượng Bảo Nam dữ tợn, giống như dã thú hồng hộc thở hổn hển, lại tát Khương Phàm một cái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói đi. Ánh mắt Khương Phàm lắc lư, chẳng lẽ trên đường hoa vị yêu cản tỷ đệ bọn họ lại? Phượng Linh Hy đâu? Phượng Bảo Nam lảo đảo hướng về phía trước hai bước. Hai tay bắt lấy cổ áo Khương Phàm. Cho ta một lý do, tại sao lại để cho hắn chạy thoát? Ba huynh muội bọn họ, ta đều bắt cả. Nhưng lang gia hoàng triều sắp đến xâm lấn, ta cần chiếu cố cảm nhận của Xích Tiêu Tông, cho nên. Ta giao bọn hắn cho mẫu thân bọn hắn, chính là nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông, Bạch Trầm Hương. Mà, ta đã sắp rời khỏi La Phù, tiến vào Vô Hồi Thánh Địa. Nếu như giết ba người bọn hắn chẳng khác nào cho rể lại cho Thiên Sư Tông cùng phụ thân một vấn đề, mẫu thân bọn hắn sẽ bởi vì mất đi hài tử mà khả năng sẽ trở nên phát rồ. Khương Phàm đón lấy ánh mắt tức giận của Phượng Bảo Nam. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Bảo Nam gắt gao nắm lấy cổ áo Khương Phàm, ánh mắt lắc lư. Tỷ tỷ của ta, chết rồi. Khương Phàm cau chặt lông mày. Hoa vị yêu làm, vì sao? Bởi vì ngươi từng bắt hắn, hắn liền muốn giết các ngươi. Phượng Bảo Nam buồn bã cười một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước, ngồi ở trên tảng đá bên cạnh. Là hoa vị yêu, còn có. Địch Vân. Địch Vân là ai? Đệ tử thân truyền điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình. Diêm La Điện, sao hoa vị yêu lại liên quan đến người của Diêm La Điện? Hoa vị yêu tìm Diêm La Điện làm nơi nương tựa. Trước khi chúng ta tiến vào Hoang Mã Nguyên đã đụng phải bọn hắn. Bọn hắn, biết tất cả mọi chuyện, đều biết. Tìm Diêm La Điện nương tựa, sao hắn dám? Khương Phàm chợt nhớ tới. Bạch Trầm Hương thì sao? Trong đan điện tại Ngọc Đỉnh Tông, các trưởng lão tông chủ các tông quan trọng toàn bộ đều ở đây, giống như duy chỉ có không thấy được Bạch Trầm Hương. Đi theo ta. Khương Phàm một phát bắt được Phượng Bảo Nam, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, cửa sắt oanh minh. Cưỡng ép bắt vào thanh đồng tiểu tháp. Ngọa tào. Đệ tử bên ngoài tông môn quá sợ hãi, đây lại là võ pháp gì? Khương Phàm triển khai hỏa dực, phóng lên tận trời, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Thiên Cương Tông bị vứt bỏ nghênh đón chủ nhân mới. Quốc quân Đan Quốc ngay trước mặt toàn bộ luyện đan sư, người thủ vệ, cùng 300.000 con dân, tuyên bố trùng kiến gia viên, đặt tên, Hồng Liên Đan Thành. Mặc dù hoàn cảnh hoàn toàn mới kém rất nhiều so với Đan Quốc, nhưng các tông La Phù lại nhiệt tình hoan nghênh, để các con dân Đan Quốc lặn lội đường xa mà đến đều rất yên tâm. Xích Tiêu Tông chủ, Tất Nguyên Lãng. Nghi thức hoan nghênh đang nhiệt tình sắp lúc kết thúc, đột nhiên Khương Phàm xông vào đại điện. Có việc gì? Tất Nguyên Lãng nhìn Khương Phàm khí thế hung hăng, sắc mặt hơi trầm xuống. Đứa nhỏ này càng ngày càng khoa trương, ỷ vào mình bây giờ được sủng ái. Không nhìn tôn ti nghi lễ để nói chuyện. Khương Phàm chỉ vào Tất Nguyên Lãng giận dữ mắng mỏ. Tiện nhân Bạch Trầm Hương kia đâu? Tất Nguyên Lãng giận dữ vỗ bàn. Làm càn, Bạch Trầm Hương là nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông ta, há lại để cho ngươi làm nhục như vậy. Khương Phàm. Dạ Thiên Lan ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Khương Phàm chú ý dáng vẻ. Tông chủ các tông khác cũng hơi nhíu mày, đây là muốn làm gì? Khương Phàm không để ý đến sắc mặt mọi người, chỉ vào Tất Nguyên Lãng giận dữ mắng mỏ. Chết tiệt, ta đang hỏi ngươi, tiện nhân Xích Tiêu Tông các ngươi đâu? Dạ Thiên Lan. Tông chủ Xích Tiêu Tông không chấp nhặt với hắn, ngược lại nhắc nhở Dạ Thiên Lan. Khương Phàm, trước tiên nên tỉnh táo lại đã, xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lan hơi kinh ngạc, kỳ quái hỏi.
hắn coi như cũng hiểu rõ Khương Phàm, mặc dù tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng không đến mức ngang ngược càn rỡ. Dạ An Nhiên và Thường Lăng cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ chưa từng thấy Khương Phàm như thế này bao giờ. Khương Phàm lại khí thế hùng hổ, gương mặt dữ tợn. Xích Tiêu tông chủ, người tốt nhất nên giải thích cho ta rõ ràng, nếu không ta đổ toàn tông ngươi. Hỗn trướng. Tông chủ Xích Tiêu tông bỗng nhiên đứng dậy, các trưởng lão Xích Tiêu tông giận dữ nhìn hằm hằm. Tông chủ các tông còn lại cũng liên tiếp đứng lên, nhíu mày nhìn Khương Phàm. Quý Khải Minh ra hiệu đám người không nên vọng động. Khương Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người nói rõ ràng trước đi. Lão già, một lần cuối cùng, ta hỏi ngươi, tiện nhân Bạch Trầm Hương kia đâu? Ngươi có thể không nói, nhưng chờ Vô Hồi Thánh chủ tự mình tới, cho dù ngươi có quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ cũng đều không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Cáo từ, sau 8 ngày gặp lại, chuẩn bị kỹ càng quan tài cho toàn tông ngươi đi. Khương Phàm quay người, liệt diễm sôi trào lên, phóng về bầu trời. Dạ An Nhiên đang muốn đi tới trấn an hắn. Kết quả Khương Phàm lại đi mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhíu mày nhìn về phía Xích Tiêu tông chủ. Tất tông chủ, Bạch Trầm Hương trưởng lão đâu? Dạ Thiên Lan nhìn Tất Nguyên Lãng, sắc mặt dần dần âm trầm, hắn còn chưa từng nhìn thấy Khương Phàm không lý trí như vậy, điên cuồng dữ tợn như vậy, lại còn liên lụy đến Vô Hồi Thánh Địa. Ta còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn ta. Tất Nguyên Lãng tức giận, mình đường đường là tông chủ. Lại bị một hài tử đứng ở trước mặt mọi người uy hiếp, quá hoang đường. Người tốt nhất nên giải thích rõ ràng, Bạch Trầm Hương trưởng lão đâu. Bọn người Yến Tranh cũng đều chất vấn Tất Nguyên Lãng. Quý Khải Minh ra mặt trấn an bọn hắn. Tất tông chủ, hay là nói một chút đi, Bạch Trầm Hương trưởng lão đi đâu rồi? Ra ngoài lịch luyện. Đi đâu lịch luyện? Nàng nói đã đắc tội người của Khương gia, không nguyện ý ở lại nơi này nhìn bọn hắn diễu võ dương oai. Muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, đã đi được một khoảng thời gian rồi. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Không có sau đó thì sao có thể để Khương Phàm tức thành như thế này? Tất Nguyên Lãng hừ lạnh. Một tiểu hài tử như hắn tức giận thì làm sao, còn phải để cho ta cho cúng bái. Quý Khải Minh nói. Người tốt nhất vẫn nên điều tra thêm rõ ràng. Ha ha, Khương Phàm hắn không phải đã gia nhập Vô Hồi Thánh Địa sao? Đáng giá để các ngươi coi trọng hắn như vậy. Ta đem lời để ở chỗ này, liền xem như Bạch Trầm Hương nàng làm chuyện thương thiên hại lý, Vô Hồi Thánh Địa cũng đều không có quyền bởi vì một mình nàng mà đổ sát toàn tông ta. Tất Nguyên Lãng nhìn các trưởng lão Xích Tiêu tông. Chúng ta đi, chờ xem Khương Phàm làm sao mang theo Vô Hồi Thánh Địa đến đổ toàn tông ta. Phụ thân, con đuổi theo Khương Phàm. Dạ An Nhiên chưa từng thấy Khương Phàm không quan tâm gì như thế này. Rất lo lắng tình trạng của hắn. Hắn đều không để ý ngươi, ngươi còn quan tâm hắn. Phụ thân, vẫn là không nên đi, chờ một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thường Lăng bên kia cũng nghĩ đuổi theo, lại bị quốc quân giữ lại. Ngươi khẩn trương cái gì? Hắn xem ngươi thế nào rồi? Vô Hồi Thánh Địa, ngươi nhanh như vậy đã thu xếp tốt rồi. Tiểu tình nhân đâu, không có cùng đi sao? Vô Hồi Thánh chủ nằm nghiêng trên giường êm, nửa ngủ nửa tỉnh hơi híp mắt. Ngài biết Hoa Vị Yêu không? Là tên quái nào? Trưởng tử nhị trưởng lão Xích Tiêu tông, Bạch Trầm Hương. Ngươi nửa đêm, xông vào khuê phòng của ta, chính là vì cái này. Vô Hồi Thánh chủ bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Hoa Vị Yêu còn có đệ đệ muội muội của hắn đều đã từng bị ta khống chế, bởi vì bận tâm cảm xúc giữa các tông la phù, ta đều thả bọn hắn cả. Nhưng vài ngày trước, Hoa Vị Yêu tại xuất hiện biên giới La Phù và Hoang Mãng Nguyên, còn mang theo người của Diêm La Điện Ly Hỏa Thánh Địa. Từ tình huống lúc ấy đến xem, bọn hắn là muốn chui vào La Phù. Trên đường tới đây Khương Phàm đã một lần nữa hỏi thăm qua Phượng Bảo Nam. Nhìn tình huống gặp nhau ngay lúc đó, đối phương không phải phát hiện thân phận bọn hắn, mà là đột nhiên phát hiện phía trước có người, liền lập tức vây lại, sau đó muốn xử lý. Tại sao phải khẩn trương như vậy? Hoa Vị Yêu dẫn người trở lại La Phù, tất nhiên có hành động quan trọng. Vô Hồi Thánh chủ lười biếng ánh mắt dần dần nổi lên sáng rực. Tiếp tục, Hoa Vị Yêu là đệ tử La Phù, làm sao lại dám gia nhập Diêm La Điện? Diêm La Điện lại làm thế nào dám tùy tiện tin tưởng hắn, cũng tiếp nhận hắn? Lúc ấy hắn còn tự xưng, hắn không chỉ đơn giản là đệ tử như vậy.
Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn đã đặt chân vững vàng ở nơi đó. Hắn không có quyết đoán lớn như vậy, cũng không có năng lực lớn như vậy, càng không có khả năng không để ý an nguy thân nhân, phản bội La Phù. Ta nghĩ đến một khả năng, cả nhà bọn hắn đều gia nhập Ly Hỏa Thánh Địa. Chuyện này có nghĩa, chuyện của chúng ta, toàn bộ đều đã bị biết. Đây cũng không phải mấu chốt, dù sao bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết là chúng ta làm. Ta cảm thấy kỳ quái là, nếu Ly Hỏa Thánh Địa đều đã biết, vì sao không có bất kỳ phản ứng nào? Khương Phàm chau mày, cảm nhận được âm mưu to lớn, tựa như là đám mây đen vô hình, đang lặng yên không một tiếng động bao phủ tới phía bọn hắn. Làm sao ngươi biết được chuyện này? Vô Hồi Thánh Chủ chậm rãi ngồi dậy, xinh đẹp thân thể tràn ngập ra khí tức lăng liệt lại bức người. Ngài còn nhớ rõ một thời gian trước đã bắt lấy đôi tỷ đệ kia không? Chính là truyền nhân Phượng Gia Hoang Mãng Nguyên, Phượng Bảo Nam cùng Phượng Linh Hy. Phượng Bảo Nam đã từng phát hiện chuyện ta muốn chui vào Ly Hỏa Thánh Địa, sau đó ủy thác ta thay bọn hắn trộm một thứ từ nơi đó. Thời gian trước bọn hắn tới, chính là muốn lấy lại đồ, nhưng lúc trở về đã ngoài ý muốn gặp phải Hoa Vị Yêu và đám người kia, dẫn đội là đệ tử thân truyền điện chủ Diêm La Điện, Địch Vân. Phượng Linh Hy chết rồi, Phượng Bảo Nam lại trở về từ cõi chết. Khương Phàm nói đến đây, đáy mắt hiện lên lệ khí. Hắn tức giận, càng tự trách. Lúc ấy thả người đi, chỉ là muốn chủ động thỏa hiệp, đổi lấy sự hòa thuận ở giữa các tông môn, cùng nhau ứng phó Hoàng Triều xâm lấn. Tuyệt đối không nghĩ đến, mình thỏa hiệp, đổi lấy lại là bọn hắn phản bội La Phù, tìm Ly Hỏa Thánh Địa làm nơi nương tựa. Không chỉ có rước lấy đại phiền toái, còn hại chết tỷ tỷ Phượng Bảo Nam. Ly Hỏa Thánh Địa muốn làm gì? Vô Hồi Thánh Chủ cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt, lấy tính tình Ly Hỏa Thánh Chủ. Nếu nhận được tin tức khẳng định sẽ không kịp chờ đợi chiêu cáo thánh địa thiên hạ, lên án mạnh mẽ Vô Hồi Thánh Địa khinh người quá đáng. Vì sao lại im lặng không có chút phản ứng? Lại chỉ phái mỗi cái tên Địch Vân gì đó tới? Đương nhiên có vấn đề, Ly Hỏa Thánh Địa càng an tĩnh, mưu lược càng lớn. Khương Phàm hơi do dự, nói. Ta có thể nghĩ đến hai khả năng. Nói. Đầu tiên. Rất có thể là Ly Hỏa Thánh Địa đưa ánh mắt tập trung vào chiến dịch Hoàng Triều xâm lấn sắp phát sinh, một bên đang liên hệ cùng Xích Tiêu Tông, một bên đang liên hệ cùng Lang Gia Hoàng Triều. Xích Tiêu Tông làm nội ứng, thông báo các tình huống, hiệp trợ Lang Gia Hoàng Triều tấn công các tông La Phù, Ly Hỏa Thánh Địa lại an bài có một số, hảo bằng hữu bí mật trà trộn vào đội ngũ Lang Gia Hoàng Triều, tăng cường thực lực Hoàng Triều, giải quyết triệt để nguồn lực lượng La Phù này. Sau khi các tông La Phù tan tác hết, cường giả Lang Gia Hoàng Triều sẽ vượt qua La Phù Sơn Mạch, bôn tập Vô Hồi Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa lại triệu tập số lượng lớn cường giả khác, bí mật trà trộn vào sâu trong La Phù, đến lúc đó đồng thời xuất hiện, vây bắt Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ chậm rãi gật đầu. Thứ hai thì sao? Đại Hoang, nếu như Ly Hỏa Thánh Địa không hiểu rõ chân chính Đại Hoang Thâm Uyên liền sẽ bí mật chui vào, tùy thời đảo loạn vực sâu, phóng thích năng lượng hắc ám. Đám người Địch Vân chỉ là đến điều tra tình huống trước. Trên đường tới đây Khương Phàm đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thậm chí đặt mình vào vị trí Ly Hỏa Thánh Địa. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng nhất chính là hai loại này. Vô Hồi Thánh Chủ đứng dậy, con mắt dài nhỏ trong căn phòng mở tối lóe lên ý lạnh. Người đâu? Cửa điện mở ra, hai vị cường giả kim giáp quỳ một chân trên đất. Xin mời Thánh Chủ ra lệnh. Truyền lệnh Ngụy Thiên Thu, trong vòng 5 ngày. Tông chủ Xích Tiêu Tông cùng toàn bộ tại vị trưởng lão, Thoái Ẩn trưởng lão, bắt giữ đến Vô Hồi Thánh Địa cho ta. Người phản kháng, giết chết tại chỗ. Truyền lệnh Lâm Thiên Lộc, từ hôm nay, toàn bộ rút khỏi Vương quốc Hắc Ám, tăng cường đối với trí ám lĩnh vực cùng xung quanh ngàn dặm phạm vi điều tra. Bất luận người sống nào xuất hiện gần đó, bắt hết về, người nào phản kháng, chết. Truyền lệnh Phương Thành Vân, Giang Thành Tử, gọi các trưởng lão Thánh Địa bế quan. Xuất toàn bộ đệ tử, ra thánh địa, càn quét xung quanh La Phù, không được buông tha bất cứ người nào khả nghi. Màn đêm buông xuống, ác linh xuất hiện. Hắc ám che khuất bầu trời, bao phủ dãy núi, lao nhanh vạn dặm. Ác linh rít gào, mãnh thú bạo động, hắc ám đại hoang lâm vào bên trong cuồng loạn nguyên thủy nhất. Khương Phàm mang ra tượng đá từ Vô Hồi Thánh Địa, phóng tới trong bóng đêm, hai tay hóa thành chu tước chảo, khuyên Phượng Bảo Nam đang điên cuồng ở lại thạch quan. Ác chiến với mãnh thú táo bạo xung quanh, cũng đang tìm mục tiêu báo thù cho hắn. Hắn phạm sai, chính hắn chuộc. Mệnh của Phượng Linh Hy,
tự tay hắn báo. Cho nên, sau khi hắn từ biệt Vô Hồi Thánh Chủ đã chạy thẳng đến Đại Hoang. Dựa theo tính toán của hắn, rất có thể Địch Vân, Hoa Vị Ưu vào 6 ngày trước đã tiến vào Đại Hoang. Nếu như có chút hiểu rõ với Đại Hoang, khả năng đã tới gần Chí Ám lĩnh vực, nếu như không hiểu rõ, khẳng định còn đang đau khổ dẫy dụa ở nơi nào đó. Khương Phàm tin tưởng chỉ cần vòng quanh điều tra bên ngoài Chí Ám lĩnh vực, hẳn là có thể phát hiện ra bọn hắn. Một đêm huyết chiến, không hề phát hiện thứ gì. Khương Phàm không lo được nghỉ ngơi, sau khi ăn vào mấy viên đan dược, hắn lại triển khai hỏa dực, phóng tới không trung, từ trong tầng mây quan sát dãy núi, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng, tìm tòi cả ngày vẫn không có nhìn thấy bóng người. Màn đêm lại buông xuống, Đại Hoang lại bạo động. Khương Phàm khiêng tượng đá từ trên trời giáng xuống, đón ác linh cuồng loạn, gian nan lùng bắt. Liên tiếp 3 ngày, không hề phát hiện ra thứ gì, nhưng sát ý nơi đáy mắt Khương Phàm không hề đình chỉ một khắc. Màn đêm lần nữa giáng lâm, ác linh tuôn ra giống như thủy triều, bầu không khí tà ác kinh khủng chật ních giữa đát trời, cứ như thế giới tận thế giáng lâm. Khương Phàm nhấc tượng đá lên, lại lần nữa muốn thả rơi xuống rừng rậm, đến trong bóng tối tìm kiếm, ánh sáng khả nghi, nhưng lần này, ánh mắt bén nhọn của Khương Phàm bỗng nhiên tập trung vào ngọn núi cao bên ngoài mấy ngàn mét. Nơi đó có một pho tượng đá đứng thẳng, do 5 con thạch viên đóng giữ. Yêu thú hung hãn mạnh tới đâu cũng phải hội tụ đến nơi đó tị nạn, trong đó lại hòa với mười mấy con người. Súc sinh đáng chết, tìm được các ngươi rồi. Khương Phàm bỗng nhiên trở nên dữ tợn, dùng xiềng xích quấn chặt tượng đá cột vào trên thân, triệu ra thạch quan, xông về nơi đó. Ầm ầm. Núi cao nguy nga, tượng đá đỉnh núi thức tỉnh, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, sáng lạn như mặt trời. Hắc ám mãnh liệt như sóng dữ vỗ bờ, kịch liệt va chạm, kéo dài áp chế ánh sáng. Ánh sáng rất nhanh đã duy trì phạm vi mấy trăm mét, gian nan bảo vệ yêu thú bên trong. Đều đã mấy ngày, còn muốn ngạnh kháng tới khi nào, dứt khoát ngày mai liền trở về. Sắc mặt Hoa Vị Ưu tái nhợt, y phục lộn xộn, sớm đã không còn ưu nhã, phong độ như thường ngày nữa. Trước đó bọn hắn chuẩn bị kế hoạch là điều tra bố trí của Vô Hồi Thánh Địa tại Đại Hoang Thâm Uyên. Nhưng Đại Hoang nguy hiểm bạo loạn còn nghiêm trọng hơn mấy lần so với những gì bọn hắn mong muốn, đều nhiều lần suýt chút mất mạng. Đừng nói điều tra bố trí, đến bây giờ ngay cả Đại Hoang Thâm Uyên đều không thể đi đến. Mà cái gọi là vực sâu, cũng không phải vết nứt phế tích tung hoành như tưởng tượng, mà là hoang nguyên bất luận ban ngày hay ban đêm đều bị bóng tối bao trùm. Không thể trở về được, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng tình huống vực sâu. Địch Vân cắn răng kiên trì. Đều đã kéo dài lâu như vậy, nếu như trở về lại cái gì cũng không biết, thực sự không mặt mũi bàn giao với sư tôn. Làm sao cha, xung quanh lãnh địa đoàn hắc ám kia là đất hoang bằng phẳng, bên trong khẳng định có đệ tử Vô Hồi đang đóng giữ, chỉ cần chúng ta tới gần thì sẽ bị phát hiện. Bây giờ Hoa Vị Ưu vô cùng hối hận, tại sao lại phải xung phong nhận việc tới tham gia đội cảm tử gì đó chứ? Đương nhiên là phải nghĩ cách trà trộn vào. Vực sâu trước đó Địch Vân hoặc tất cả mọi người Ly Hỏa Thánh Địa tưởng tượng, hẳn là vết nứt hắc ám tung hoành trong rừng rậm, núi cao. Chỉ cần bọn hắn có thể ẩn núp đến gần đó, bí mật quan sát một thời gian thì đều sẽ rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mới điều động những linh nguyên cảnh bọn hắn tới, chính là tránh cho cảnh giới quá mạnh, để Vô Hồi Thánh Địa cảnh giác. Kết quả, tình huống Đại Hoang hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Làm sao trà trộn vào? Ngươi ngược lại là phải nói biện pháp. Hoa Vị Ưu thật hận không thể đánh ngất xỉu ra hỏa này, kéo về Ly Hỏa Thánh Địa. Ban ngày không thể vào, chỉ có thể tiến vào trong đêm. Trong đêm, bây giờ, ngươi tiến đi, ta còn chưa có sống đủ. Chú ý ngữ khí của ngươi, chỉ đội ngũ này do ta phụ trách, ta nói cái gì chính là cái đó. Đừng tưởng rằng ngươi có một mẫu thân phong tao thì có thể muốn làm gì thì làm. Địch Vân cũng đã chịu đủ cái tên gia hỏa tự cho là đúng này, từ khi tiến vào Đại Hoang liền líu díu, các loại chất vấn các loại không phục, nếu như không phải cố kỵ Bạch Trầm Hương liên quan tới sư tôn, hắn thật hận không thể chụp chết hỗn đản này. Đi đến trong đêm chính là chịu chết, dù sao ta cũng không vào, các ngươi thì sao? Hoa Vị Ưu hừ một tiếng, nhìn những người khác. Các cường giả Diêm La Điện nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là đang nhắm mắt điều trị. Đừng lại châm ngòi, Diêm La Điện là hình luật điện của Ly Hỏa Thánh Địa, tuân thủ phải là quy củ, thực hành là chỉ lệnh, ta là đội trưởng, bọn hắn phải hoàn toàn nghe ta.
Địch Vân đứng ở biên giới ánh sáng, ngắm nhìn phương hướng hắc ám thâm uyên. Mặc dù xông vào ban đêm vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Thừa dịp bạo loạn trà trộn vào, nhìn cụ thể bên trong bố trí cái gì, sau đó lại thừa dịp đêm tối rời khỏi, như thế này trở lại thánh địa chí ít cũng có thể có cái để bàn giao. Sắc mặt Hoa Vị Ưu rất khó coi, không còn dám mạo phạm hắn, nhưng vẫn là nhìn không được mà nói. Chúng ta đều là linh nguyên cảnh, một khi bị phát hiện, tuyệt đối không có chỗ chống hoàn thủ, tốt nhất ngươi nên nghĩ rõ ràng. Địch Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ta nghĩ rất rõ ràng, nếu như ngươi sợ chết, bây giờ liền đi chết đi. Ngươi, ta cái gì mà ta cảnh cáo ngươi, mẫu thân ngươi chỉ là đồ chơi tạm thời của điện chủ mà thôi, chờ ngày nào đó chơi chán, các ngươi cũng chẳng phải là cái gì nữa. Mà ta là đệ tử thân truyền của sư tôn, thân như nghĩa tử. Ngươi tốt nhất nên có chút khách khí với ta. Địch Vân hung hăng cảnh cáo một câu, thét lên ra lệnh những người khác. Chuẩn bị cho tốt, đêm nay thẳng tiến vào Đại Hoang Thâm Uyên. Được. 15 vị đệ tử Diêm La Điện toàn bộ đứng dậy, triệu ra ngọn lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa cầm trên tay dài đến 2 mét, do tinh kim rèn đúc, có thể dùng làm vũ khí, liệt diễm phía trên là hấp thu, đại ánh sáng chân viêm, từ trong vạn hỏa pháp tràng. Đại ánh sáng chân viêm có được lực lượng ánh sáng cực kỳ cường thịnh, có thể xua tan hắc ám, phân diệt ác linh, là điện chủ tự mình chọn lựa, chế tạo riêng cho bọn họ. Vì để chủ bị xâm lấn toàn diện sắp đến, trong thánh địa đến bây giờ còn đang kéo dài chế tạo càng nhiều ngọn lửa càng mạnh hơn. Nếu như bị phát hiện, hậu quả do ngươi gánh chịu. Đáy mắt Hoa Vị Ưu hiện lên tia lệ khí, cũng chịu ra ngọn lửa. Thánh địa bây giờ đang chờ tin tức của chúng ta, cho dù chết cũng phải điều tra rõ ràng bố trí nơi đó, chuẩn bị sẵn sàng, theo chúng ta. Sau khi Địch Vân cao giọng la lên, nhanh chân đi ra vòng ngoài ánh sáng của tượng đá, ngọn lửa trong tay hướng về phía hắc ám. Hắc ám mãnh liệt, ác linh thét gào nhanh chóng tán loạn phạm vi mười mấy mét. Đệ tử Diêm La Điện khác toàn bộ kích phát linh văn, nắm chặt ngọn lửa đi ra ngoài vòng ánh sáng. Nhưng, thời điểm bọn hắn đang chuẩn bị rời khỏi đỉnh núi, một tiếng gào thét khác hẳn với mãnh thú đột nhiên từ trên cao truyền đến. Hoa Vị Ưu, ra ra ngươi lại tới đây. Khương Phàm mang theo gương mặt dữ tợn, khí thế bạo ngược, kéo lấy thạch quan nhanh chóng lao xuống, đụng nát ác linh mãnh cầm giữa không trung, lao thẳng tới đỉnh núi. Thứ gì vậy? Bọn người Địch Vân hơi kinh ngạc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng không đợi thấy rõ ràng cái gì, Khương Phàm bay lên trên phạm vi lớn, thạch quan hung hăng đánh tới đỉnh núi. Ầm ầm, đỉnh núi lay động, đá vụn vẩy ra, vết nứt răng rắc lan tràn mấy chục đường. Hai người ở cạnh biên giới vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm rơi xuống vách núi, bị ác linh sao động nuốt hết, xé nát chia ra ăn. Địch Vân, Hoa Vị Ưu mấy người còn lại bị khí lãng trùng kích, chật vật bị hất bay. Có mấy kẻ may mắn trở lại vòng ánh sáng tượng đá, những kẻ khác đều chật vật lăn ra rất xa. Nếu như không phải đỉnh núi rất rộng rãi, nói không chừng đều đã lăn xuống núi cao. Khương Phàm mắt sáng như đuốc, tượng đá phía sau trống lên ánh sáng chiếu rộ trăm mét, trước tiên tập trung vào Hoa Vị Ưu. Hoa Vị Ưu cưỡng ép giữ vững thân thể, vừa ngẩng đầu, trong chốc lát lại đối đầu với ánh mắt Khương Phàm. Khương Phàm, nói đùa cái gì? Sắc mặt Hoa Vị Ưu trắng bệch, quay đầu liền muốn chạy. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm, hóa thành lít nha lít nhít hỏa tinh. Nhanh chóng nổ bắn về phía Hoa Vị Ưu. Ầm ầm, hỏa tinh bạo tạc, liệt diễm mãnh liệt, nuốt hết Hoa Vị Ưu. Hoa Vị Ưu kêu thê lương thảm thiết, ngọn lửa trong tay đều rời khỏi tay, số lượng lớn ác linh trong nháy mắt bổ nhào tới, cơ hồ muốn bao phủ hắn. A, cứu ta, cứu ta. Hoa Vị Ưu giãy giụa lấy leo về đỉnh núi, đang muốn xua tan ác linh trên toàn thân, Khương Phàm lại lao tới, một tay bóp lấy cổ của hắn, đánh về phía mặt đất. Khương Phàm, ngươi, làm sao ngươi lại ở đây? Hoa Vị Ưu hoảng sợ đến mặt không còn chút máu. Súc sinh, lão tử tới đón ngươi về nhà. Khương Phàm kéo lấy Hoa Vị Ưu, nhét vào thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm, khốn kiếp, hắn chính là Khương Phàm sao? Địch Vân trợn mắt nhìn, trước tiên nâng nắm đấm, bàng bạc khí lãng lao ra, hóa thành ba trưởng ấn, hung hăng chụp về phía Khương Phàm. Cảnh giới bát trọng thiên. Tiện tay đánh ra một kích, uy thế kinh người. Các cường giả Diêm La Điện còn lại liên tiếp hoàn hồn, nắm chặt ngọn lửa,
phóng thích võ pháp, toàn bộ đánh tới phía Khương Phàm. Khương Phàm giương cánh bay lên không, hung hiểm tránh khỏi toàn bộ các đòn tấn công, cõng tượng đá biến mất trong bóng đêm. Khương Phàm, chúng ta không có đi tìm ngươi, vậy mà ngươi lại đưa mình tới cửa. Tiếp cận phía trên, đánh cho ta. Địch Vân đứng trên đỉnh núi, nhìn qua đoàn ánh sáng nhàn nhạt bay qua giữa không trung kia. Mặc dù hắc ám dày đặc có thể nuốt hết ánh sáng, nhưng ánh sáng tượng đá quá mạnh, cách 500-600 mét đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Khương Phàm, người đây gọi là tự chui đầu vào lưới. 9 tên đệ tử may mắn còn sống sót trên đỉnh núi toàn bộ nhìn về không trung, điên cuồng phóng thích các loại võ pháp. Cảnh giới bọn hắn phổ biến tại thất trọng thiên đến cửu trọng thiên, lại đều là đệ tử tinh anh trong thánh địa. Thiên phú phi phàm, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, nháy mắt đã phóng thích, dẫn động năng lượng cuồn cuộn, lôi chiều, kiếm khí, ánh sao các loại, toàn bộ đánh về phía ánh sáng nhàn nhạt giữa không trung kia. Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng, nơi đó đúng là tượng đá, không phải bị Khương Phàm cõng, mà là bị Khương Phàm hung hăng quăng về phía không trung. Chính hắn đã sớm ngưng tụ Thái Dương chiến y trước đó, nhanh chóng lao xuống trong bóng đêm. Số lượng lớn ác linh ngăn cản, mãnh cầm lao vùn vụt đầy trời đều bị hắn đụng nát, giống như chạy nhanh lao thẳng đến đỉnh núi. Khi đám người Địch Vân điên cuồng phóng thích võ pháp, toàn thân Khương Phàm treo đầy ác linh, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Địch Vân, vung lên móng vuốt chu tước bén nhọn không gì sánh được, hung hăng đánh về phía cổ của hắn. Địch Vân, phía sau của ngươi. Đối diện có đệ tử quá sợ hãi. Cái gì? Địch Vân giật mình cảm nhận nguy hiểm, trước tiên ngưng tụ ra thạch tinh ở mặt ngoài thân thể, dán chặt ra thịt cưỡng ép bảo vệ. Bang! Khương Phàm hung ác bạo kích, lại bị cưỡng bức chống đỡ, không thể xé mở ra thịt hắn. Nhưng, lực lượng bạo kích 100.000 cực cảnh lại rắn chắc chắc đánh vào trên cổ Địch Vân, vẫn hung hăng đập hắn xuống đất. Sao ngươi lại ở đây? Đầu Địch Vân đập mạnh vào mặt đất, có chút hoảng hốt, nhưng thạch tinh càng ngày càng dày khắp toàn thân, tầng tầng bảo vệ trên thân thể. Hắn ở chỗ này, giết. Các đệ tử còn lại liên tiếp kịp phản ứng. Khương Phàm giống như ác thú, gương mặt dữ tợn, liệt diễm toàn thân sôi trào trong nháy mắt, cánh chim bỗng nhiên triển khai, hỏa vũ kích xạ giống như mấy trăm lưỡi kiếm sắc bén đánh về phía bọn hắn. Đòn tấn công như một trận bão lớn. Ầm ầm. Hỏa vũ cuồng kích, đụng vào võ pháp mà bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra. Liệt diễm sôi trào, năng lượng mất khống chế. Đỉnh núi trong nháy mắt đã hỗn loạn. Các đệ tử Diêm La Điện mặc dù đều đã mặc áo giáp đặc chất, không thể bị đánh xuyên, nhưng vẫn đều bị đánh bay ra ngoài. Chi chi chi. Ác linh các nơi đều bị kích thích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao lên đỉnh núi, có mấy tên cường giả vừa lăn xuống đã bị vô tình bao phủ. Khương Phàm, người trốn không thoát, đều xốc lại tinh thần cho ta. Chỉ cần bắt được Khương Phàm, chúng ta coi như không vào vực sâu cũng có thể lập công. Địch Vân thừa cơ xoay chuyển, kéo ra khoảng cách an toàn, cao giọng quát lớn. Khương Phàm cũng đã giương cánh, phóng tới tượng đá đang sa xuống ở không trung. Nhưng, một con lục nhĩ thanh em mờ bức khổng lồ đột nhiên lướt qua, tiếng gáy to xuyên kim liệt thạch, dội thẳng linh hồn. Khương Phàm kêu thê lương thảm thiết, ngửa mặt rơi xuống. Bọn người Địch Vân ôm đầu gào lên đau đớn, toàn bộ võ pháp lại mất khống chế. Lục nhĩ thanh em mờ bức nhô ra móng vuốt bén nhọn, chộp tới Khương Phàm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm được đan hoàng kích thích cưỡng ép hoàn hồn, gầm lên giận dữ, liệt diễm sôi trào, kịch liệt cuồn cuộn, giống như chu tước đang xoay chuyển người bay lên, hóa thành mặt trời, ánh sáng chiếu thấu hắc ám. Lục nhĩ thanh em mờ bức bị cường quang chiếu tới cũng phát ra tiếng gáy to đau đớn, nó vỗ cánh bay lên không rời khỏi nơi này. Khương Phàm nhanh chóng bay lên bắt lấy tượng đá, ánh sáng nở rộ, xua tan lũ ác linh, mãnh cầm đang muốn vây bắt tới phía hắn. Nắm chặt ngọn lửa, gom lại cùng một chỗ, nhanh nhanh nhanh. Địch Vân lo lắng gào thét, những ngọn lửa điên cuồng xua tan ác linh mãnh cầm táo bạo ở xung quanh. Khương Phàm lại một khắc cũng không ngừng, sau khi hất đám mãnh cầm ác linh ra, hắn lại lần nữa rơi xuống đỉnh núi. Tượng đá trang nghiêm, ánh sáng rọi khắp nơi, cùng tượng đá bảo vệ phía sau ác viên cộng minh với nhau, cơ hồ đều chiếu thấu toàn bộ đỉnh núi. Lũ ác linh điên cuồng kêu gào thê lương thảm thiết, kinh hoàng lui ra khỏi đỉnh núi.
chỉ bằng ngươi, cũng xứng khiêu chiến chúng ta. Muốn chết. Đám người Địch Vân thoáng thở phào, ánh mắt hung ác trước tiên tiếp cận Khương Phàm, phóng thích linh văn, năng lượng mãnh liệt, võ pháp cường thịnh cuồn cuộn lao ra, toàn bộ đập tới phía Khương Phàm. Nhưng, Khương Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị, khiêng tượng đá phóng lên tận trời. Mà phía sau hắn, đương nhiên là từng đám yêu thú, ác viên đang tụ tập ở bên trong vòng sáng tượng đá. Ầm ầm, võ pháp đi nhanh, năng lượng cường thịnh, toàn bộ đánh vào trên thân thương viêm thú bên ngoài kia. Toàn thân thương viêm thú bao trùm lân giáp cứng rắn, không có bị thương tổn, nhưng, nó đã bị hỗn chiến kịch liệt nơi này chọc giận. Không tốt, tản ra. Địch Vân quá sợ hãi, quay người muốn nhảy xuống đỉnh núi. Giống. Thương viêm thú phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, thanh âm thanh chiều như con sông lao nhanh, cuồn cuộn khắp đỉnh núi. Tốc độ ba tên đệ tử Diêm La Điện chậm hơi chậm, bị thanh chiều nuốt hết, vỡ nát tại chỗ, Địch Vân cùng năm người khác nhảy xuống, tránh khỏi thanh chiều tập kích. Nhưng, xung quanh đỉnh núi đã tụ mãn vô số ác linh mãnh thú, bọn hắn mới vừa xuất hiện liền bị nuốt hết. Bọn người Địch Vân điên cuồng thay phiên kích phát ngọn lửa, xua tan lũ ác linh, mặc dù ác linh kiêng kỵ ánh sáng bên trong ngọn lửa, nhưng số lượng quá nhiều, bọn chúng vẫn hung tàn đánh giết vào. Đám người Địch Vân kêu gào thảm thiết, giống như bị xé nát tươi sống, điên cuồng vùng vẫy rất một hồi, mới miễn cưỡng xua tan ác linh. Gom lại cùng một chỗ, nhanh nhanh nhanh. Địch Vân lo lắng la lên, kêu gọi bốn người khác. Bốn người may mắn còn sống sót chật vật vọt mạnh về phía trước, tập hợp cùng Địch Vân, ngọn lửa cháy hừng hực, liên hợp mở rộng phạm vi đến 20-30 mét. Hơn ngàn ác linh quay xung quanh bọn hắn tán loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng xấu xí tà ác, nhưng không có kẻ nào xông vào bên trong vòng sáng. Nhưng không chờ bọn hắn kịp thở, một tiếng hét cuồng loạn giận dữ từ trên cao truyền đến, cho dù ở bên trong tiếng ác linh kêu gào, thanh âm này cũng cực kỳ rõ ràng. Tàn đao, khai thiên. Khương Phàm kích phát linh nguyên, huyết khí, cùng lực lượng linh hồn, ngang nhiên phát ra khai thiên đao thức chí cường. Đao khí cuồn cuộn, chém chết trời cao, mang phá uy thế diệt hết thảy, từ trên trời giáng xuống. Nhưng không phải chém về phía bọn cao giai linh nguyên cảnh hắn bọn đây, mà là ngọn núi phía dưới bọn hắn. Ầm ầm, ngọn núi lay động, đá vụn bắn tung trời, vết nứt lan tràn, tung hoành vài trăm mét. Số lượng lớn ác linh bị đánh nát, một con man nghiêu phóng lên cũng bị chém giết, đám người Địch Vân vội vàng không kịp chuẩn bị đều chật vật rơi vào trong hố sâu phía dưới. Lũ ác linh lần nữa bạo tẩu, điên cuồng nhào về phía bọn hắn, không để ý liệt diễm, cứ hung tàn cắn xé. Sư huynh, cứu ta, cứu ta. Bốn tên đệ tử điên cuồng giãy giụa, không lo được ngọn lửa, đều điên cuồng phóng thích võ pháp. Nhưng không có lửa đuổi đi, lũ ác linh càng điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn, càng không cố kỵ gì cả, đảo mắt đã xé nát bọn hắn. Địch Vân thì toàn thân phun trào thổ nguyên lực, cưỡng ép xung hợp vào trong ngọn núi, tránh khỏi ác linh vây bắt, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Địch Vân, cút ra đây. Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, khiêng tượng đá rơi xuống trong hố sâu, thánh quang chiếu rọi khắp nơi, ác linh chạy trốn, vài con mãnh thú đang muốn nhào tới đều chật vật lui lại. Thứ không biết sống chết, cùng ta về Ly Hỏa Thánh Địa chịu hình. Địch Vân phát giác được Khương Phàm lại tiếp tục, tự chui đầu vào lưới, lập tức phóng thích minh mông thổ nguyên lực, phá tan hố sâu bên ngoài, đối diện che mất Khương Phàm. Khương Phàm giãy giụa, nhưng vẫn bị thổ nguyên lực bao trùm toàn thân, ngưng kết thành thạch tinh, sau đó kéo lấy dung nhập vào trong ngọn núi. Bắt sống Khương Phàm ngươi còn tốt hơn khi ta mạo hiểm dò xét vực sâu. Địch Vân đứng trong ngọn núi, bụi đất cuồn cuộn toàn thân, cực lực áp chế nhanh chóng tới gần Khương Phàm, lít nha lít nhít thạch tinh bao vây lấy Khương Phàm, nhất là khống chế được hai tay hai chân. Ai bắt ai, nói còn quá sớm đấy. Toàn thân Khương Phàm nhấc lên hắc khí mãnh liệt, tám cánh cửa hư vô ầm vang mở ra. Tám sợi xiềng xích đen kịt đột nhiên tuôn trào cuốn lấy Địch Vân. Thứ quỷ gì đây? Địch Vân ngưng tụ thạch tinh khắp toàn thân, hắn giãy giụa, nhưng xiềng xích lại âm hàn giá lạnh, thẩm thấu thạch tinh, kích thích linh hồn của hắn.